tên khốn, cậu là ai mà lại dám đánh ông đây? Cậu biết tôi là ai không? Ngụy Cường vốn còn muốn yêu thương người con gái làm hắn ta phải sao động này, thế nhưng hắn ta còn chưa động được vào người cô thì đã bay ra ngoài. Tên nhóc này, cậu thế mà lại dám đánh cậu chủ Ngụy, không ai cứu được cậu đâu. Vu Đại Đầu nhìn thấy Ngụy Cường bị người ta một phát đá bay ra ngoài thế thì đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Cậu chủ Ngụy là người mà ông ta đích thân mời đến, nếu cậu chủ xảy ra chuyện gì thì ông ta cũng xác định. Tôi là người ông không dây vào được đâu, ông trong mắt tôi cũng chỉ như một người chết mà thôi. Trần Triệu Dương bước nhanh đến chỗ Nam Cung Yến rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên vai cho cô. Đừng sợ, anh đến dịu dàng an ủi cô. Ừ, Nam Cung Yến cả người không còn chút sức lực nào, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông như một vị thần trước mặt, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đây là một người có thể vì cô mà đắc tội với cả thế giới, cho nên cô không sợ gì cả. Chú Nguyên, giúp cháu giết chết tên nhóc này đi, Ngụy Cường đứng lên rồi tức giận hét lớn. Theo tiếng hét của hắn ta thì một bóng người đã lao vụt đến bên cạnh. Đây là một ông cụ mặc bộ đồ nhà Thanh, chỉ là sắc mặt ông ta lúc này không được tốt lắm. Cậu nhóc, tôi cho cậu một cơ hội, tự chặt đứt tay chân mình thì coi như tôi tha cho cậu một mạng, Ngụy Nguyên nói với Trần Triệu Dương một cách thách thức. Chú Nguyên, không những cháu muốn chặt đứt tay chân của hắn mà cháu còn muốn chặt đứt cậu em của hắn ta nữa, Ngụy Cường thấy chú Nguyên người hộ vệ của mình đến thì nói một cách dứt khoát. Đúng lúc này thì Trần Triệu Dương quay đầu lại nhìn ba người bọn họ một cái. Khi anh nhìn thấy Ngụy Nguyên thì nhướng nhướng mi. Bởi vì thực lực của ông ta còn mạnh hơn Cố Ngôn trước. Đây, chắc là một thiên tiên võ giả. Tên công tử bột như Ngụy Cường mà lại có một người hộ vệ là thiên tiên võ giả, xem ra thân phận của hắn ta cũng không tầm thường. Cắt cậu em, không tệ đâu, đúng là một ý kiến hay, Trần Triệu Dương gật đầu, nói một cách tán đồng. Ha ha, tên nhóc. Xem như cậu biết điều, Ngụy Cường nghe thấy lời nói này của Trần Triệu Dương thì cười một cách đắc ý, chắc hẳn là hắn ta nghĩ Trần Triệu Dương biết sợ rồi. Đúng thế, chặt đứt cậu em của cậu là còn nhân nhượng cho cậu rồi đấy, cậu phải biết là một cọng tóc của cậu chủ Ngụy đây còn đáng giá hơn cả gia tài của cậu đấy, thế mà cậu dám đánh cậu chủ Ngụy thì thật sự là chán sống rồi mà, Vu Đại Đầu chống nạnh nói như vũ bão. Chỉ có Ngụy Nguyên là nhăn mày, bởi vì đối phương thực sự quá bình tĩnh. Hơn nữa ông còn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Một tên công tử bột, một con chó, giết mấy người tôi còn sợ bẩn tay nữa là, Trần Triệu Dương cười rồi lạnh nhạt nói, nếu đã như thế thì thôi, thỏa theo nguyện vọng mà cắt đứt cậu em của mấy người vậy. Cái gì, Ngụy Cường và Vu Đại Đầu nghe được thì trợn trừng cả mắt lên. Ngay cả Ngụy Nguyên cũng cảm thấy tức giận bừng bừng, mình là một thiên tiên võ giả, đi đến đâu cũng được người ta tôn trọng thế mà bây giờ lại bị khinh thường như thế này. Tên nhóc này, cậu giỏi lắm, tôi lại muốn nhìn thử xem cậu làm thế nào để cắt đứt được cậu em của cậu chủ Ngụy. Ngụy Nguyên lúc này thực sự tức giận, ông ta trực tiếp xoay người tung một cú đấm về phía Trần Triệu Dương. Chú Nguyên, để hắn ta hiểu rõ thế nào gọi là người có sức mạnh đi, Ngụy Cường nhìn thấy chú Nguyên ra tay thì hưng phấn đến nỗi hai mắt phát sáng, hét lớn. Rác rưởi. Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói, rồi chậm rãi nhấc chân lên. Bịch, Ngụy Nguyên bị Trần Triệu Dương dùng tốc độ nhanh hơn đá bay ra ngoài, đập mạnh vào tường rồi mới từ từ trượt xuống. Phụt, ông ta phun ra một ngụm máu rồi nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt kinh ngạc. Cậu là thiên tiên võ giả. Ngụy Nguyên vừa nói thế thì Ngụy Cường đã trợn trừng hai mắt, nhà họ Ngụy của hẳn là dòng dõi võ thuật nên tất nhiên là hẳn ta hiểu được thiên tiên võ giả là gì, không thể nào. Ngờ được rằng Trần Triệu Dương thế mà lại là một thiên tiên võ giả. Vu Đại Đầu không hiểu thiên tiên võ giả là gì, nhưng hiện giờ ông ta hiểu rõ một điều, chính là mình sắp thảm rồi. Sao có thể, tôi thấy cậu mới chỉ khoảng 20 tuổi, sao có thể là thiên tiên võ giả được cơ chứ? Ngụy Nguyên nhìn Trần Triệu Dương chằm chằm rồi hỏi với vẻ không dám tin. Ha, ông không dám tin không có nghĩa là không có, điều này chỉ chứng tỏ là tư chất thiên tiên võ giả của ông kém, có tu luyện cả đời may ra mới bước chân vào được hàng ngũ này, Trần Triệu Dương thu chân lại rồi lạnh nhạt nói. Những lời này của Trần Triệu Dương làm ông ta cảm thấy xấu hổ, vốn dĩ ông ta còn luôn tự hào mình là thiên tiên võ giả thì cao hơn người khác một bậc, nhưng hôm nay lại bị một phát đạp của người ta phá nát mộng tưởng. Mày muốn làm gì? Ngụy Cường nhìn Trần Triệu Dương đang tiến lại gần thì hỏi với sự hoảng loạn. Anh muốn làm gì tôi thì tôi làm lại như thế với anh, rất công bằng mà, Trần Triệu Dương đi đến bên cạnh Ngụy Cường rồi lạnh nhạt nói. Mày dám sao? Nếu mày dám làm gì tao thì nhà họ Ngụy chúng tao sẽ không tha cho mày đâu, Ngụy Cường bị dọa đến ngốc luôn rồi,
hắn ta chỉ là một tên công tử bột thích ăn chơi lêu lổng chứ thực sự chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này. Cậu nhóc, tôi thừa nhận tư chất thiên tiên võ giả của cậu rất cao, nhưng đừng có nghĩ cậu là thiên tiên võ giả thì có thể thoải mái đắc tội người khác, nhà họ Ngụy cậu không dây vào. Được đâu, cậu tốt nhất là nghĩ cho thật kỹ. Lúc này Ngụy Nguyên mới hoàn hồn lại từ trong bất ngờ ban nấy, ông ta thấy Trần Triệu Dương muốn ra tay thì nói một cách bực bội. Vốn Ngụy Cường bị đánh cũng là do ông ta không bảo vệ tốt, nếu mà hắn ta thực sự bị cắt hai chân, hai tay, cả cậu em nữa thì coi như ông ta mất việc rồi, không những thế ông ta còn sợ sẽ bị trừng phạt theo gia pháp. Ồ, sao tôi lại không dây vào được chứ, Trần Triệu Dương cười rồi lập tức giã mạnh vào một chân của Ngụy Cường. Răng rắc, một tiếng xương gáy vang lên, chân của Ngụy Cường lập tức biến dạng, mà đây không đơn thuần chỉ là gãy chân, sợ rằng đến xương cốt cũng nát luôn rồi. Vết thương như thế này căn bản không có cách nào hồi phục lại như thường được. Cậu, Ngụy Nguyên thực sự đơ người rồi, tên nhóc này thế mà thực sự dám đánh gãy chân Ngụy Cường. Răng rắc, Trần Triệu Dương không đợi họ phản ứng lại đã làm đứt gãy hết tứ chỉ của Ngụy Cường, thậm chí xương cốt của hắn ta còn lộ hết cả ra ngoài. Ngụy Cường thì sớm đã đau đến ngất đi rồi. Còn một chỗ nữa, vợ à, em quay mặt đi, Trần Triệu Dương cười cười rồi nói với Nam Cung Yến. Nam Cung Yến sao lại không hiểu được ý của anh chứ, cô đỏ mặt quay đầu sang hướng khác. Cậu nhóc, cậu dám sao, nếu cậu thực sự làm ra chuyện. Đó thì cậu chắc chắn sẽ không còn đường lui đâu, Ngụy Nguyên nhìn thấy nụ cười như ma quỷ của Trần Triệu Dương thì đổ mồ hôi lạnh đầy người, hét lên. Ông ta biết, mình toang thật rồi, kể cả có trở về thì cũng không có kết cục gì tốt cả. Phút, trong mắt Trần Triệu Dương lóe lên tia lạnh lẽo, anh đi lại gần ông ta rồi vung tay một cái. Ngụy Nguyên lập tức bay ra ngoài. Phu đại đầu bây giờ chỉ tiếc tại sao mình không ngất luôn đi, ông ta cứ trợn trừng mắt lên nhìn Ngụy Cường bị đánh gãy tứ chỉ mà khổ không gì nói nổi. Tại sao mình lại đi giới thiệu Nam Cung Yến cho Ngụy Cường chứ, thật sự là tự mình đi tìm đường chết mà. Trần Triệu Dương giã ấm chân xuống, đúng lúc này Ngụy Cường tỉnh lại, hắn ta thực sự cảm thấy đau thấu tận tâm gan, chỉ là tay chân bị phế hết cả rồi, không còn cách nào khác mà chỉ có thể run lẩy bẩy. Miệng phát ra những tiếng như tiếng giết heo vậy. Đến ông rồi, Trần Triệu Dương tất nhiên không thể nào bỏ qua cho Vu Đại Đầu. Mặc kệ ông ta có cầu xin như thế nào thì anh cũng sẽ đối xử với ông ta như vậy. Nhớ lấy, tôi là Trần Triệu Dương, đừng có trả thù nhầm người. Anh gọi Ngụy Nguyên dậy, rồi đập vào vùng đan điền của ông ta nói một cách lạnh lùng. Nói xong anh đỡ Nam Cung Yến lên rồi đi ra ngoài. Đám anh em nhà họ Ngô quan sát Trần Triệu Dương và Ngô Cường từ nãy đến giờ, sau khi nhìn thấy anh đỡ Nam Cung Yến đi khỏi thì mới dám đi vào phòng sơ vịp. Sau khi hai anh em họ nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây, Ngô Hưng Khâm bị dọa đến sững người, còn may. Mà tay chân hẳn ta vẫn khỏe mạnh bình thường, tên Trần Triệu Dương này thực sự đúng là sát nhân. Xảy ra chuyện lớn rồi, Ngô Hưng Khôn hiểu rõ. Chuyện này anh em họ tốt nhất không nên nhúng tay vào, nếu không để người khác phát hiện hai anh em họ cũng có can dự vào chuyện này thì nhà họ Ngô bọn họ cũng bị tai bay vạ gió mất. Đi, Ngô Hưng Khôn giữ chặt lấy em mình rồi lao nhanh ra ngoài. Rồi gã ta lặng lẽ mang cả camera đi luôn, chỉ cần không ai biết chuyện này có dính dáng gì đến hai anh em họ là được rồi. Còn chuyện sống chết của người nhà họ Nguy thì gã ta không quản được. Sau khi rời khỏi tiệc rượu, Trần Triệu Dương đặt Nam Cung Yến ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho cô xong mới khởi động xe đi về nhà. Thực sự Trần Triệu Dương cũng rất sợ hãi, anh chỉ sợ mình không đến cứu kịp thời, nếu như có chuyện gì xảy ra thì lúc đó anh hối hận cũng không kịp nữa. Nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của Trần Triệu Dương như thế thì Nam Cung Yến cũng không biết nên nói gì, cô thấy may mà mình còn dẫn theo anh đến tiệc rượu, may mà Trần Triệu Dương đã cài cuộc gọi khẩn cấp vào máy cho cô. Nóng quá! Sao anh không mở điều hòa lên, Nam Cung Yến cảm thấy cả người nóng bừng rồi nói với Trần Triệu Dương. Nghe thấy lời này của Nam Cung Yến thì Trần Triệu Dương cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì giọng nói của cô tràn ngập sự nũng nịu, nó khiến cho ngọn lửa trong lòng Trần Triệu Dương suýt nữa thì bùng phát. Chết tiệt, họ không những bỏ thuốc mê mà còn bỏ cả thuốc kích dục. Trần Triệu Dương quay sang nhìn Nam Cung Yến, phát hiện ra tình huống của cô thì thầm mắng một tiếng sau đó nhấn ga phóng nhanh về nhà. Ngồi im nào, Trần Triệu Dương sốt ruột bởi vì Nam Cung Yến lúc này cả người nóng ran nên đang xé quần áo của mình. Bộ lễ phục dưới tay cô bị xé thành từng mảnh nhỏ, lộ ra bờ vai ngọc ngà, Trần Triệu Dương thấy vậy thì nuốt một ngụm nước bọt. Thực sự quá hấp dẫn.
Vốn anh còn định dẫn Nam Cung Yến vào một khách sạn gần đây, nhưng với hình tình bây giờ thì sợ là không kịp nữa rồi. Dưới tình thế cấp bách này thì anh chỉ có thể dừng xe ở một nơi hoang vu vắng vẻ. Cố nhịn một chút, Trần Triệu Dương cầm một chiếc châm bạc trong tay rồi lập tức châm lên người Nam Cung Yến. Nam Cung Yến ngất đi nhưng tình trạng của cô thì vẫn không tốt lên mấy, điều này cho thấy tác dụng của thuốc kích dục này thực sự rất mạnh. Trần Triệu Dương lập tức lấy châm châm vào huyệt của cô để tống hết dược tính của thuốc đó ra ngoài. Vốn dĩ châm cứu đối với anh là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng Nam Cung Yến lúc này thực sự là quá hấp dẫn, điều này đối với anh đúng thật là một lần khảo nghiệm tâm lý. May là anh vẫn là một người có tố chất tâm lý tốt, anh đẩy nhanh tốc độ châm cứu lên. Cuối cùng ngay khi anh nghĩ mình sắp không chịu được nữa thì thuốc kích dục trong người Nam Cung Yến đã bị đẩy ra ngoài. Phù, nguy hiểm quá, Trần Triệu Dương âm thầm thở ra một hơi rồi tiện tay lấy quần áo của mình che lên người cho cô rồi mới giúp cô cài lại dây an toàn. Sau khi về đến biệt thự, Trần Triệu Dương hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không đánh thức cô dậy. Chuyện hôm nay đối với Nam Cung Yến thực sự khá kích thích, để cô ngủ một giấc rồi mai tỉnh lại chắc sẽ đỡ hơn thôi. Vì thế nên Trần Triệu Dương quyết định ôm Nam Cung Yến vào biệt thự. Chỉ là anh bắt đầu cảm thấy bối rối, quần áo cô mặc đều bị xé nát rồi, hơn nữa lúc nãy khi anh đẩy dược tính của thuốc kích dục ra ngoài cho cô thì quần áo của cô đều ướt đẫm mồ hôi. Thực sự quá hấp dẫn rồi. Cuối cùng anh vẫn không nghe theo tiếng nói của con quỷ nhỏ trong lòng mình mà gọi thư ký của Nam Cung Yến là Ninh Tĩnh đến. Ninh Tĩnh biết chuyện kết hôn của hai người, chỉ là cô ta không biết chuyện hai người sống chung. Nhưng sau khi nghe xong yêu cầu của Trần Triệu Dương thì cô ta ngạc nhiên đến sững sờ. Tên này thế mà không nhân cơ hội lợi dụng Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương tất nhiên không biết cô ta đang nghĩ gì, nếu anh biết trách cũng cạn lời thôi. Sau khi anh đi xuống tầng thì trở lại phòng mình bắt đầu tu luyện. Anh phát hiện là thời gian anh tiếp xúc cùng Nam Cung Yến càng nhiều thì tốc độ tu luyện của anh càng nhanh. Thực lực của anh cũng đã bước vào ngưỡng thiên tiên tiểu thành rồi. Đây đúng là nước chảy thành sông, anh chẳng có tí cảm giác bị trì trệ nào cả. Xem ra ông già đó bảo mình đến Nam Hải cũng có nguyên nhân của nó, Nam Cung Yến chắc cũng là người được ông ấy xem xét từ sớm. Một đêm bình yên, Trần Triệu Dương không tu luyện nữa mà đi ra khu đất trống trong biệt thự để bắt đầu tập thể dục. Nhưng chưa tập được bao lâu thì từ tầng 2 trong khu biệt thự truyền ra một tiếng hét. Trần Triệu Dương bị dọa giật bắn mình. Anh không chạy vào bằng cửa chính mà lập tức leo lên cửa sổ tầng 2 rồi nhảy vọt vào phòng Nam Cung Yến. Sao thế, anh liếc nhìn quanh căn phòng một lần nhưng không thấy có gì nguy hiểm cả. Chỉ là khi anh nhìn thấy tình trạng của Nam Cung Yến lúc này thì hai mắt trợn tròn cả lên. Lúc này trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ băng tơ. Lụa, hai bên đùi trắng nõn thon thả lộ ra hết, nửa thân trên cũng lộ gần hết bờ vai ngọc ngà. Thực sự là cái gì cũng nhìn thấy một cách rõ ràng. Tên xấu xa này, anh nhìn đủ chưa, Nam Cung Yến vốn vừa tỉnh lại, nhìn thấy tình trạng của mình thế này thì mới hét lên. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến tiếng hét của mình đã kéo Trần Triệu Dương đến. Hơn nữa tên này còn nhảy thẳng vào tầng 2, lẽ nào anh không biết tôn trọng sự riêng tư của con gái sao? Thấy Trần Triệu Dương cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, thì Nam Cung Yến cũng cảm thấy có chút tự hào, chỉ là cô lại cảm thấy xấu hổ nhiều hơn, tên khốn này thế mà vẫn còn nhìn. Không. Vẫn chưa nhìn đủ, Trần Triệu Dương trả lời. Cút ra đi, Nam Cung Yến lập tức lấy chăn che kín người rồi nói một cách tức giận. Không còn cảnh đẹp để ngắm nữa nên Trần Triệu Dương thầm cảm thấy tiếc nuối. Đều là vợ chồng già cả rồi, sợ gì chứ, dù gì tối qua cái gì nên nhìn anh cũng nhìn thấy hết rồi. Trần Triệu Dương không xấu hổ chút nào mà còn nói như vậy rồi mới đi về phía cửa. Anh quay lại cho tôi, Nam Cung Yến ngớ người ra rồi nhìn anh với ánh mắt buốt lạnh. Cắn răng nói. Sao thế, vợ muốn anh mặc quần áo cho à, Trần Triệu Dương vui vẻ rồi chạy nhanh đến trước giường của Nam Cung Yến. Yên tâm đi, anh là một tay lão luyện trong vấn đề mặc. Quần áo đấy, chắc chắn sẽ vừa nhanh vừa chỉnh tề. Nghe thấy lời nói này của Trần Triệu Dương, lại nhìn thấy anh đang đứng ngay trước mặt mình, Nam Cung Yến còn ngửi được mùi thơm phát ra từ người anh thì mặt bắt đầu đỏ rực cả lên. Anh im miệng cho tôi, Nam Cung Yến chừng anh một cái rồi hỏi. Nói, tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn nữa, quần áo tôi đang mặc là ai thay cho? Nói xong, Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt khó chịu, chỉ cần anh trả lời không tốt thì cô nhất định sẽ khiến anh hối hận khi là một thằng đàn ông. Hai, chuyện tối qua nói đến đây thì anh lại nở một nụ cười thâm sâu khó lường.
chỉ là thấy vẻ mặt của Nam Cung Yến ngày càng tệ đi thì anh mới ngừng cười. Tối qua anh đưa em về nhà thì thấy cả người em ướt đẫm mồ hôi, vì thế anh đã gọi Ninh Tĩnh đến xử lý. Trần Triệu Dương xua tay, chuyện chỉ có thế thôi. Khi nghe được vế trước của Trần Triệu Dương thì Nam Cung Yến còn lo lắng không yên, chỉ là khi nghe hết lời anh nói thì cô lại thấy mình trách lầm anh rồi. Hơn nữa tối qua trước khi cô hôn mê thì cô còn nhớ hình như mình đã uống phải một loại thuốc không biết tên, không biết là Trần Triệu Dương giúp mình giải độc như thế nào. Khụ khụ, anh biết anh rất đẹp trai nhưng mà em cũng không cần nhìn anh với một ánh mắt thèm thuồng như thế chứ, anh sẽ xấu hổ đây. Nhìn thấy Nam Cung Yến cứ nhìn mình chăm chăm như, vậy thì Trần Triệu Dương cũng hơi sợ, anh lập tức cười trêu. Được rồi, tôi phải dậy đây, anh đi ra ngoài đi, đối với việc Trần Triệu Dương bả đầu diễn kịch như thế thì Nam Cung Yến lại khôi phục lại sự lạnh lùng nói. Trần Triệu Dương lắc đầu rồi quay người đi xuống tầng. Sau khi xuống tầng thì anh đi thẳng vào phòng bếp để làm bữa sáng. Đợi khi Nam Cung Yến đi xuống thì bữa sáng đã làm xong rồi. Nhìn thấy đồ ăn sáng tinh xảo được bày biện trên bàn ăn như vậy thì cô lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng tên này còn biết nấu ăn, lại còn làm được, ngon như thế này. Vợ ơi, lại đây ăn sáng thôi, hôm nay anh làm burger thăn bò, cháo trứng thịt nạc, bánh bí đỏ, tất cả đều là những món em thích ăn đó. Trần Triệu Dương gọi Nam Cung Yến đang chuẩn bị rời đi lại. Cô lúc này thực sự ngạc nhiên đến sững sờ, anh thế mà lại còn nhớ món mình thích ăn. Mình cũng chưa ăn cùng anh nhiều, sao mà anh biết được. Nhưng ngửi cái mùi thơm này thôi thì bụng Nam Cung Yến cũng bắt đầu réo lên rồi. Đến đây nào. Trần Triệu Dương nói tức kéo Nam Cung Yến đến trước bàn ăn, đưa cho cô đôi đũa. Nam Cung Yến không từ chối nữa mà bắt đầu ăn. Ăn một miếng vào miệng rồi cô không thể nào ngừng được nữa. Thực sự là quá ngon miệng, không ngờ tài nấu ăn của tên này lại giỏi như thế, đúng là ngoài mong đợi mà. Nếu sau này thực sự sống cùng anh thì cũng không cần quá lo lắng. Ai, Nam Cung Yến, mày đang nghĩ linh tinh gì thế? Trần Triệu Dương không biết Nam Cung Yến đang nghĩ gì mà chỉ nhìn thấy vẻ mặt cô thay đổi liên tục, anh còn nghĩ là lẽ nào chuyện tối qua vẫn còn ảnh hưởng đến cô hay sao? Nếu không khỏe thì hôm nay không cần đi làm đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, Trần Triệu Dương khuyên. Nam Cung Yến ngớ người ra, sao đột nhiên anh lại nói thế? Nếu tôi không đi làm thì công ty phải làm sao? Tôi không như anh coi việc đi làm như đi nghỉ dưỡng thế đâu cậu chủ Trần ạ. Nam Cung Yến nói một cách khinh miệt rồi cầm một miếng burger cuối cùng trên bàn đi. Này, vợ ơi, anh còn chưa ăn mà, sao em lại ăn hết cả rồi? Trần Triệu Dương nhìn miếng burger cuối cùng cứ thế rời xa mình thì nói một cách buồn bực. Từ trước đến nay anh đều cho rằng nhìn người đẹp ăn cơm là một việc vô cùng tận hưởng, chỉ là nếu người đó ăn hết đồ ăn của bạn thì bạn chắc chắn sẽ không thấy tận hưởng nữa đâu. Không ngờ rằng, băng sơn nữ vương lại có thể ăn giỏi như thế, hình như cô ấy rất thích ăn đồ mình nấu. Trần Triệu Dương cười vui vẻ rồi bắt tay vào dọn dẹp chén bát. Sau khi dọn xong thì anh đi làm với một tâm trạng vô cùng hứng khởi. Đến công ty thì những thứ lung tung rối loạn đã được dọn. Sạch cả rồi, mọi người ở công ty lại đi làm bình thường trở lại. Trần Triệu Dương cũng không nghe được lời bàn tán gì từ bộ phận quan hệ xã hội và phòng bảo vệ nữa cả. Điều này khiến anh an tâm hơn nhiều. Anh Dương, anh em tối qua đã tỉnh lại rồi, Trần Triệu Dương vừa về đến chỗ của mình thì Hồ Tiểu Nhạc đã vui vẻ chạy đến chỗ anh nói một cách hưng phấn. Thật sao, thế thì tốt quá rồi, đợi đến trưa tôi sẽ qua thăm cậu ta. Nghe được tin tốt như thế thì Trần Triệu Dương lại càng vui hơn, xem ra hôm nay là một ngày may mắn vì tất cả mọi chuyện đều là tin tốt. Được, cảm ơn anh Dương, Hồ Tiểu Nhạc nói một cách nũng nịu. Đừng khách sáo, sao, còn chuyện gì nữa à, Trần Triệu Dương thấy bộ dạng này của cô thì biết chắc chắn cô vẫn muốn nói gì đó. Cái đó, mẹ em nói là anh em tỉnh lại được tất cả đều nhờ có anh giúp đỡ, nên muốn mời anh đến nhà ăn bữa cơm, Hồ Tiểu Nhạc nói một cách xấu hổ. Dù gì lần trước khi anh đến nhà cũng bị mẹ cô dọa sợ rồi, mong là lần này anh đến mẹ cô không làm ra chuyện gì quá mức nữa cả. Khụ khụ, chuyện này, không có gì đâu, tôi với Hồ Đại Quân là anh em mà. Đây đều là chuyện tôi nên làm thôi. Nếu không thì thế này đi, đợi sau khi tan ca, tôi gọi đám anh em phòng bảo vệ, chúng ta cứ tìm đại một quán ăn nào đó gần nhà cô ăn, tôi mời. Nghe được lời nói của Hồ Tiểu Nhạc thì Trần Triệu Dương lập tức run cầm cập. Anh thực sự sợ Ngô Quế Hoa cho nên lần này nhất định không đến ăn một mình được, kiểu gì cũng phải gọi thêm đám tiểu mao, có phúc cùng hưởng mà. Được, được thôi,
Nghe được lời này của Trần Triệu Dương, Hồ Tiểu Nhạc tuy có hơi thất vọng nhưng dù gì Trần Triệu Dương cũng đồng ý rồi. Sao nào, lại đi gặp mẹ vợ à? Tốc độ cũng nhanh đấy, mới thế mà đã bắt được cô gái trẻ trung nhất bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta đi gì? Ngay khi Hồ Tiểu Nhạc rời đi thì có một giọng nói mềm mại truyền vào tai anh. Trần Triệu Dương quay đầu lại nhìn, hóa ra là Hứa Mỹ Tình. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ôm body, nó khiến thân hình hấp dẫn của cô càng thu hút hơn. Khụ khụ, làm gì có, tôi và Hồ Tiểu Nhạc rất trong sáng, huống hồ tôi đã có vợ rồi, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Trần Triệu Dương lắc đầu nói rất chắc chắn. Ồ, cậu định nói rằng Chủ tịch Nam Cung là vợ của cậu chắc, Hứa Mỹ Tình nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trần Triệu Dương, lập tức che miệng cười khúc khích. Được rồi mà, Trần Triệu Dương nhún vai, nói thật mà không ai thèm tin, sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người với người đâu mất hết rồi. Trần Triệu Dương nhàn rỗi làm việc ở bộ phận quan hệ xã hội, kết quả sau khi sắp tan ca buổi trưa thì có một người đàn ông trung niên đột nhiên đến bộ phận của anh. Trưởng phòng Hứa, đem theo hai nhân viên cùng tôi đi tiếp vài vị khách, người đàn ông trung niên vừa đến bộ phận quan hệ thì nhìn thấy Hứa Mỹ Tình chuẩn bị tan ca đi ăn cơm, ông ta lập tức không khách khí gì mà ra lệnh. Phó Tổng Giám Đốc Giang, anh có phải hiểu lầm ý nghĩa của hai từ quan hệ rồi không? Chúng tôi là bộ phận quan hệ xã hội, không phải bên chuyên đi tiếp rượu khách hàng, vậy nên, xin anh hãy tôn trọng chúng tôi một chút. Nghe thấy lời của Giang Viễn Trinh, sắc mặt của Hứa Mỹ Tình lập nên khó coi, lập tức phản bác. Còn nữa, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, nếu có việc gì, buổi chiều tính sau. Hứa Mỹ Tình mặc kệ sắc mặt dần trở nên tím tái vì tức giận của Giang Viễn Trinh, tiếp tục nói. Cô, nghe thấy mấy lời phản bác của Hứa Mỹ Tình, sắc mặt Giang Viễn Trinh vô cùng khó coi, hẳn ta nhìn khuôn mặt thanh tú của Hứa Mỹ Tình, hận không thể trực tiếp đè cô ấy xuống. Hứa Mỹ Tình, cô chỉ là một trưởng phòng còn con mà dám đối đầu với tôi, Giang Viễn Trinh gắn giọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Phó Tổng Giang, bây giờ tan ca rồi. Cho dù chủ tịch yêu cầu tôi làm việc tôi cũng không làm, chưa kể công việc này không thuộc về bộ phận chúng tôi, Hứa Mỹ Tình cũng không chịu thua mà vặn lại. Được lắm, cô đúng là lợi hại, khuôn mặt Giang Viễn Trinh trở nên vặn vẹo, hừ lạnh nói, đây là việc của công ty, hơn nữa hợp đồng này cực kỳ quan trọng, nếu như chậm trễ, đến lúc ấy cô sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nghe thấy Giang Viễn Trinh đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu mình, Hứa Mỹ Tình thật sự cạn lời. Mặc dù cô ấy không muốn cấp dưới của mình tham gia vào chuyện này, nhưng nếu hợp đồng này thật sự quan trọng, cô cứ như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của công ty hay sao? Ôi, chó mèo ở đâu lại chạy đến bộ phận chúng ta sủa loạn lên thế này? Khi Hứa Mỹ Tình còn đang do dự cho nên đồng ý hay không thì một giọng nói lãnh đạm truyền đến từ phía sau. Cậu là ai? Giang Viễn Trinh không ngờ lúc này rồi lại có người dám đứng ra, sắc mặt hắn ta liền trở nên lạnh lùng là Trần Triệu Dương. Là một nhân viên của phòng quan hệ xã hội, hay là tôi đi cùng anh nhé, Trần Triệu Dương tươi cười nói. Hừ, một nhân viên vô danh như cậu cũng dám lên tiếng ở đây à, cút ra xa một chút. Không thì tôi sẽ làm cho cậu mất công việc này bất cứ lúc nào đấy, Giang Viễn Trinh biết được Trần Triệu Dương chỉ là một nhân viên quèn, có chút tự đắc nói. Anh chỉ là một phó tổng mà thôi, có tư cách gì để sa thải tôi. Còn nữa, anh kiêu ngạo như vậy, bố anh có biết việc này không, Trần Triệu Dương hỏi. Nhóc con, có tin là tôi sẽ gọi bảo vệ ném cậu ra ngoài ngay bây giờ hay không? Sắc mặt Giang Viễn Trinh tái mét, trong công ty này lại dám có người muốn đối đầu với hẳn ta, đúng là không biết sống chết mà. Vốn dĩ Hứa Mỹ Tình muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy lời này thì lập tức im lặng. Cô ấy biết Trần Triệu Dương trước đây là người của đội bảo vệ, muốn yêu cầu bảo vệ ném anh ra ngoài, đúng là chỉ có Giang Viễn Trinh mới nghĩ ra được. Có điều, Giang Viễn Trinh vừa mới đi công tác trở về. E rằng vẫn chưa biết được những việc trọng đại mà Trần Triệu Dương đã làm kia, đặc biệt là việc lần trước Vạn Quế chỉ đem người đến niêm phong công ty, nếu không có Trần Triệu Dương ở đây thì sợ rằng công ty thật sự xong đời rồi. Vì vậy, Hứa Mỹ Tình cũng không lo lắng lắm về việc Trần Triệu Dương sẽ bị thiệt. Nếu đã như vậy, tôi có nên cho anh một lý do không? Không thể vì tôi cãi lại anh hai câu mà anh cho người ném tôi ra ngoài đấy chứ. Trần Triệu Dương nở nụ cười, dần đi đến chỗ Giang Viễn Trinh. Cậu muốn làm gì? Giang Viễn Trinh tuy rằng khá o cao nhưng thân thể lại rất yếu, đối diện với một Trần Triệu Dương mạnh mẽ như vậy, trong lòng hẳn ta có chút chấn động. Đương nhiên là cho anh một lý do rồi, Trần Triệu Dương giơ tay ra, trực tiếp tát lên mặt Giang Viễn Trinh một cái. Bốp! Một âm thanh vô cùng bắt tai vang lên,
thân hình nặng hơn 100kg của Giang Viễn Chỉnh trực tiếp bị tát bay ra ngoài. "A, à, mày lại dám tát tao, mày chết chắc rồi." Giang Viễn Chỉnh không ngờ Trần Triệu Dương lại thật sự dám đánh mình. Hắn ta cảm thấy một nửa khuôn mặt mất đi cảm giác, đầu kêu ong ong, sắp bị chấn thương não đến nơi rồi. "Ừm, hiện giờ anh có thể gọi người lên được rồi, lý do tôi đã cho anh rồi đấy." Trần Triệu Dương nói xong, giơ tay kéo một cái ghế, thoải mái ngồi xuống. "Đồ khốn, tao sẽ làm cho mày cả đời này không tìm được công việc nữa." Giang Viễn Chỉnh nhổ ra một đống máu kèm theo răng, tức giận gào lên. "Ôi anh làm tôi sợ quá, làm thế nào bây giờ?" Trần Triệu Dương lập tức giả bộ sợ hãi. "Nếu muốn tao bỏ qua cho mày cũng được thôi, bây giờ mày quỳ xuống cầu xin tao, tự tát mình 100 cái, mỗi lần tát nói một câu, tôi sai rồi lần sau tôi không dám nữa. Nếu như thế thì tao sẽ tha cho." Giang Viễn Chỉnh khi nghe thấy lời này cho rằng Trần Triệu Dương thật sự sợ mình, lại tiếp tục kiêu ngạo nói. "Được, cứ làm vậy đi." Trần Triệu Dương gật đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Giang Viễn Chỉnh. Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, Giang Viễn Chỉnh ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhãn nhìn vào. "Anh?" Mà đám nhân viên nữ trong bộ phận quan hệ nghe thấy lời của Trần Triệu Dương thì có chút thất vọng, họ nghĩ rằng Trần Triệu Dương sẽ ra tay và giúp họ đòi lại công bằng. Xét cho cùng, trong công ty này, vị trí của bộ phận quan hệ xã hội có chút nhạy cảm, có nhiều lúc, bọn họ sẽ bị đem đi tiếp rượu khách hàng. Trong một thời gian dài, bọn họ chỉ có thể bấm bụng chịu. "Quỳ xuống đi," Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói. "Gì cơ?" Giang Viễn Chỉnh sững sờ, tình huống này không giống với trong kịch bản. "Tai anh có vấn đề à, tôi bảo anh quỳ xuống." Trần Triệu Dương giơ tay ra, vỗ vỗ khuôn mặt mập mạp của Giang Viễn Chỉnh cười nói. "Đồ khốn, mày dám chơi tao, có tin tao?" Giang Viễn Chỉnh nghe vậy thì lửa giận trong lòng lại lập tức bùng lên. Chỉ là Trần Triệu Dương không đợi hẳn ta nói xong, trực tiếp đạp vào đầu gối Giang Viễn Chỉnh làm hẳn ta quỳ xuống trên đất. Tất cả các cô gái đều thầm vỗ tay khi nhìn thấy cảnh này, đặc biệt là Hứa Mỹ Tình, cô ấy là người xinh đẹp nhất và chịu nhiều thiệt thòi nhất trong bộ phận quan hệ xã hội. Bây giờ Trần Triệu Dương giúp họ chủ trì công lý, trong lòng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Bắt đầu đi, đừng để tôi phải động tay, không thì anh sẽ rất thảm đấy," Trần Triệu Dương hờ hững nói. "Tao quen biết với Tam gia đấy. Mày có tin tao làm cho mày không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa không?" Giang Viễn Chỉnh cố nén đau, nghiến răng nghiến lợi nói. Tam gia nào?" Trần Triệu Dương thoáng sững, sốt hỏi. Lý Tam gia, Giang Viễn Chỉnh đáp. Nét mặt Hứa Mỹ Tình và các cô gái đều thay đổi, bởi cho dù là bọn họ cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Lý Tam Đa, đó là một tên xã hội đen, nghe nói hẳn tâm tính ác độc ra ai tàn bạo, dưới trướng có rất nhiều huynh đệ, không hề dễ chọc. "Là vậy à, vậy được, anh bảo hẳn tới đi, tôi sẽ đợi hẳn ở đây." Trần Triệu Dương nghe cái tên này có chút quen tai, suy nghĩ một hồi có lẽ là một trong những thế lực của giới xã hội đen Nam Hải mà Tô Hồng Mị đã từng nhắc tới. Nhưng ngay đến cả Triệu Ngũ Gia và Hồ Lục Chỉ đều cúi đầu xưng thần với anh thì Lý Tam Đa hắn càng không cần phải nói đến. "Cái gì?" Giang Viễn Chỉnh nghe vậy còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Hứa Mỹ Tình và những người khác cũng bắt đầu lo âu, dù gì đó cũng là một tên xã hội đen. Không đùa được đâu. "Trần Triệu Dương, được rồi, như thế này đi, làm ầm lên không ai có lợi cả." Hứa Mỹ Tình mặc dù cũng không muốn bỏ qua cho tên này nhưng cô không thể khiến Trần Triệu Dương phải đứng ra chịu trách nhiệm được. Giang Viễn Chỉnh tất nhiên không thực sự nguyện ý gọi Lý Tam Đa tới, hẳn ta cùng Lý Tam Đa nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ anh trả tiền tôi ra sức, hơn nữa đối phương cũng sẽ không đích thân ra tay, làm sao mà hẳn ta gọi đến được chứ. Do đó khi Hứa Mỹ Tình đã ngỏ lời cầu xin thì hắn ta cũng không cần phải cứng miệng nữa, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đợi hắn ta quay trở về tìm Lý Tam Đa, đến lúc đó nhất định sẽ khiến Trần Triệu Dương phải quỳ xuống trước mặt hắn, hung ác dạy dỗ tên khốn này một trận. "Vậy được, nếu chị Mỹ Tình đã thay anh cầu xin, vậy tôi tạm thời sẽ bỏ qua cho anh, nếu để tôi biết được anh có ý định động tới người đẹp bộ phận quan hệ của công ty chúng ta, tôi chắc chắn sẽ khiến đời này của anh không thể đứng lên được nữa." Trong mắt Trần Triệu Dương lóe lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói. "Hừ," Giang Viễn Chỉnh lần này không nói thêm lời nào thô bạo nữa, hẳn ta hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ nhịn xuống cơn đau ở hai chân, chậm rãi đứng lên, dựa vào tường khó khăn từng bước rời khỏi phòng quan hệ xã hội. "Không a, anh Dương, anh thật là quá ngầu. Anh Dương, cảm ơn anh nhiều lắm, lúc trước chúng tôi không biết đã bị hẳn ta ức hiếp bao nhiêu lần rồi. Tôi biết anh Dương là người tốt nhất mà.
những cô gái trong bộ phận quan hệ xã hội cô một câu, tôi một tiếng, toàn bộ đều là ánh mắt sùng bái. Trần Triệu Dương lập tức đỏ mặt, yêu tình các cô đúng là quá. Yêu tình rồi. Được rồi, đừng làm ồn nữa, Hứa Mỹ Tình thấy những cô. Gái này quá sức điên cuồng, không biết phải làm thế nào chỉ có thể kêu dừng lại. Trần Triệu Dương, Giang Viễn Trinh người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hôm nay đắc tội với hắn ta, e rằng những ngày tháng sau này của cậu sẽ khó sống đấy. Hơn nữa, Lý Tam Đa kia cũng không phải người dễ chơi, hẳn ta là xã hội đen, nghe nói có rất nhiều thuộc hạ dưới trướng. Hứa Mỹ Tình lo lắng nói, những người khác vừa nghe được lời này, toàn bộ đều lộ ra biểu cảm lo lắng, rõ ràng họ vừa vui vẻ nói cười vậy mà lại quên đi những nguy hiểm này. Yên tâm, không có chuyện gì đâu, tôi cũng không phải là người ăn chay, Trần Triệu Dương xua tay, biểu hiện không có vấn đề gì. Sau khi an ủi nhóm yêu tinh của phòng quan hệ xã hội, Trần Triệu Dương mới đi tới phòng làm việc của Nam Cung Yến. Buổi tối anh sẽ tới nhà Hồ Tiểu Nhạc sau khi tan sở, hiển nhiên phải đi điểm danh trước, thuận tiện hỏi thăm tình hình của Giang Viễn Trinh. Kết quả là ngay khi Trần Triệu Dương bước tới cửa phòng làm việc của Nam Cung Yến liền nghe được bên trong truyền ra tiếng đập bàn. Chủ tịch Nam Cung, tôi nói cho cô biết, nhanh chóng khai trừ tên Trần Triệu Dương đó cho tôi, nếu không thì cô sẽ phải hối hận đớ. Giọng nói của Giang Viễn Trinh vọng ra, Trần Triệu Dương tức khắc nhíu chặt lông mày. Anh không nghĩ tới vừa mới bị anh dạy cho một trận xong, hắn ta liền chạy tới gây rắc rối với vợ của mình, xem ra là vẫn chưa sợ. Trần Triệu Dương lập tức muốn đẩy cửa đi vào, kết quả lại bị Ninh Tĩnh ngăn lại. Ôi chao, đại thiếu gia của tôi, anh đừng vào, bên trong sắp đánh nhau rồi, Ninh Tĩnh thấy Trần Triệu Dương tiến lại gần, vội vàng bước lên chặn lại. Chuyện gì thế? Một phó chủ tịch như Giang Viễn Trinh lại dám nói chuyện với Tiểu Yến như vậy, Trần Triệu Dương tò mò hỏi. Ôi, Giang Viễn Trinh này là con trai của ông cụ Giang, nguyên lão của công ty, ông cụ Giang lúc đầu là người đã cùng chủ tịch hội đồng quản trị gây dựng lên công ty này, bởi vậy cho dù là chủ tịch Nam Cung cũng không dám quở trách hắn ta. Ninh Tĩnh nói tới đây thì khuôn mặt tràn ngập khinh thường. Ồ, thì ra là một tên dựa vào người nhà mà thăng tiến, nếu bố hắn ta đã không dạy dỗ được vậy thì để tôi dạy. Trần Triệu Dương sắc mặt nghiêm túc, lập tức mở cửa bước thẳng vào. Hai người đang đứng trong phòng là Nam Cung Yến và Giang Viễn Trinh đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy Trần Triệu Dương tới, Nam Cung Yến có chút hoảng loạn, cô biết rõ tính tình của anh, ngộ nhớ anh lại hành động theo cảm tính thì sợ rằng việc này càng khó xử lý hơn. Mà Giang Viễn Trinh hoàn toàn trái ngược, sau khi thấy Trần Triệu Dương, hẳn ta trước tiên cảm thấy toàn thân đau đớn, sau đó liền trở nên vui mừng. Tiểu Yến, chính là tên khốn này. Vừa rồi lại dám đánh tôi, hơn nữa còn bắt tôi quỳ xuống, loại côn đồ này nhất định phải bị khai trừ. Giang Viễn Trinh nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương với vẻ mặt tự mãn, hắn ta không tin, Nam Cung Yến sẽ vì một tên nhân viên quèn mà đắc tội với mình. Xem ra anh thực sự không muốn đôi chân kia nữa, trên mặt Trần Triệu Dương lộ ra một tia lạnh lùng, trong giây lát anh đã bước tới trước mặt Giang Viễn Trinh, liền muốn ra tay. Trần Triệu Dương, dừng tay! Nam Cung Yến vừa thấy dáng vẻ này của anh thì đã biết là mọi việc hỏng bét, cô vội vàng mở miệng ngăn lại. Đừng lo lắng, chỉ là một tên đốn mạt, sẽ không có chuyện gì đâu, Trần Triệu Dương không để ý mà nói với cô. Trần Triệu Dương, nể mặt tôi, đừng ra tay ở công ty, Nam Cung Yến cũng đã chán ngấy tên Giang Viễn Trinh này rồi, chỉ là cô lại không thể động chạm tới hẳn ta, chỉ có thể cảnh cáo bằng lời nói nhưng hiệu quả cực thấp. Nghe được lời này của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương lập tức vui vẻ. Không được ra tay ở công ty, vậy cũng có nghĩa là, trừ công ty ra, anh có thể dạy dỗ tên kia ở những chỗ khác. Quá bừa bãi rồi, Tiểu Yến, nếu như cô không đuổi hắn đi, tôi nhất định sẽ tìm chủ tịch hội đồng quản trị. Giang Viễn Trinh tức giận tới cực điểm, không ngờ Trần Triệu Dương ngay trước mắt Nam Cung Yến còn muốn đánh hắn ta. Phó Giám đốc Giang, không phải là tôi không muốn khai trừ anh ta, mà là tôi không có quyền hạn ấy, hay là ông đi tìm ông nội tôi, để ông đuổi anh ta đi. Nam Cung Yến vừa nghe vậy thì lập tức đá trái bóng cho ông nội mình. Phải biết rằng, lúc đầu người đồng ý mối hôn sự này chính là ông nội cô. Cái này, Giang Viễn Trinh nghe đến đây thì ngẩn người. Phải biết rằng trước kia hẳn ta chỉ cần nói như vậy, Nam Cung Yến nhất định sẽ chịu khuất phục, nhưng lần này lại không thành công. Còn không nhanh cút đi, nếu không phải là chủ tịch thay anh cầu xin thì tôi đã khiến anh phải bò ra ngoài rồi, Trần Triệu Dương vừa nói vừa hưa lên nắm đấm. Các người được lắm, đợi đó cho tôi, Giang Viễn Trinh biết bản thân không làm gì được, chỉ có thể hằn học rời đi. Đợi Giang Viễn Trinh rời khỏi,
Nam Cung Yến liền giữ răn trừng mắt với Trần Triệu Dương. Chỉ biết gây họa cho tôi, lần này là vì chuyện gì, Nam Cung Yến đương nhiên không thể chỉ nghe lời một phía của Giang Viễn Trinh, lập tức hỏi. Không còn cách nào khác, Trần Triệu Dương chỉ đành kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra. Em nói đi, loại người này có phải là thiếu đòn hay không? Anh đánh hắn ta lẽ nào là sai sao? Trần Triệu Dương thản nhiên ngồi xuống sofa, bắt chéo hai chân, cầm lấy một quả táo bả đầu gặm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả thực là hắn ta đã sai, nhưng anh cũng không thể đánh người được, bố con nhà họ Giang đã kinh doanh nhiều năm ở công ty nên có rất nhiều người thân tín. Nếu bọn họ thực sự nổi giận, công ty sẽ gặp rất nhiều phiền phức đấy. Sau khi Nam Cung Yến nghe thấy, liền hiểu ra. Cô cũng là phụ nữ, đương nhiên cũng không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Em yên tâm đi, sẽ không sao đâu, có gì thì anh sẽ giải quyết cho em, Trần Triệu Dương gặm một miếng táo, thản nhiên nói. Anh ở bộ phận quan hệ xã hội cũng sướng phết nhỉ. Được bao nhiêu người đẹp bao vây thế cơ mà, Nam Cung Yến bất thình lình nói ra câu này. Nghe thấy lời này của cô, anh suýt chút nữa bị sặc bởi bã táo. Không phải là em đang ghen đấy chứ, Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến với vẻ mặt kỳ lạ rồi hỏi. Hứt, ai thèm ghen chứ, tôi chỉ muốn xem là anh có cố gắng làm việc hay không mà thôi. Tôi sợ anh chỉ lo tán gái mà bỏ bê công vị, Nam Cung Yến liền nói. Ồ, hóa ra là vậy à. Trần Triệu Dương nở nụ cười danh mãnh, không nói tiếp về chủ đề này nữa. Phải rồi, vợ ơi, buổi tối anh phải tới nhà Hồ Đại Quân một chuyến, hôm nay. Đại Quân xuất viện, anh muốn điều trị thêm cho cậu ấy, tiếp đó Trần Triệu Dương lên tiếng xin nghỉ phép. Được, không thành vấn đề, Nam Cung Yến hơi ngây người ra, sau đó cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Thấy cô có chút kỳ lạ, anh cũng không hỏi gì thêm, cho dù anh có hỏi, e là cô cũng sẽ không nói. Sau khi đi ra khỏi văn phòng Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương đến trước mặt Ninh Tĩnh. Cô Ninh xinh đẹp, tôi hỏi cô một câu nhé. Lịch trình hoạt động hôm nay của Tổng Giám đốc Nam Cung của chúng ta như thế nào vậy? Nếu Nam Cung Yến không nói, thì hỏi thư ký của cô vậy. Không có lịch trình công việc gì, có điều, Tổng Giám đốc bảo tôi gọi chị ấy vào lúc 7 giờ, hình như là phải tới sân bay. Đón người. Nghe Trần Triệu Dương hỏi vậy, Ninh Tĩnh không hề giấu giếm, suy cho cùng sau khi biết Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương đã kết hôn, hơn nữa còn sống chung thì cô cũng không còn coi anh như kẻ thù nữa. Được. Tôi biết rồi, cảm ơn người đẹp, khi nào rảnh tôi sẽ mời cô ăn cơm nhé, Trần Triệu Dương vô cùng hài lòng vì sự phối hợp của cô ta. Vào buổi chiều, Giang Viễn Trinh đã không còn đến gây rối cho bọn họ nữa rồi. Sau khi tan ca, Trần Triệu Dương nhanh chóng đưa những người của đội bảo vệ tới nhà Hồ Tiểu Nhạc. Hồ Đại Quân đã được đưa về nhà, vốn dĩ, dựa theo tình hình vết thương của anh ta, thì chắc chắn là sẽ không thể ra viện được. Thế nhưng khả năng điều trị của Trần Triệu Dương lại rất lợi hại, cho nên vết thương của anh ta hồi phục cực kỳ nhanh, vốn dĩ bệnh viện còn muốn nghiên cứu một chút. Nhưng sau khi tỉnh lại thì Hồ Đại Quân năng nặc đòi ra viện. Bọn họ không còn cách nào khác, đành phải cho anh ta về. Đám Trần Triệu Dương đương nhiên là không biết những điều này, bọn họ vui vẻ đi tới nhà họ Hồ. Lúc này, chú hai của Hồ Đại Quân là Hồ Đại Đồng cũng ở đó, là ông ta đã đón Hồ Đại Quân xuất viện. Bây giờ, trên bàn ở phòng khách của nhà họ Hồ được bày rất nhiều đồ ăn. Đại Quân, tỉnh rồi à, để tôi xem nào, nhìn thấy Hồ Đại Quân đã thật sự tỉnh lại, trong lòng Trần Triệu Dương liền kích động. Phải biết là, vì anh mà Hồ Đại Quân mới bị thương, nếu không thể chữa khỏi cho anh ta thì anh sẽ cảm thấy hổ thẹn suốt cả đời này. Sau khi Hồ Đại Quân tỉnh lại, liền biết được tất cả mọi chuyện từ chỗ mẹ mình và chú hai. Anh ta không ngờ rằng người lúc đầu mình đã đánh lại là người nhà họ Diệp. Còn vì mình mà Trần Triệu Dương lại đánh gãy cả tay chân của Diệp Thiên Phàm. Điều này đã khiến cho nhà họ Diệp vô cùng phẫn nộ. Nhưng cũng khiến Hồ Đại Quân vô cùng cảm động. Trong lòng anh ta đã coi Trần Triệu Dương là anh em tốt của mình. Lôi phục nhanh đấy, một hai tháng nữa thì chắc là có thể trở lại như bình thường rồi. Anh bắt mạch cho Hồ Đại Quân, phát hiện ra quá trình hồi phục của anh ta quả thực rất tốt. Không chỉ như vậy. Anh còn phát hiện rằng sau khi kinh mạch của Hồ Đại Quân hồi phục đã trở nên cứng cáp hơn. Trước, nếu anh ta thật sự luyện võ, có lẽ sẽ tiến bộ nhanh hơn người thường. Có điều, Trần Triệu Dương tạm thời vẫn chưa có ý định dẫn dắt Hồ Đại Quân vào con đường võ thuật, dù gì con đường này quả thực cũng quá nguy hiểm. Còn Ngô Quế Hoa vẫn vô cùng nhiệt tình với Trần Triệu Dương,
chẳng qua là vì có người khác ở đây, cho nên mới kiềm chế lại một chút. Có điều cho dù như vậy, anh cũng không thể chịu nổi. Vừa ăn xong cơm, Trần Triệu Dương liền mượn cớ để rời khỏi. Sau khi đi khỏi, Trần Triệu Dương trực tiếp quay về công ty. 7 giờ Nam Cung Yến phải đi đón người, chắc là lúc này vẫn chưa xuất phát, vừa hay mình cũng có thể đi cùng cô. Đến cửa văn phòng Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lần sau có thể gõ cửa trước không, anh bất ngờ mở cửa khiến Nam Cung Yến giật mình. Có điều, sau khi nhìn thấy là Trần Triệu Dương, cô mới thở phào một hơi. Sau đó hỏi, sao anh đã quay lại rồi? Anh đến đón vợ tan làm mà, đi thôi, đương nhiên Trần Triệu Dương sẽ không nói rằng mình đã nghe ngóng được. Hành tung của Nam Cung Yến từ chỗ Ninh Tĩnh. Chưa cần vội về nhà, nếu anh đã tới thì hãy đi đến sân bay đón một người cùng tôi, cô nghĩ một hồi, sau đó vứt chìa khóa xe cho anh rồi nói. Trần Triệu Dương lái xe, Nam Cung Yến ngồi trên ghế lái phụ. Nhìn cô trên ghế lái phụ, anh không kìm được mà nhớ lại khung cảnh tối hôm đó. Lúc ấy, Nam Cung Yến quả thực là rất quyến rũ. Còn ngây ra làm gì? Lái xe đi, Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương nhìn mình rồi ngây ra, liền thúc giục. Chết thật, vợ ơi, em quả thực là quá đẹp, anh đã không kìm lại được mà bị mê hoặc rồi, khuôn mặt Trần Triệu Dương nở nụ cười say đắm rồi nói. Hứt lúc nào cũng chỉ biết nói ngon nói ngọt, Nam Cung Yến đỏ mặt, lẩm bẩm. Hề hề, Trần Triệu Dương cười một tiếng, không nói gì nữa, trực tiếp lái xe tới sân bay. Vợ ơi, em đi đón ai vậy? Lúc trên đường, hai người đều không nói chuyện, bầu không khí trên xe có chút ngột ngạt, không còn cách nào khác, Trần Triệu Dương đành phải lên tiếng để phá tan bầu không khí. Bạn thân của tôi, Nam Cung Yến nói tới đây, khuôn mặt như đang nhớ lại. Tôi nói cho anh biết, bạn thân tôi là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thế nhưng tính khí của cậu ấy không tốt cho lắm, anh đừng chọc vào, nếu không thì cậu ấy sẽ dạy anh cách làm người đấy. Nam Cung Yến nghĩ tới tính cách của Trần Triệu Dương, liền lên tiếng nhắc nhở. Vợ, anh đâu phải là người như vậy, cho dù xinh hơn nữa, thì đâu thể nào bãng vợ anh được. Em cứ yên tâm, trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi. Trần Triệu Dương vỗ ngực bảo đảm. Hứ, ai là vợ anh chứ? Tôi nói cho anh biết, cậu ấy biết tôi đã kết hôn rồi mới tới thăm. Hơn nữa, tôi dám bảo đảm rằng cậu ấy sẽ thử thách anh. Cho nên, anh hãy cố lên nhé. Nam Cung Yến khẽ xùy một tiếng, sau đó cười nói. Vợ cứ yên tâm, cho dù thử thách có khó đến mức nào, cũng không thể nào xóa nhòa đi tình yêu anh dành cho em, anh nhất định sẽ kiên trì tới cùng, Trần Triệu Dương liền thề thốt. Nam Cung Yến lườm anh, không nói gì thêm mà nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Công việc ngày hôm nay quả thật là quá mệt, lại cộng thêm đêm qua ngủ không ngon, nên cô chỉ muốn thoải mái ngủ một giấc. Nhìn thấy Nam Cung Yến đã ngủ thiếp đi. Trần Triệu Dương lái rất êm, vì sợ sẽ khiến cô tỉnh giấc. Sau khi tới sân bay, Trần Triệu Dương nhìn thấy khuôn mặt như thiên thần đang ngủ say của Nam Cung Yến thì không nỡ đánh thức cô dậy. Có điều anh cũng không biết người cần đón là ai nên đành phải gọi Nam Cung Yến dậy. Sao tôi lại ngủ thiếp đi vậy? Mấy giờ, sau khi tỉnh lại, Nam Cung Yến vươn vai, khuôn ngực đầy đặn của cô khiến anh nhìn không chớp mắt. Mới 7:30 thôi, vẫn còn rất sớm, thu lại ánh mắt. Trần Triệu Dương nhìn thời gian rồi nói. Còn sớm vậy à, tốt rồi, Nam Cung Yến không hề bận tâm tới ánh mắt của Trần Triệu Dương mà sờ lên bụng mình, bởi vì lúc này bụng cô vang lên những tiếng kêu ọc ọc. Đói rồi à, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn chút gì nhé, Trần Triệu Dương cố nhịn cười nói. Tôi không muốn đi, anh đi mua cho tôi nhé, Nam Cung Yến nói bằng giọng nũng nịu hiếm thấy. Được thôi, không thành vấn đề, vợ anh là trên hết. Trần Triệu Dương nở nụ cười nuông chiều, sau đó liền mở cửa xuống xe. Nghe thấy những lời này của anh, cô ngây người ra. Mình sao vậy nhỉ, sao lại làm nũng với anh ấy, hơn nữa còn bảo anh ấy mua đồ ăn cho mình nữa. Trần Triệu Dương đương nhiên không biết được Nam Cung Yến đang nghĩ gì, có điều anh cũng cảm nhận được thái độ của cô đối với anh đã thay đổi, đây là một chuyện tốt. Anh nhanh chóng mua đồ ăn rồi đi tới trước xe. Nhưng có một vài người đang bao vây chiếc xe, điều này khiến Trần Triệu Dương không khỏi chau mày lại. Này, các người là ai? Trần Triệu Dương trực tiếp đi tới rồi kéo hai người trong đó ra, nghiêm giọng nói. Em không sao chứ, thấy Nam Cung Yến trong xe đang hoảng hốt, Trần Triệu Dương vô cùng phẫn nộ. Tôi không sao, Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương đã về nên cảm thấy yên tâm, lắc lắc đầu. Vậy em ở nguyên trong xe, đừng xuống,
để anh giải quyết. Trần Triệu Dương thấy ngoài hoảng hốt ra, Nam Cung Yến không có vấn đề gì mới yên tâm. Sau đó, anh nhìn sang mấy người đó. Thằng nhãi, chiếc xe này và cô gái trong xe đều là của mày sao? Tên cầm đầu thấy Trần Triệu Dương, liền nở nụ cười xấu xa. Những người còn lại nhìn Nam Cung Yến trong xe cũng cười nham nhở. Tôi không quan tâm các người có mục đích gì, bây giờ tôi cho các người 3 giây để cút đi. Trần Triệu Dương hít sâu một hơi, đây là chốn đông người, anh không muốn gây phiền phức. Ha ha, tao không nghe lầm đấy chứ, hẳn ta lại bảo chúng a cút ư, tên cầm đầu cười lớn, những người khác cũng hùa theo cười điên cuồng. Thằng nhãi, mày rất ngông nghênh đấy. Bây giờ, tao cũng cho mày một sự lựa chọn, một là mày để cô gái đó lại cho tao, hai là mang 100.000 tệ tới, mày hãy tự chọn đi. Tên cầm đầu tới trước mặt Trần Triệu Dương, giơ tay ra ấn lên ngực anh, kiêu ngạo nói. Hết thời gian, Trần Triệu Dương hoàn toàn không bận tâm tới những gì hắn nói, anh nắm lấy ngón tay của hắn rồi bẻ thật mạnh ra phía sau, đồng thời đá mạnh một cú. Tên đó trực tiếp văng ra ngoài, và phải hai người rồi mới dừng lại. Sau đó, Trần Triệu Dương đến trước mặt những tên còn lại, hất văng toàn bộ những tên này ra. Nơi này lập tức tràn ngập những tiếng kêu gào. Thằng nhãi, mày bẻ gãy ngón tay tao thì mày chết chắc rồi, mày đợi đấy cho tao, tên cầm đầu vùng dậy từ dưới đất, hét lên. Cút, còn không cút, tôi sẽ khiến các người bị khiêng đi khỏi đây đó, Trần Triệu Dương hoàn toàn không muốn bận tâm đến đám rác rưởi này, ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng. Những người đó vốn chỉ là những tên côn đồ quèn ở sân bay, lúc này gặp phải người tài giỏi như vậy, đương nhiên là không cần chờ anh nhắc đã lập tức chạy thật nhanh đi mất. Xin lỗi, anh đến muộn rồi, Trần Triệu Dương không ngờ mình chỉ đi mua chút đồ ăn, lại khiến cho Nam Cung Yến gặp. Phải chuyện như thế này. Không sao, Nam Cung Yến lắc lắc đầu, tuy vừa rồi rất sợ, nhưng có Trần Triệu Dương ở bên, cô lại cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi ăn cơm xong, hai người đến chỗ tiếp đón người trong sân bay. Không lâu sau, một cô gái kéo vali, ăn mặc vô cùng nho. Nhã bước ra từ phía trong, nhìn bộ dạng có vẻ cũng chỉ hơn 20 tuổi, diện mạo vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là thân hình cô ấy rất đẹp. Cục cưng, đã lâu không gặp, Nam Cung Yến nhìn thấy người đó liền xông lên ôm chầm lấy. Tiểu Yến, đã lâu không gặp, cậu đã đợi rất lâu rồi nhỉ? Cô gái ôm chầm lấy Nam Cung Yến bằng vẻ vô cùng bình tĩnh, khiến Trần Triệu Dương không ngừng chau mày. Bởi vì Trần Triệu Dương cảm nhận được một mùi máu tanh phảng phất từ trên cơ thể của cô gái này, còn có cả một chút ám khí. Điều này khiến Trần Triệu Dương cảnh giác với bạn thân của Nam Cung Yến. Người này chắc là người đàn ông của cậu nhỉ? Xin chào, tôi tên là Từ Tịnh Nhã, là bạn thân của Tiểu Yến. Từ Tịnh Nhã liếc nhìn Trần Triệu Dương đang đứng ở bên cạnh rồi thoải mái giơ tay ra, tự giới thiệu. Tôi tên là Trần Triệu Dương, là chồng của Tiểu Yến, anh mỉm cười rồi lập tức bắt tay với cô ấy, có điều là vừa chạm vào thì anh đã lập tức thu tay lại. Từ Tịnh Nhã khế ngây ra, tuy cô ấy không xinh đẹp bằng Nam Cung Yến, nhưng vì trông cô ấy điềm đạm nho nhã, còn toát lên vẻ sắc sảo, cho nên những người đàn ông bình thường vừa nhìn thấy đều sẽ cố gắng tiếp cận với cô ấy. Nhưng chồng của Nam Cung Yến dường như lại không như vậy. Có chút thú vị đấy. Không ngờ cậu đã thật sự kết hôn rồi. Hai, nhớ lại lời hẹn ước của chúng ta lúc đại học, giống như mới xảy ra ngày hôm qua thôi vậy, Từ Tịnh Nhã nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt sâu xa rồi nói với Nam Cung Yến. Nghe thấy lời của Từ Tịnh Nhã, Nam Cung Yến lại ngây ra, bởi vì cô cũng đang nghĩ tới lời hẹn ước của mình và Từ Tịnh Nhã lúc còn ở ký túc xá đại học. Điều này khiến mặt cô bỗng đỏ ửng, be đầu có chút ngại ngùng. Trần Triệu Dương bên cạnh liền tò mò, hai người họ đã hẹn ước điều gì? Mà Nam Cung Yến lại trở thành bộ dạng thế kia. Thôi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi thôi, chúng ta về rồi hằng nói. Nam Cung Yến không muốn nói thêm nhiều, liền bảo Trần Triệu Dương nhận lấy vali, còn cô thì khoác tay Từ Tịnh Nhã, hai người đi ra bên ngoài. Không biết tại sao, khi cô nghe thấy lời hẹn ước mà Từ Tịnh Nhã nói, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Lúc đó mối quan hệ của cô và Từ Tịnh Nhã vô cùng tốt. Khi còn ở ký túc xá, hai người đã hẹn ước với nhau, sau này sẽ không lấy chồng, nếu ai lấy chồng, thì người còn lại có thể dùng chung người đàn ông với người đó. Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, thế nhưng không ngờ vừa gặp mặt, Từ Tịnh Nhã liền nói ra, điều này khiến Nam Cung Yến cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Đương nhiên Trần Triệu Dương cũng đã nhận ra giữa hai người bọn họ chắc chắn là có điều gì đó, thế nhưng bọn họ không muốn nói nên anh cũng ngại hỏi. Trên đường về, hai người không ngừng trò chuyện nhốn nháo ở hàng ghế sau.
đều là những chuyện thú vị hồi đại học. Đương nhiên, còn có một vài lời, hai người bọn họ lại không nói ra trước mặt Trần Triệu Dương mà thì thầm với nhau. Lúc sắp về tới nhà, trái tim Trần Triệu Dương bỗng đập mạnh, một cảm giác nguy hiểm đang dâng trào. Không chút do dự, Trần Triệu Dương đánh tay lái, chiếc xe lao thẳng về phía rừng rậm gần đó. Đùng! Có tiếng súng nổ, kính xe của Trần Triệu Dương bị xuyên thủng một lỗ, dù chiếc xe của anh di chuyển rất nhanh nhưng vẫn trúng đạn. Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã lập tức hét lên, may mà họ có thói quen thắt dây an toàn, không thì vừa rồi e rằng đã bị văng ra ngoài. Nắm chắc vào, Trần Triệu Dương không kịp làm gì khác, chỉ có thể dặn dò bọn họ chú ý an toàn, sau đó điên cuồng lái xe về phía khu rừng phía trước mặt. Sau đó, xe của anh lại trúng hai phát đạn nữa, may mắn thay Trần Triệu Dương rất nhạy cảm với nguy hiểm nên đã tránh được hai phát súng này. Chỉ là chiếc xe không may mắn như vậy, cửa sổ bên và kính chắn gió phía trước đều đã hy sinh. Sau khi vào rừng cây, Trần Triệu Dương nhanh chóng tắt đèn, lái xe núp phía sau một tảng đá lớn. Xuống xe, Trần Triệu Dương biết xe không thể dùng được nữa, lập tức kêu hai người xuống xe. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt, anh không biết ai đã tấn công mình lần này, nhưng anh biết nếu tiếp tục như vậy, bản thân anh thì không sao nhưng Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên, kế hoạch hiện tại là bắt buộc phải giành lại thế chủ động. Trần Triệu Dương mở ra mắt xuyên thấu, sau đó xông ra ngoài. Ngay sau khi Trần Triệu Dương lao ra, hai viên đạn bắn tỉa từ hai hướng khác nhau lần lượt nhằm vào tim và đầu anh. Tuy nhiên, dưới con mắt xuyên thấu, tốc độ và quỹ đạo của những viên đạn này đều lọt vào mắt của Trần Triệu Dương, anh chỉ cần khẽ nhích người là tránh được. Ngay sau đó, Trần Triệu Dương bật hết tốc lực và lao về phía hai tên súng bản tỉa. Khi anh lao ra, ánh mắt Từ Tịnh Nhã không hề có chút hoảng sợ nào mà ánh lên một tia suy tư cùng tò mò. Không chỉ có người bắn tỉa, còn có những người khác, ngay khoảnh khắc Trần Triệu Dương lao ra, xuất hiện năm bóng người chặn anh lại. Các người là ai? Vẻ mặt Trần Triệu Dương ảm đạm nhìn năm người, trên người họ đều toát ra huyết khí nồng đậm, đương nhiên, họ đều không phải người tầm thường. Đến đưa mày đi gặp Thượng Đế, một tia máu xẹt qua trong mắt tên cầm đầu, hẳn lập tức phất tay, những người còn lại bắt đầu vây quanh anh. Rõ ràng bọn họ không nghĩ tới việc đánh riêng lẻ, sau khi nhìn thấy tốc độ né đạn vừa rồi của Trần Triệu Dương, bọn họ cũng không có tự tin với bản thân mình đến vậy. Quên đi, các người không muốn nói thì thôi, chỉ cần giết hết là được, Trần Triệu Dương không tiếp tục truy hỏi, thân hình anh lập tức lao lên, gắt gao túm lấy cổ một tên trong số đó, vặn một cái. Rắc rắc, người bị bắt không có một chút phản kháng, trực tiếp bị Trần Triệu Dương vặn gãy cổ. Sau khi nhìn thấy hình đầu hồ ly màu đỏ trên cổ tên đó, Trần Triệu Dương đột nhiên cười lạnh. Huyết hồ, lần trước tôi đã cảnh cáo các người rồi, đừng có mò đến Hoa Hạ làm nhiệm vụ, xem ra các người coi lời của tôi như gió thoảng bên tai. Nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ diệt cỏ tận gốc. Trần Triệu Dương nhàn nhạt nói, sau khi nói xong, anh nhún chân đến bên cạnh hai người khác, mỗi tay một người, trực tiếp võ lên đầu bọn họ. Hai người đó không kịp kêu lên tiếng nào đã co quắp ngã trên mặt đất rồi tắt thở. Nghe được câu nói của anh, tên cầm đầu chợt run lên, dường như đang nghĩ đến một điều gì đó kinh khủng lắm. Mày, rốt cuộc mày là ai, phải biết rằng, huyết hồ của bọn họ trước đây đã phải chịu một đòn đả kích rất lớn, chỉ vì lần đó mà thứ hạng của bọn họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ vị trí thứ 3 toàn thế giới bị giáng xuống thứ 10. Khi đó, người nào đó đã nói rằng bọn họ không được xuất hiện ở Hoa Hạ và cũng không được nhận nhiệm vụ ở nơi đây. Vốn dĩ tổ chức không muốn nhận nhiệm vụ này, bởi vì sức răn đe của người đó có uy lực quá lớn. Tuy nhiên, người đó hình như đã biến mất không dấu tích, không chỉ vậy, tổ chức mà bọn họ làm việc cũng không bao giờ hoạt động nữa. Có người nói rằng huyền thoại đã kết thúc rồi. Sau khi tuyên bố này được đưa ra, tổ chức ấy cũng không có phản hồi nào. Cuối cùng, việc này đã được tất cả mọi người thừa nhận. Vì vậy, thủ lĩnh của huyết hồ đã quyết định nhận nhiệm vụ này, họ muốn dựa vào nhiệm vụ lần này để tạo dựng lại danh tiếng của mình tại Hoa Hạ. Người chết không cần biết chuyện này, Trần Triệu Dương chậm chậm đi tới chỗ người còn lại, một chân đã vỡ sọ của người này. Yên tâm, không bao lâu nữa, tôi sẽ để Rossi đi cùng các. Nghe lời mà Trần Triệu Dương nói, đôi mắt tên cầm đầu chợt lóe lên, trên mặt lộ vẻ đau khổ. Bởi vì tay của Trần Triệu Dương đã bắt được cổ của hẳn. Mày là Lang Vương, trước khi chết, cuối cùng hẳn cũng nhớ ra người này là ai rồi. Trong lòng hẳn hối hận vô cùng, tại sao lại tới Hoa Hạ?
tại sao lại nhận nhiệm vụ này chứ? Hơn nữa, hắn ta linh cảm rằng, huyết hồ, e rằng sẽ biến mất vĩnh viễn sau nhiệm vụ này. Sau khi giết 5 người xong, Trần Triệu Dương không chút do dự nào trực tiếp đi tới chỗ 2 tên súng bắn tỉa. Chỉ là 2 tên này rất thông minh, khi anh giao chiến với nhóm người của huyết hồ thì bọn chúng đã sớm chạy trốn rồi. Đánh giá từ những vết tích chúng để lại, e rằng 2 tên này chính là người lần trước. Xem ra, lần này có vẻ như nhà họ Diệp đã ra tay. 2 tay súng bản tỉa đó thật sự là một rắc rối, phải tìm cơ hội giải quyết chúng mới được. Trần Triệu Dương quay về nơi ẩn náu của Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã, thấy 2 người họ không sao anh mới yên tâm. Là tôi, Trần Triệu Dương, đã giải quyết xong rồi, ra đây đi, Trần Triệu Dương nói trước để tránh làm bọn họ sợ hãi. Nghe thấy tiếng Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã cuối cùng cũng từ từ bước ra từ phía sau phiến đá. Anh không sao chứ? Nam Cung Yến thấy vết máu trên người Trần Triệu Dương thì nhanh chóng đến bên cạnh anh và hỏi gấp. Yên tâm đi, anh không sao, ở đây đều là người của đối phương, không tiện nói chuyện, chúng ta về nhà trước đã. Trần Triệu Dương cảm thấy có chút ấm lòng, xem ra cô ấy vẫn khá quan tâm đến mình. Ừ, Nam Cung Yến nhận ra mình có chút thất sắc, cô vội vã buông Trần Triệu Dương ra. Từ Tịnh Nhã, thật sự xin lỗi, để cậu gặp phải chuyện như vậy, Nam Cung Yến giờ mới nhớ đến bạn thân của mình. Lập tức nói lời xin lỗi. Không sao, thật là kích thích, Từ Tịnh Nhã bình tĩnh nói, không chút lo sợ. Trần Triệu Dương liếc nhìn Từ Tịnh Nhã và phát hiện cô ấy không phải đang giả vờ bình tĩnh mà thực sự bình tĩnh. Điều này khiến Trần Triệu Dương có chút tò mò, đây là loại phụ nữ gì vậy? Tiếp theo đó, Trần Triệu Dương lái chiếc xe nát trở về biệt thự. Vừa về đến biệt thự, đám người Đường Võ đã tiến đến hỏi han. Anh Dương, không sao chứ? Đường Võ nhìn thấy trên người Trần Triệu Dương có máu thì lo lắng hỏi han, đặc biệt là chiếc xe. Không sao, mọi người tăng cường phòng bị đi, Trần Triệu Dương lắc đầu, đỡ Nam Cung Yến đang mềm nhũ chân trở về biệt thự. Biết là ai làm không, Nam Cung Yến lo lắng hỏi. Có lẽ là nhà họ Diệp, chẳng qua không có chứng cứ xác thực, anh tạm thời không muốn ra tay với nhà họ Diệp, suy cho cùng. Nhà họ Diệp cũng đã bồi thường không ít tiền, Trần Triệu Dương thấp giọng đáp. Mặc dù anh biết chắc chắn là nhà họ Diệp làm nhưng lúc này còn chưa thể nôn nóng trở mặt cùng họ. Rốt cuộc nhà họ Diệp cũng không giống chống khua chiêng đối phó với mình, nếu bản thân thực sự ra tay, sợ rằng nhà họ Diệp này sẽ chó cùng rứt dậu, đến lúc đó sẽ quay lại làm hại người bên cạnh anh, vậy thì không tốt. Có cần tôi tìm bố tới giúp không? Nam Cung Yến cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ, lập tức hỏi. Không cần đâu, em đừng lo, anh có thể ứng phó được, Trần Triệu Dương lắc đầu. Đối với những nhân vật nhỏ này, anh tất nhiên sẽ không đặt nặng trong lòng. Em sớm nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài xem bố trí của nhóm người Đường Võ. Trần Triệu Dương để Nam Cung Yến lên lầu 2 nghỉ ngơi còn anh thì đi ra ngoài một chuyến. Bởi vì anh biết, huyết hồ mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ có đội trưởng và phó đội trưởng. Nếu những người này đã tới Hoa Hạ mà không tiếp đãi thật tốt thì quả là có lỗi với họ, Trần Triệu Dương dựa vào hiểu biết của mình đối với huyết hồ. Rất nhanh đã xác định được nơi mà họ sẽ xuất hiện. Huyết hồ thích nhất là hành động trong bóng tối, lần này cũng không phải ngoại lệ. Trong một kiến trúc bị bỏ hoang cách biệt thự của họ không xa, đang tụ tập hơn 10 người toàn thân đều tỏa ra hơi thở máu tanh. Hắc hồ đến bây giờ vẫn chưa trở lại, e rằng lành ít dữ nhiều, một người đàn ông che mặt trong đó lên tiếng. Ôi chao, hắc hồ là người lão luyện, cho dù thực lực của kẻ địch rất mạnh, không thể ngay cả tin tức cũng không truyền được ra ngoài. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, yên tâm đi. Lập tức có người không để ý nói. Những người khác cũng vô cùng tán thành, mặc dù Hoa Hạ được gọi là cấm địa của lính đánh thuê, xem ra chỉ là có tiếng mà không có miếng. Điều này khiến họ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo và tự mãn. Mặc dù người đàn ông phó đội trưởng dẫn đội vẫn cảm thấy có chút gì đó không phù hợp nhưng nghe được lời này của đồng đội, hắn cũng tạm thời gác xuống lo nghĩ trong lòng. Jerry. Anh nói xem, chúng ta đã lén lút tới Hoa Hạ còn tiếp nhận nhiệm vụ của Hoa Hạ, có thể chọc giận tới người kia không? Một người đàn ông đang vận hành máy tính đột nhiên mở miệng hỏi. Trong lòng mọi người vốn đã được thả lỏng nhưng nghe được câu này thì toàn bộ đều trở nên căng thẳng. Đáng chết, đừng dọa tôi nữa. Lang Vương và người mang dòng máu sói của hắn ta đều đã mai danh ẩn tích rồi, chắc chắc là đã đắc tội tới thế lực lớn nào đó, tất cả đã bị tiêu diệt. Jerry chính là người dẫn đội. Nghe đến đây thì lập tức giống như bị giẫm phải đuôi, sắc mặt tái mét.
bởi lúc đầu tại trận đại chiến kia, đối phương chỉ cử ra 5 người, nhưng huyết hồ bọn họ lại bị huyết tẩy đến không còn một ai, nếu như không phải hắn ta may mắn, rơi vào trạng thái chết giả thì e rằng hắn cũng đã toi đời rồi. Nhiệm vụ lần này hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu, dưới sức cám dỗ của món tiền thưởng khổng lồ, hắn ta mới quyết định nhận lấy, đủ thấy ảnh hưởng ban đầu của Lang Vương đối với hắn sâu sắc như thế nào. Huống hồ, cho dù hắn ta thực sự xuất hiện, vậy tôi cũng sẽ không sợ hẳn, tôi là người đã chết một lần, tôi sẽ không sợ con Lang Vương đớ. Jerry cảm thấy bản thân vừa rồi quá mẫn cảm nên tức khắc nói những lời to gan này, tự động viên bản thân. Nếu đã từng chết một lần, vậy chưa chết hẳn nhỉ, lần này tôi sẽ đưa anh lên đường. Ngay khi Jerry nói xong những lời này còn đang cảm thấy bản thân thật dũng cảm thì một giọng nói khiến hắn như chìm trong ác mộng lại một lần nữa truyền tới. Cậu, các cậu nghe thấy âm thanh gì không? Jerry hỏi ngay với giọng run rẩy. Tôi hình như nghe thấy rồi, nhưng lại giống như không nghe thấy gì. Có người đã nói chuyện. Những người khác cũng bị dọa tới nhảy dựng, lập tức có người trả lời. Lạch cạch, lạch cạch. Đúng lúc này có tiếng bước chân truyền tới, tất cả mọi người đều sững sờ trong giây lát. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của huyết hồ là vô cùng tốt, trong khoảnh khắc tất cả đều mở ra nút an toàn của súng trong tay, trực tiếp ngắm đúng về phía cửa. Không nghĩ tới, khi đó còn có cá lọt lưới. Nghe nói anh không sợ tôi, thế nên tôi mới đến, một thanh niên bước vào. Từ ngoài cửa, đúng là Trần Triệu Dương người đang kiếm tìm bọn họ. Sói, Lang Vương, con ngươi, Jerry trừng to, nhìn chăm chăm người thanh niên trước mặt, tức khắc hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Hắn tuyệt đối sẽ không quên, chính là bóng dáng này, dẫn dắt bốn sát thần, đem huyết hồ bọn họ giết tới gần như tận diệt. Nếu không phải huyết hồ họ còn có một số căn cứ ẩn thì sợ rằng lần đó đã bị loại bỏ khỏi thế giới này rồi. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng từ vị trí thứ 3 rớt xuống hạng thứ 10, có thể nói là tổn thất nặng nề. Tên ác ma đó cho dù có hóa thành cho bụi hắn cũng nhận ra. Cái gì, hắn chính là Lang Vương, khi những người khác nghe được, Jerry nói vậy, toàn bộ đều chết lặng. Bởi người trước mắt này thực sự là còn quá trẻ, hơn nữa còn là một người hoa hạ, phải biết rằng, trong lòng bọn họ, Lang Vương như thế nào cũng không có khả năng là một người hoa hạ, phải là nhân tài phương Tây như họ mới đúng. Nhưng sự thực chính là tàn khốc như vậy, vì Jerry đã gọi ra rồi nên bọn họ không thể không tin những gì Jerry nói. Nói ra người thuê mấy người là ai, tôi có thể cho các người một cái chết nhẹ nhàng, Trần Triệu Dương từng bước đi tới, vẻ mặt bình tĩnh. Lang Vương, mày đừng quá ngạo mạn, trước đây là mày dẫn theo người tới mới có thể đánh bại huyết hồ bọn tao. Nhưng hiện giờ mày chỉ có một mình, chúng tao nhiều người nhiều súng như vậy. Cho dù mày có là Lang Vương đi nữa cuối cùng cũng phải thất bại thôi. Nội tâm, Jerry cực kỳ khủng hoảng, nhưng Lang Vương cũng đã tìm tới tận cửa rồi, hẳn cũng không thể chưa chiến đã ui. Ồ, anh tự tin thế cơ à, vậy còn nói nhiều như thế làm gì? Trực tiếp ra tay đi, Trần Triệu Dương thờ ơ nói, căn bản không hề dừng lại bước chân. Nếu mày rút lui, chúng ta sẽ bình an vô sự, nhiệm vụ lần này, bọn tao sẽ từ bỏ, thế nào? Jerry lùi lại hai bước, trong giọng nói mang theo run rẩy. Tôi lúc đầu đã cảnh cáo huyết hồ các người rồi, đừng bén mảng tới hoa hạ, càng không được nhận nhiệm vụ có liên quan tới hoa hạ. Xem ra các người coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai, nếu đã như vậy, thì huyết hồ mấy người cũng không cần tồn tại nữa. Trần Triệu Dương không quan tâm tới lời nói của Jerry, lạnh lùng nói. Lang Vương, đây là mày ép bọn tao đấy. Lên, Jerry vừa nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Liền biết rằng hôm nay không còn đường lui nào nữa, tức khắc giơ lên ngọn súng trong tay tập kích về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương trực tiếp mở ra thấu thị, sau đó cả người biến mất tại chỗ, đến gần người trước mặt, giáng xuống một cái tát lên đầu người đó. Làm xong những việc này, Trần Triệu Dương không hề dừng lại, thân hình như một tia chớp điện, không ngừng chuyển động qua lại. Súng trong tay những người đó bản ra những ngọn lửa mãnh liệt, nhưng những viên đạn này hoàn toàn không thể chạm tới Trần Triệu Dương. Trong tầm nhìn của Trần Triệu Dương, quỹ đạo của những viên đạn này từ sớm đã hiện rõ trước mắt anh giúp anh có đủ thời gian để tránh né. Cứ như vậy, trong vòng chưa đầy 3 phút, cả hội trường chỉ còn mỗi Jerry là người duy nhất còn sót lại. Không phải tất cả đều bị Trần Triệu Dương giết, có một số người bị bản chết bởi chính người của bọn họ. Mày là ma quỷ sao? Jerry gần như phát điên lên khi nhìn thấy điều này. Súng trong tay gã ta điên cuồng bắn. Nhưng đạn trong súng đã bản hết từ lâu rồi, chỉ có tiếng rắc rắc liên tục đập vào nòng súng.
Nói đi, tên đầu sỏ phía sau là ai? Nếu nói ra, tao còn có thể để cho mày chết một cách thanh thản, bằng không, tao sẽ cho mày biết mùi vị sống còn không băng chết. Vẻ mặt Trần Triệu Dương vô cùng bình tĩnh, anh chắp hai tay ra sau nói. 10 phút sau, Trần Triệu Dương để cho gã ta chết một cách nhẹ nhàng. Quả nhiên nằm trong dự đoán của anh, nhiệm vụ này là do người ở thành phố Nam Hải yêu cầu, nhưng kẻ đứng sau lại giấu giếm thân phận, đến huyết hồ cũng không hề biết. Trần Triệu Dương gọi điện thoại cho Hồ Lục Chỉ đến xử lý mọi việc ở đây. Sau khi ông ta đến đây thì lập tức ngẩn người ra. Bởi vì cảnh tượng lúc này chẳng khác gì là một chiến trường nhỏ, ngay cả Hồ Lục Chỉ vốn đã quen với cảnh chết chóc thế này còn cảm thấy hơi buồn nôn. Huống hồ là những người mà ông ta mang đến, càng không thể chịu nổi, một số người đã phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Hãy dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, ngoài ra còn một vài xác chết cách đây 2 km cũng cần phải xử lý. Bây giờ, Trần Triệu Dương cũng không còn ai có thể dùng được, chỉ có thể tìm ông ta mà thôi. Hơn nữa, Hồ Lục Chỉ này không phải là loại người chỉ biết bằng lòng với thực tại, nếu ông ta có thể thay anh làm tốt tất cả mọi việc, vậy sau này có thể bồi dưỡng ông ta một cách thật tốt. Vâng, Trần gia, trước đây, Hồ Lục Chỉ biết Trần Triệu Dương là người đánh nhau rất giỏi, nhưng không ngờ được anh lại lợi hại đến mức này. Điều này thật sự khiến ông ta hoàn toàn phục sát đất. Từ cách xưng hô có thể thấy rằng Hồ Lục Chỉ đã thừa nhận Trần Triệu Dương. Còn về phần Trần Triệu Dương, anh không hề quan tâm đến việc Hồ Lục Chỉ gọi mình như thế nào. Nếu đã có ông ta xử lý chuyện này rồi thì anh cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa, nên anh đã lập tức rời đi. Sau khi Trần Triệu Dương rời đi, Hồ Lục Chỉ và người của ông ta đều thở phào nhẹ nhõm. Lục gia, Trần gia này là ai vậy? Thật quá đáng sợ rồi. Có cảm giác như là chúng ta và anh ta chơi không cùng một đẳng cấp, một đàn em của Hồ Lục Chỉ lập tức hỏi. Đó là người mà chúng ta không có khả năng dây vào. Nếu có thể theo cậu ta, sau này chúng ta chắc chắn sẽ giàu to thôi. Hồ Lục Chỉ nhìn chăm chăm về hướng mà Trần Triệu Dương rời đi, trầm giọng nói. Thông báo cho mọi người biết, từ nay về sau, người của chúng ta phải biết nhìn xa trông rộng, nếu ai dám đắc tội đến Trần gia thì đừng trách sao tôi không khách khí, Hồ Lục Chỉ căn dặn đám đàn em của mình. Ông ta sợ người của mình có mắt không tròng mà chọc phải hổ, đến lúc đó lại liên lụy đến ông ta thì nguy. Vâng, sau khi đám đàn em nghe thấy lời của Hồ Lục Chỉ, trong lòng đều không khỏi chấn động. Làm việc thôi, Hồ Lục Chỉ cảm thấy không yên tâm, sau đó, ông ta gửi một bức ảnh vào nhóm cho tất cả đàn em và đính kèm theo mệnh lệnh của mình. Trần Triệu Dương làm xong chuyện này liền trực tiếp trở về biệt thự, anh cảm giác được Thuần Dương Vô Cực Công của mình sắp đột phá lên tầng thứ 2 rồi. Thuần Dương Vô Cực Công khác với những chiêu thức khác, bản thân anh cũng không biết sức mạnh hiện tại của mình đang ở mức nào, lúc ở tầng thứ nhất đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, nếu đột phá đến tầng thứ 2, e rằng sức mạnh có thể sánh ngang với thiên tiên đại thành, hay thậm chí là thiên tiên đại viên mãn. Tuy nhiên, anh luôn cảm thấy mình thiếu thời cơ để lên được bước đột phá này. Quả nhiên là nó vẫn còn thiếu một chút. Ngày hôm sau, Trần Triệu Dương thu lại chiêu thức rồi đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Vốn tưởng rằng mình có thể bứt phá nhưng không ngờ nó vẫn còn thiếu một chút. Xem ra, việc tu luyện này thật sự không thể gấp gáp được. Nhưng mà, tu luyện cả một đêm này cũng không phải là vô dụng, anh cảm giác mình đã đạt tới cảnh giới rồi, hiện tại sức mạnh của anh, ngay cả đối phó với những nhà võ thuật thiên tiên kỳ cựu kia, anh cũng có tự tin đánh bại. Chào buổi sáng nhé hai người đẹp, tối hôm qua ngủ ngon chứ? Trần Triệu Dương từ trong sân tập thể dục trở về phòng khách thì thấy Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đã dậy rồi. Nam Cung Yến mặc một chiếc váy màu vàng tơ, lộ ra hai bên đùi trắng nõn nà, khiến anh nhìn không chớp mắt. Phải biết là Nam Cung Yến chưa bao giờ ăn mặc như thế cả, hôm nay không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Từ Tịnh Nhã mang một chiếc váy dài màu be, che đi dáng người tuyệt vời của mình, nhưng lại toát ra khí chất trầm tĩnh và trí tuệ, khiến Trần Triệu Dương cũng thầm gật đầu. Cũng tạm, hôm nay tôi không đi làm, tôi cũng đã xin nghỉ phép cho anh rồi. Anh hãy đi mua sắm cùng chúng tôi, chắc anh không có ý kiến gì chứ. Thật vinh dự cho anh khi được cùng hai người đẹp đi mua sắm. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, Trần Triệu Dương nhanh nhảu đáp. Như vậy còn tạm được, Nam Cung Yến gật đầu, rất hài lòng với câu trả lời của anh. Cô không phải là người có ý nghĩ nông nổi, Trần Triệu Dương rất có bản lĩnh, gần đây, cô luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Nhưng lần nào cũng không phát hiện ra được, vì vậy để an toàn thì đem Trần Triệu Dương đi theo là một lựa chọn sáng suốt. Sau khi ăn xong,
Trần Triệu Dương lái một chiếc ô tô mới từ gara ra, còn chiếc xe tối hôm qua, Đường Võ đã đưa nó đi sửa. Hai người đẹp muốn đi mua sắm ở đâu? Trần Triệu Dương hỏi sau khi lái xe ra ngoài. Đến Hạo Thiên Plaza trước đi, mặc dù Nam Cung Yến rất say mê với công việc, nhưng mua sắm là bản chất của phụ nữ, vì thế cô ấy đương nhiên biết nơi nào là thiên đường của mua sắm rồi. Đi thôi, hai người ngồi cho vững vào nhé, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó lái xe về phía Hạo Thiên Plaza. Khi đến đây, anh nghĩ rằng hai người họ chỉ đi tham quan, còn anh chỉ cần đi theo phía sau bọn họ là được rồi. Nhưng kết quả là không phải như vậy, sau khi hai người đến trung tâm thương mại, bọn họ bắt đầu bật chế độ nghiện mua sắm. Trong chốc lát, trên tay Trần Triệu Dương đã đầy tràn túi o túi nhỏ, điều khiến anh chán nản nhất chính là hai người bọn họ lại còn dẫn theo anh đến cửa hàng đồ lót. Không những nhân viên cửa hàng và cả khách hàng ra vào đều nhìn anh chằm chằm mà họ còn chỉ trỏ về phía anh, điều này khiến anh không ngừng phiền muộn. Anh có thể nghỉ một chút được không? Trần Triệu Dương không chịu được nữa. Từ cửa hàng đồ lót đi ra thì anh ngồi phịch xuống ghế không hề muốn đứng dậy. Lần mua sắm này quả là muốn lấy mạng anh mà. Đây là lần thứ hai, anh đi mua sắm với Nam Cung Yến. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy đó như là một cực hình. Anh thà đánh nhau với ai đó còn hơn đi mua sắm với phụ nữ. Được rồi, vậy chúng tôi đến nhà hàng phía trước đợi anh có thể để đồ lên xe trước. Nam Cung Yến liếc nhìn Trần Triệu Dương đang giở trò làm biếng một cái rồi chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau khi Trần Triệu Dương rời đi, Từ Tịnh Nhã nhẹ giọng nói, mình thật sự ghen tị với cậu, có một người chồng tốt như vậy, hai, không giống mình, bị ép gả cho một người mà mình không muốn. Nam Cung Yến đã rất sốc khi nghe những lời này của Từ Tịnh Nhã. Tịnh Nhã, cậu tới chỗ mình vì chuyện này sao? Cuối cùng Nam Cung Yến đã hiểu tại sao Từ Tịnh Nhã lại đột nhiên tới đây rồi. Đúng vậy, thôi bỏ đi, không nói những chuyện buồn phiền này nữa, mình muốn ăn chút gì đó thật ngon để giải tỏa. Từ Tịnh Nhã xua tay, tỏ ra như không có chuyện gì. Nam Cung Yến hơi lo về cô bạn thân này của mình, cô biết, tính cách cô ấy nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra nội tâm vô cùng cứng rắn. Nếu cô ấy thật sự không bằng lòng với chuyện này, e rằng sẽ kháng cự tới cùng. Sau khi Trần Triệu Dương đặt đồ ra phía sau, đang chuẩn bị đi lên thì đột nhiên lại cảm giác có ai đó đang nhìn trộm mình. Anh thản nhiên xoay người lại rồi đi về phía trung tâm thương mại, sau đó nhanh chóng cắt đuôi người đó. Có điều anh không đi bắt người, mà là đi tìm Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã. Anh lo rằng đối phương không chỉ có một người, ngộ nhỡ là nhằm vào Nam Cung Yến thì phiền phức lớn. Lúc này, anh thực sự cảm nhận được sự bất lực khi chỉ có một mình, nếu đám anh em đó của anh đều ở đây, vậy thì anh sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có điều anh khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, anh không muốn từ bỏ như vậy. Nếu như bọn họ tới, những tổ chức của Hoa Hạ sẽ biết. Đến khi đó e là ngày tháng yên bình của anh sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đến nhà hàng Nam Cung Yến vừa nói, Trần Triệu Dương liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lúc này hai bọn họ đang vui vẻ gọi món ở đó. Trần Triệu Dương lập tức giấu đi suy tư của mình, đến bàn của bọn họ. Ban đầu, khi nhìn thấy hai người đẹp hoàn hảo như Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã, những người đàn ông trong nhà hàng đều muốn be chuyện, thế nhưng vừa đi tới, bọn họ đều đã bị từ chối. Bọn họ còn tưởng rằng bản thân chưa đủ sức hút, thế nhưng sau khi nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc vô cùng tầm thường, mặc dù nhìn có vẻ đẹp trai nhưng trong cái xã hội hiện thực này, đẹp trai có mài ra mà ăn được không? Thế nên, sau khi bị từ chối vài lần, bọn họ đã nắm tay thành nắm đấm, chuẩn bị xông lên cho tên đó một bài học, tiện thể cho hai người đẹp kia biết, người đàn ông thực lực là như thế nào. Chỉ là bọn họ đều đang nhìn nhau, xem là ai sẽ làm con chim đầu đàn này. Suy cho cùng trong xã hội này nếu muốn dẫm lên người khác để cướp vị trí thì cũng phải xem thực lực của cá nhân, nếu không thì không những không hất đổ được người khác, mà còn bị người ta làm cho bẽ mặt. Hai người đẹp vẫn chưa gọi món à, Trần Triệu Dương nhìn thấy bọn họ đã thảo luận được một lúc lâu rồi, mà vẫn chưa gọi món thì mở miệng hỏi. Hay là, chúng ta đổi sang nhà hàng khác đi, chỗ này phải dùng tiếng Pháp để gọi món, tôi và Từ Tịnh Nhã đều khôn biết nói, Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương đi tới. Liền thở phào một hơi. Hai người cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Lúc phục vụ mang menu tới, hai người bọn họ đều ngây. Ra, tuy bọn họ tinh thông ngoại ngữ, thế nhưng lại không có ai biết tiếng Pháp cả. Trần Triệu Dương vừa nghe thấy, liền cảm thấy có chút quen thuộc. Phải rồi, nhà hàng của thằng nhãi Giang Tử Phong hay có trò này. Không phải nhà hàng này cũng là của nhà họ Giang đấy chứ.
Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương liền nhìn sang menu. Quả nhiên, cũng là của nhà họ Giang. Phục vụ, qua đây một lát, Trần Triệu Dương gọi phục vụ tới. Chào anh, tôi có thể giúp được gì cho anh? Người tới chính là phục vụ trước đó đã đưa menu cho nhóm Nam Cung Yến. Nên anh ta đương nhiên biết mình bị gọi tới vì chuyện gì. Ơ ó điều lúc này, anh ta lại cười thầm trong lòng, bởi vì vừa rồi có người đã cho anh ta không ít tiền bo để anh ta cố tình làm khó khách của bàn này. Số tiền bo này còn bằng với tiền lương một tháng của anh ta. Nghĩ tới đây, anh ta bất giác sờ lên sấp tiền màu đỏ trong túi áo mình. Nhìn thấy tên phục vụ này, Trần Triệu Dương liền cảm thấy không đúng cho làm, đặc biệt là động tác sờ vào túi áo vừa rồi của anh ta, hiển nhiên là không đúng với lẽ thường. Trần Triệu Dương liền dùng khả năng xuyên thấu của mình quét qua một lượt thì phát hiện ra sấp tiền bên trong. Lại cộng thêm từ lúc bước vào, Trần Triệu Dương đã phát hiện ra ánh mắt nhìn mình của một vài người trong nhà hàng không bình thường cho lắm, chỉ toàn sự giễu cợt. Trần Triệu Dương hiểu ra, có người đang cố tình gây khó dễ cho mình, hay nói cách khác là có người muốn đạp lên mình để gây sự chú ý với Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã. 2. Đi dạo phố cùng người đẹp đúng là khổ mà, có thể gây hấn bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Mang menu tiếng Hán tới đây cho tôi, ngoài ra, tôi còn cần một đôi đũa nữa, Trần Triệu Dương nói ra yêu cầu của mình bằng vẻ vô cùng điềm tĩnh. Nghe thấy yêu cầu này, không chỉ những người ngồi gần ngây ra, mà cả Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đều sững sờ. Tên phục vụ sửng sốt, điều này quả thực là quá bất ngờ. Thật xin lỗi anh, nhà hàng không có dịch vụ này, chỉ có menu tiếng Pháp. Hơn nữa, nhà hàng chúng tôi là nhà hàng kiểu Pháp chính thống, cho nên cũng không có đũa. Tên phục vụ lắc lách đầu, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt rồi nói. Ha ha! Sau khi người xung quanh nghe thấy, vốn dĩ đều đang nhịn lại, không muốn cười lớn trong nhà hàng cao cấp như vậy, thế nhưng lại có một người cười thành tiếng, nên những người khác không thể nào kìm nổi nữa, tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả. Thật sự là chưa từng nhìn thấy có người yêu cầu đũa trong nhà hàng Pháp, đúng là kém sang. Còn không đuổi người này ra ngoài thì quả thực là hạ thấp đẳng cấp của nhà hàng rồi. Nghe thấy lời của người xung quanh, Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đều rất ngại, tên này thực sự là khiến bọn họ tức. Chết mất, sao lại đòi đũa ở nhà hàng Pháp chứ? Suy cho cùng, không phải là ai cũng biết tiếng Pháp, cho. Nên điều này sẽ không bị người khác chê cười. Anh chắc chứ, Trần Triệu Dương lại không bận tâm đến những điều này, mà nhìn phục vụ rồi hỏi một cách vô cùng nghiêm túc. Tên phục vụ hơi sởn gai ốc vì ánh nhìn chăm chú của Trần Triệu Dương. Cũng không biết vì sao mà mấy ngày trước đã có quy định mới. Mỗi nhà hàng đều có thêm menu tiếng Hán, điều càng kỳ lạ hơn là lại còn có cả đũa. Quả thực là đã lật đổ nhận thức của bọn họ về nhà hàng Pháp. Tuy đều đã được chuẩn bị, nhưng bọn họ lại không hề đặt chúng lên quầy. Bởi vì nếu thật sự đặt lên quầy, chắc là sẽ bị những nhà hàng Pháp khác của thành phố Nam Hải chê cười mất. Thế nhưng thanh niên này không chỉ bình tĩnh yêu cầu mang menu tiếng Hán tới, hơn nữa còn ngang nhiên đòi đũa. Đây quả thực là đâm trúng điểm chết của bọn họ mà. Tên này không phải là người của cấp trên cử tới để thị sát đấy chứ. Nếu không thì sao lại biết được chuyện này chứ. Nghĩ tới đây, sắc mặt phục vụ đó bỗng thay đổi. Còn trẻ thì nên biết tiền gì nên nhận và không nên nhận, sẽ bỏng tay đấy, trên mặt Trần Triệu Dương nở nụ cười kỳ lạ rồi nói với phục vụ. Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, sắc mặt tên phục vụ cuối cùng đã thay đổi một cách rõ rệt, anh ta nghĩ rằng lần này mình sẽ thực sự toi đời. Trần Triệu Dương móc ra một chiếc thẻ từ trong túi, nhẹ nhàng đặt lên bàn, dường như là đang kiểm chứng cho suy đoán của tên phục vụ. Tên phục vụ nhìn thấy chiếc thẻ của Trần Triệu Dương, liền gục xuống đất, đôi mắt vô hồn. Toi rồi, lần này thì xong đời rồi. Tên phục vụ biết, lần này mình chọc vào người không nên chọc rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt anh ta toàn là sự oán hận nhìn sang người đàn ông có thân hình mập mạp ở bàn khác. Được rồi, đứng dậy đi, tôi cũng không muốn làm khó anh, hãy đi lấy những thứ tôi cần tới, Trần Triệu Dương cất lời. Nghe thấy lời này của Trần Triệu Dương, tên phục vụ rất cảm kích, nhanh chóng bỏ dậy, sau đó lấy tiền trong túi ra, đến trước mặt người đàn ông mập mạp đó, trực tiếp đặt lên trên bàn gã ta. Sau khi làm xong những điều này, anh ta liền quay người đi ra phía sau. Còn lúc này, sạc mặt người đàn ông đó tái mét, hoàn toàn không dám nói gì nữa. Gã ta biết chắc là mình không thể thu hút nổi sự chú ý của hai người đẹp này được rồi. Từ phía sau, tên phục vụ mau chóng mang một tờ menu đều là tiếng Hán và cả một đôi đũa tới. Nhìn thấy cảnh này,
tất cả mọi người đều ngây ra, đặc biệt là những người đàn ông muốn chê cười Trần Triệu Dương lại càng thêm sững sờ. Mẹ nó, nhà hàng Pháp chính thống này lại thật sự có menu tiếng Hán, càng kinh ngạc hơn là lại còn có cả đũa. Điều này thật khó tin. Ánh mắt Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã còn ngạc nhiên hơn. Tên này đúng là người kỳ quặc mà. Rất nhanh sau đó, Trần Triệu Dương đã tự gọi một đống món theo ý mình. Cũng không biết mọi người ăn có quen không nên tôi tự gọi trước rồi, lúc này Trần Triệu Dương không giống như một người thiếu hiểu biết nữa, mà nói bằng vẻ lịch lãm. Anh cũng đã gọi rồi, lẽ nào còn có thể hủy được sao, Tịnh Nhã lại lườm anh một cái, bất lực nói. Thực ra có thể hủy đấy, Trần Triệu Dương nói bằng vẻ vô tội. Quả thực, dùng chiếc thẻ đó là có thể hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất, đương nhiên là sẽ không giống với những thực khách bình thường rồi. Thôi đừng. Chúng ta gây ra đủ phiền phức rồi, Từ Tịnh Nhã nhanh chóng ngăn cản anh, bởi vì lúc này, người trong cả nhà hàng đều đang nhìn bọn họ. Được thôi, Trần Triệu Dương nhún vai. Rất nhanh sau đó, đồ ăn của bọn họ đã được mang tới, không chỉ như vậy, quản lý còn mang một chai La Romanée Roanty tới. Tuy loại rượu này không nổi tiếng bằng Lafite 82, nhưng giá lại đắt hơn. Từ Tịnh Nhã và Nam Cung Yến là người sành sỏi, không ngờ rằng chỉ dựa vào một chiếc thẻ. Lại có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Bữa cơm này rất vui vẻ, bởi vì những năng lượng mà Trần Triệu Dương truyền tải khiến bọn họ không thể nào hiểu được người nhìn có vẻ tâm thường này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Sau khi ăn xong, hai bọn họ vốn dĩ còn muốn tiếp tục đi dạo phố, thế nhưng Trần Triệu Dương lại phát hiện có người vẫn luôn theo dõi bọn họ. Vì vấn đề an toàn nên anh không đồng ý. Hứ, đang yên đang lành sao lại không cho bọn tôi đi dạo nữa chứ? Bọn tôi còn chưa ngắm đủ nữa. Nam Cung Yến nổi giận với Trần Triệu Dương. Không có gì, anh sợ bọn em mệt quá thì sẽ không tốt cho sức khỏe và da dẻ. Chúng ta nên về ngủ trưa vào lúc này. Đây mới là điều tốt nhất cho bản thân, Trần Triệu Dương lại không nói ra lý do, mà tự bịa ra để ứng phó. Bọn họ không đồng tình với lý do này của Trần Triệu Dương, nhưng Nam Cung Yến hiểu Trần Triệu Dương. Tuy tên này thường xuyên nói chuyện thiếu cân nhắc, thế nhưng lúc gặp chuyện vẫn rất biết cách xử lý. Sau khi đưa hai người tới biệt thự, Trần Triệu Dương bảo Đường Võ tăng cường cảnh giác, sau đó liền rời khỏi. Anh đã nhìn rõ được người theo dõi bọn họ rồi. Cho dù đối phương có ý đồ gì, anh đều phải tiêu diệt chúng từ lúc mới nhen nhóm. Đó là một chiếc Santana vô cùng tầm thường, Trần Triệu Dương hoàn toàn không hề ngần ngại mà trực tiếp đi tới chiếc xe đó. Này, ra đây, Trần Triệu Dương tiến đến, gõ lên cửa sổ, lạnh lùng nói. Làm thế nào đây? Hình như chúng ta đã bị phát hiện rồi, hai người trong xe nhìn nhau, sau đó người đàn ông ngồi trên ghế lái liền bước xuống. Sao vậy, có chuyện gì ư, người đó hỏi bằng bộ dạng ngây thơ. Anh muốn tự nói, hay là để tôi đánh thì mới chịu nói, Trần Triệu Dương không vòng vo, châm một điếu thuốc lên rồi hờ hững nói. Anh có ý gì vậy, chúng tôi đỗ xe ở đây thì ảnh hưởng tới anh sao, người đó cứng họng, tức giận nói. Trần Triệu Dương không muốn phí lời với gã. Trực tiếp tới trước mặt đối phương, tóm lấy cổ của gã ta. Ừ, người đó ngây ra, gã ta không ngờ Trần Triệu Dương lại bạo lực như vậy, không nói lời nào mà ra tay luôn. Bị Trần Triệu Dương bóp cổ, gã ta khó thở, ra sức vùng vẫy, thế nhưng lại không có sức lực để vùng ra. Người đàn ông trên ghế lái phụ nhìn thấy liền sợ hãi, mau chóng xuống xe. Buông anh ấy ra, anh còn không buông ra, thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy, người đó liền sốt sắng nói. Tôi hỏi lại lần cuối, tại sao các người lại theo dõi chúng tôi, Trần Triệu Dương vứt đối phương xuống dưới đất, hỏi bằng vẻ vô tình. Khụ khụ, sau khi người đàn ông đó được Trần Triệu Dương thả ra, liền ho sặc sụa, thở gấp, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Chúng tôi nói, là Ngô Hưng Khâm cậu hai nhà họ Ngô bảo chúng tôi theo dõi anh ấy nói là muốn xem thử thói quen hàng ngày của anh, người đàn ông còn lại không dám giấu nữa, lập tức nói hết ra. Hóa ra là tên hề ấy. Được rồi, cút đi, nếu còn để tôi phát hiện ra các người theo dõi, thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu, Trần Triệu Dương vừa nghe thấy, liền thở phào một hơi. Sau đó anh lên xe bọn họ, lấy thẻ nhớ trong camera trên xe ra rồi bẻ gãy. Bọn họ phẫn nộ nhưng không dám nói gì về hành vi tùy tiện của Trần Triệu Dương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Triệu Dương rời khỏi. Sau khi giải quyết được hai người này, Trần Triệu Dương vẫn cảm thấy như là có người đang nhìn lén. Cảm giác này không còn rõ ràng như lúc trước, nhưng lại khiến Trần Triệu Dương càng thêm cảnh giác. Điều này cho thấy,
người theo dõi anh chắc hẳn không phải người tầm thường. Trần Triệu Dương nhanh chóng nấp đi, đồng thời dùng đôi mắt xuyên thấu để quan sát xung quanh. Tìm thấy rồi, để xem là lần này ông còn có thể chạy đi đâu. Khi Trần Triệu Dương nhìn sang cây đa lớn đối diện biệt thự, một hình bóng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Sau đó, Trần Triệu Dương không hề do dự mà chạy nhanh tới chiếc cây đó. Người đối diện chắc cũng đã phát hiện ra được hành động của Trần Triệu Dương, liền trèo xuống cây, sau đó nhanh chóng chạy ra phía xa. Ông không thoát được đâu, Trần Triệu Dương thấy vậy, càng thêm chắc chắn rằng đối phương có mục đích khác, liền tăng tốc đuổi theo người đó. Hai người, một người đuổi, một người trốn, biến mất khỏi chỗ đó. Dừng lại ngay cho tôi, ánh mắt Trần Triệu Dương lạnh lùng, sau đó chân liền tung cước, một hòn đá cuội trực tiếp bay tới trúng lưng người đó. Trong lúc bất lực, người đó đành phải xoay người, tránh khỏi sự công kích của viên đá này. Vì sự tránh né này, tốc độ ông ta chậm lại nên Trần Triệu Dương đã đuổi kịp. Ông là ai? Trần Triệu Dương nhìn ông già mặc đồ xanh trước mắt này, bởi vì anh không cảm nhận được sức sống từ trên cơ thể người này. Thằng nhãi, tôi khuyên cậu hãy tránh xa Từ Tịnh Nhã ra, nếu không, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Ông già mặc đồ xanh cười man rợ, khuôn mặt ông ta cứng đờ như thây ma nói. Cái gì? Trần Triệu Dương không ngờ đối phương đến không phải vì anh, mà là vì Từ Tịnh Nhã. Thật ngại quá, tại sao tôi phải nghe lời ông? Ông là cái thá gì chứ? Mặc dù đối phương không đến vì mình, nhưng anh rất khó chịu với cái giọng điệu của ông ta. Hừ, Từ Tịnh Nhã là bạn gái của cậu chủ nhà chúng tôi, nếu cậu dám tiếp cận cô ấy, thì coi như cậu tới số rồi đấy. Ông già mặc đồ xanh không hề tức giận mà thay vào đó vẫn nhẫn nại nói. Lần này, Trần Triệu Dương càng tò mò hơn, cách xưng hô như vậy thường là các võ đạo thế gia, lẽ nào trong số những người theo đuổi Từ Tịnh Nhã có người xuất thân từ võ đạo thế gia sao? Con người của tôi ấy mà, bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng lại ghét nhất là người khác uy hiếp mình. Vì vậy, ông hãy tự bẻ gãy một cánh tay của mình rồi cút khỏi đây ngay lập tức, Trần Triệu Dương không muốn phí lời với ông ta mà đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng nói. Sau khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy, vẻ mặt ông ta liền biến sắc, đã lâu rồi không có ai dám kiêu ngạo với ông ta như vậy nên trong lòng vẫn có chút không quen. Chán sống sao? Vừa dứt lời thì ông ta vung lòng bàn tay khô khốc của mình đánh thật mạnh vào đầu của anh. Lúc ông ta ra tay, có một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến anh không khỏi nhíu mày. Bởi vì mùi này thật ra là mùi xác chết, người bình thường sao có thể có mùi này, hơn nữa Trần Triệu Dương không hề cảm nhận được sự sống từ người này. Anh tung cước đá bay đối phương. Nhưng điều mà anh không ngờ là cú đá đầy uy lực này của mình lại không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ông ta. Đối phương bật dậy khỏi mặt đất, lao về phía anh. Trần Triệu Dương đấu với ông ta mười mấy chiêu, nhưng đối phương chỉ có một đặc điểm là da thịt rất dày. Anh tung ít nhất chục cú đấm vào đối phương, nhưng vẫn không hề xi nhê gì, điều này khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn. Chết tiệt, chẳng lẽ là hắc thi thể của bộ tộc Hắc Sơn? Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến một chủng tộc đặc biệt mà ông già kia từng nhắc tới. Tương truyền, bộ tộc Hắc Sơn là bộ tộc bí ẩn chuyên tu luyện thân xác, hơn nữa muốn luyện thành lực sĩ kim cang mà không làm tổn hại đến xác thịt thì phải dùng xác người chết để luyện. Trong thời kỳ hòa bình này thì có thể lấy đâu ra nhiều xác chết đến như vậy? Vì không có xác chết nên bọn họ sẽ tự chế tạo sao, nhưng bằng cách nào chứ? Chính là giết người, người chết rồi thì đương nhiên sẽ trở thành một cái xác. Phương pháp tu luyện này quá tàn ác và độc địa, vì vậy nó đã được các thế lực lớn cùng nhau trấn áp trong nhiều năm nay. Chỉ là không ngờ lại xuất hiện ở nơi này, xem ra, sức chiến đấu có lẽ còn hơn võ giả thiên tiên tiểu thành rồi. Cần bao nhiêu xác chết để có thể tu luyện đến mức độ này? Bao nhiêu điều táng tận lương tâm đã được thực hiện một cách bí mật? Chết tiệt! Hắc thi thể này giống như kim trung cháo của Thiếu Lâm. Tất cả đều là công phu khổ luyện nên sẽ có điểm yếu. Chỉ cần tìm được điểm yếu của ông ta, thì rất dễ đối phó. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương trực tiếp sử dụng khả năng xuyên thấu của mình. Trong trận đấu, anh nhanh chóng tìm ra đường di chuyển bên trong cơ thể này, cuối cùng cũng phát hiện có 3 chỗ đặc biệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đó là nách, đùi trong và lòng bàn chân. Thằng nhãi, không ngờ cậu cũng là một cao thủ, nhưng đừng phí công vô ích nữa. Dù có vắt cạn kiệt năng lượng, trong cơ thể thì cậu cũng không thể làm gì được tôi đâu, ông già mặc áo xanh tự tin nói. Thật sao? Trần Triệu Dương cười lên, rồi lại tiếp tục ra tay. Xuy! Lần này,
Ông ta vẫn không hề ngăn cản anh, nắm đấm của anh trực tiếp đánh vào bụng của ông ta, sau đó anh đẩy lên phía trên đánh trúng vào điểm chí mạng của đối phương. Cậu, làm sao cậu có thể tìm thấy nó được? Sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại, hơi thở trên người cũng yếu đi. Chẳng phải còn mấy chỗ sao, đừng có cố tỏ ra thần bí vậy, Trần Triệu Dương lách đầu khinh thường nói. Đồng thời, anh ra tay càng dữ dội hơn, còn là những đòn chí mạng. Cậu không thể giết tôi được, tôi là người của nhà họ Phòng ở Vân Hải. Sau khi chiêu thức của ông ta bị phá vỡ thì sức mạnh cũng theo đó giảm đi rất nhiều, đối mặt với đòn tấn công dữ dội của Trần Triệu Dương, ông ta không còn sức để chống đỡ, nhưng cũng không muốn chết, nhìn anh với ánh mắt đằng sát khí, vội nói. Ồ, thì ra là người của nhà họ Phòng ở thành phố Vân Hải sao? Tôi thực sự cũng không rõ lắm. Nghe thấy anh nói vậy, ông ta thoáng giật mình, trong mắt hiện lên một tia hy vọng sống sót. Thành phố Nam Hải của các người chỉ là tầng thấp nhất trong giới võ thuật, Vân Hải còn lớn hơn cả Nam Hải. Hơn nữa, nhà họ Phòng chính là võ đạo thế gia ở thành phố Vân Hải, ông ta tự hào nói. Sau đó thì sao, Trần Triệu Dương tò mò nhìn ông ta hỏi. Ông ta vốn tưởng rằng Trần Triệu Dương sẽ kinh hãi, nhưng không ngờ anh lại phản ứng như vậy, điều này khiến cho ông ta không biết phải nói gì tiếp theo. Nếu đã không còn nữa, vậy để tôi tiến ông lên đường, Trần Triệu Dương đi về phía ông ta. Nếu cậu thật sự giết tôi, nhà họ Phòng sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu. Tôi không tin cậu có thể bảo vệ được những người xung quanh mình, ông ta thấy Trần Triệu Dương đi tới, hoảng sợ nói. Tôi ghét nhất là những kẻ uy hiếp tôi bằng cách đớ, á mắt Trần Triệu Dương lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó liền đá một phát vào cổ ông ta. Cậu sẽ hối hận, ông ta nắm chặt lấy cổ mình, giọng rít qua kẽ răng nói. Ông không cần lo lắng, Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Ngay sau khi Trần Triệu Dương đã giải quyết hết mọi việc, trong lúc chuẩn bị quay trở lại Sơn Trang thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Chị Mị, có chuyện gì vậy? Chị nhớ tôi rồi sao? Sau khi anh bắt máy thì cười nói. Cục cưng, cậu đúng là không có lương tâm, lâu như vậy. Rồi mà không đến gặp người ta gì hết, hẳn là người ta rất nhớ cậu rồi, giọng nói của Tô Hồng Mị vang lên từ đầu dây bên kia. Khụ khụ, chẳng phải là vì tôi rất bận sao? Chị Mị gọi đến là có chuyện sao? Trần Triệu Dương có chút choáng ngợp trước sự trêu ghẹo của cô ta, nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu là cái đồ vô lương tâm, cậu đã quên hết những gì đã hứa với người ta rồi à? Trong lòng Tô Hồng Mị có chút giận dỗi, người ta đã có vợ rồi, làm sao còn nhớ tới mình chứ? Ây da, chị Mị, nếu chị không nói thì tôi cũng quên mất rồi. Có phải là tối nay Đại hội Nam Hải sẽ được diễn ra không? Trần Triệu Dương tự vỗ đầu mình, suýt chút nữa đã quên mất một việc quan trọng. Đúng vậy, người ta tưởng hôm nay cậu không đến, bỏ rơi một người phụ nữ yếu đuối là chị đây một mình nữa chứ. Tô Hồng Mị nghe thấy giọng nói sầu não của Trần Triệu Dương thì vui mừng, nói với giọng ẻo lả. Thật xin lỗi, gần đây có nhiều chuyện nên quên mất. Chị Mị yên tâm, tôi nhất định sẽ có mặt. Chị gửi địa chỉ vào điện thoại của tôi, Trần Triệu Dương vội vàng xin lỗi. Sơn Trang Cảnh Vân, không lâu sau, Trần Triệu Dương đã nhận được tin nhắn từ Tô Hồng Mị, anh suy nghĩ một hồi. Bây giờ đến tối vẫn còn một ít thời gian, anh cần phải quay về sắp xếp một chút. Trần Triệu Dương lập tức xoay người trở về biệt thự rồi dặn dò đám người đường võ. Sau khi huyết hồ bị xóa sổ, anh lấy được một lô trang bị từ bọn chúng, vừa vặn trang bị cho đám người đường võ. Mặc dù việc kiểm soát súng của Hoa Hạ tương đối nghiêm ngặt, nhưng vệ sĩ của những người giàu ai mà không có súng chứ. Lúc Trần Triệu Dương trở về biệt thự, hai người Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đang nấu ăn. Đương nhiên đó là một nồi lẩu không có hàm lượng kỹ thuật. Suy cho cùng chỉ cần mua các nguyên liệu nấu lẩu rồi đem rửa sạch là được. Vợ ơi, em qua đây một lát, Trần Triệu Dương nghĩ tới nhà họ Phòng tại Vân Hải kia, liền gọi Nam Cung Yến sang. Một bên. Sao thế, Nam Cung Yến có chút khó hiểu hỏi. Cô bạn thân kia của em có lai lịch như thế nào, Trần Triệu Dương hỏi thẳng. Không có lai lịch gì cả, gia đình đều làm nghề kinh doanh. Chỉ là gia đình cô ấy không phải ở thành phố Nam Hải mà là ở thành phố Vân Hải. Anh hỏi cái này làm gì, Nam Cung Yến nghỉ ngờ. Không có chuyện gì, đúng rồi, tối nay anh có chút việc phải ra ngoài nên không ăn cơm ở nhà. Trần Triệu Dương suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng anh vẫn thông báo cho Nam Cung Yến một tiếng. Hứ, anh không ở nhà vừa hay, hai người chúng tôi còn không đủ ăn đây. Trong lòng Nam Cung Yến mặc dù có chút thất vọng nhưng ngoài miệng lại không lưu tình. Nói xong cô liền quay lại phòng bếp và bắt đầu nhặt rau. Trần Triệu Dương mỉm cười,
sau đó lập tức quay lại phòng, bắt đầu tu luyện. Anh phát hiện ra khi mình càng đến gần Nam Cung Yến thì tốc độ tu luyện càng nhanh, nếu anh có thể ở bên cạnh Nam Cung Yến tu luyện vài ngày, có lẽ có thể tiến nhập tới tầng thứ ba. Đáng tiếc dù mối quan hệ giữa anh và cô ngày càng được xoa dịu, nhưng cách việc ngủ chung phòng dường như còn hơi xa vời. Khi chuông báo thức vang lên, Trần Triệu Dương bèn thu công, chào hỏi với Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã rồi rời đi. Anh gọi một chiếc taxi, nói với tài xế điểm đến là Sơn Trang Cảnh Vân. Nhóc con, Sơn Trang Cảnh Vân này hôm nay có hoạt động, năm dặm xung quanh đều được phong tỏa rồi, tôi chỉ có thể đưa cậu tới khu phụ cận thôi. Người tài xe vừa nghe được nơi Trần Triệu Dương muốn tới là Sơn Trang Cảnh Vân thì nói ngay lập tức. Vâng, không thành vấn đề, Trần Triệu Dương gật đầu, xem ra quy mô đại hội Nam Hải lần này không nhỏ. Nhóc con, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đến dự cuộc vui, chuyện hôm nay ở bên kia e rằng có chút đáng sợ, bác tài thấy Trần Triệu Dương còn trẻ tuổi như vậy, còn tưởng rằng là thanh niên đi vào con đường sai lầm bèn khuyên nhủ anh. Bác tài bác yên tâm, tôi chỉ dạo loanh quanh ở bên ngoài. Nếu như không có cơ hội đi vào thì tôi sẽ không vào nữa, Trần Triệu Dương nở nụ cười mà nói, sau đó liền nhắm mắt tu luyện. Nghe được lời này của Trần Triệu Dương, tài xế lắc lắc đầu, xem ra lại là một thanh niên không chịu nghe lời khuyên. Chiếc xe rất nhanh đã tới bên ngoài Sơn Trang Cảnh Vân, chỉ là khi đến con đường duy nhất dẫn đến Sơn Trang liền bị ngăn lại, hiển nhiên là xe không được phép đi vào. Trần Triệu Dương trả tiền xong thì xuống xe. Cậu nhóc, nhanh rời đi đi. Hôm nay ở đây không mở cửa cho người ngoài, lúc Trần Triệu Dương định đi vào trong thì bị hai người chặn đường. Tôi đến để tham gia đại hội Nam Hải, Trần Triệu Dương không hề so đo với hai người này. Nghe thấy vậy, hai người họ nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, trong lòng dấy lên sự hồ nghi. Bởi như hai người họ thấy, người thanh niên trẻ tuổi này nhìn thế nào cũng không giống một tên xã hội đen, nếu nói anh ta là một võ giả, đôi chân như bước đi trên hư không này thì lại càng không giống. Anh tới cùng ai, một người trong đó hỏi. Tô Hồng Mị, Trần Triệu Dương đáp. Nghe thấy cái tên này, trên mặt hai người đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ đương nhiên không phải là người bên phía Tô Hồng Mị mà là ở bên Lý Tam Đa, đối với phe cánh của Tô Hồng Mị tự nhiên cũng tồn tại thái độ thù địch. Ồ, vậy anh làm thế nào chứng minh được mình là thuộc hạ dưới trướng cô ta, hai người kia nhìn nhau rồi đùa hài hước. Thấy nét khôi hài trong mắt hai người kia, Trần Triệu Dương liền cau mày. Tránh ra, Trần Triệu Dương cũng lười lãng phí thời gian với hai người này, liền trực tiếp bước vào trong. Cuồng vọng, lại dám tự ý xông vào Sơn Trang, ngăn hẳn ta lại, hai người kia thấy vậy trong lòng lập tức vui vẻ, tức khắc lao về phía Trần Triệu Dương. Cút ra, Trần Triệu Dương một chân bất thình lình quét tới, hai người kia giống như lá rụng trong gió, trực tiếp bị cuốn bay. Sau khi xử lý xong hai người này, Trần Triệu Dương dậm chân đi vào phía trong. Lúc đi trên đường, Trần Triệu Dương gặp được rất nhiều người, chẳng qua những người này đều là lái xe tới, hiển nhiên họ cũng thấy việc vừa xảy ra ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn anh đều mang một tia thăm dò. Trần Triệu Dương phớt lờ những ánh mắt dò hỏi đó, vẫn đi từng bước về phía trước. Nhìn Trần Triệu Dương như đang đi bộ nhưng khi những người kia quay đầu lại phát hiện người thanh niên này vậy mà vẫn luôn bám theo phía sau xe của họ, không hề bị thụt lùi. Nhà họ Diệp, lấy được tin tức chính xác chưa, kể từ khi huyết hồ thất bại. Bọn họ liền tạm thời dừng kế hoạch ứng phó với Trần Triệu Dương lại. Rõ ràng, họ cảm nhận được Trần Triệu Dương không dễ đối phó như vậy. Trần Triệu Dương xảy ra mâu thuẫn với Ngụy Cường của nhà họ Ngụy ở Vân Hải, đánh Ngụy Cường tới tàn phế rồi. Còn có, tối nay Tô Hồng Mị để Trần Triệu Dương ra trận, đối diện với câu hỏi của anh cả, Diệp Sùng Hoan lập tức lên tiếng. Triệu Ngũ đã lén lút chạy trốn, đại HN này đoán chừng sẽ không tham gia. Người tham chiến của Lý Tam Đa bên kia có nắm được thông tin chuẩn xác nào không? Diệp Sùng Minh gật đầu, lại tiếp tục hỏi. Người tham chiến của Lý Tam Đa bên kia về cơ bản đã đoán ra được, nhưng chỉ có một người là rất bí ẩn, cho đến nay vẫn chưa có thông tin, Diệp Sùng Hoan lắc đầu. Tỉnh Linh Linh. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Sùng Hoan vang lên. Vừa nghe cuộc gọi tới, nét mặt của Diệp Sùng Hoan vừa thay đổi. Thế nào rồi? Diệp Sùng Minh hỏi. Người thần bí tham chiến bên Lý Tam Đa đã có thông tin rồi, trên mặt Diệp Sùng Hoan lộ ra vẻ vui mừng. Là ai? Thái Vinh Giang Môn. Cái gì? Người của Giang Môn, Diệp Sùng Minh tức thì lấy làm ngạc nhiên, sau đó nhíu mày. Phải biết rằng, Giang Môn từ trước tới nay vẫn luôn không nhúng tay vào thành phố Nam Hải bọn họ, nhưng hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện, sợ rằng có ý đồ không nhỏ. Không sai,
Trần Triệu Dương chắc chắn sẽ đối chiến với Thái Vinh, đến lúc đó cho dù Trần Triệu Dương thẳng hay thua, kết cục cũng sẽ không khá hơn bao nhiêu. Vì vậy, không cần tới chúng ta ra tay, tên Trần Triệu Dương này cũng toi đời, Diệp Sùng Hoan có chút hưng phấn nói. Phải biết rằng ông ta không có con trai do đó vẫn luôn coi Diệp Thiên Phàm như con ruột của mình, nhưng Trần Triệu Dương lại đánh tàn phế Diệp Thiên Phàm, khiến tâm lý ông ta nhận phải đả kích nghiêm trọng, bản thân đã có chút vấn đề thần kinh. Sự căm thù của ông ta đối với Trần Triệu Dương cũng không tính là ít. Không đơn giản như chú nghĩ vậy đâu, giang môn này đột nhiên tiến vào thành phố Nam Hải, e rằng mục đích không đơn giản, Diệp Sùng Minh lại cân nhắc nhiều hơn so với Diệp Sùng Hoan. Cho dù hẳn có mục đích gì, chỉ cần giết chết tên Trần Triệu Dương kia là được, Diệp Sùng Hoan lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Bố sắp xuất quan rồi, nếu Trần Triệu Dương thực sự đánh bại Thái Vinh, vậy cứ để bố ra tay, đem Trần Triệu Dương loại bỏ sạch sẽ, Diệp Sùng Minh sau đó quăng ra một trái bom nặng ký. Cái gì, bố sắp xuất quan, nghe được lời này của anh cả, Diệp Sùng Hoan tức khắc bật dậy. Lúc đó, sợ rằng không chỉ vấn đề của Trần Triệu Dương được giải quyết mà cả trưởng lão thứ 7 và thứ 9 cũng sẽ. Không nhảy nhót được nữa, Diệp Sùng Minh gật đầu. Anh cả, bố đột phá rồi, Diệp Sùng Hoan mong đợi hỏi. Không, một bước đó đâu có dễ đột phá đến vậy, Diệp Sùng Minh lắc đầu, bất lực nói. Nhưng ngay sau đó lại nói tiếp. Mặc dù không có đột phá nhưng khoảng cách tới Tiên Thiên Đại Thành cũng không còn xa, đến lúc đó ngay cả những thế gia võ giả kia chúng ta cũng không còn phải sợ hãi nữa. Quá tốt rồi, vậy còn đợi gì nữa? Chúng ta mau tới Sơn Trang Cảnh Vân thôi, Diệp Sùng Hoan lúc này đã gần như không thể kìm nén được mà lập tức phấn khích nói. Được, chúng ta đến hội trường trước, vừa vặn xử việc Lý Hợp Nhất lại thế lực của Triệu Ngũ, lần này không chỉ giết chết Trần Triệu Dương, mà nhà họ Diệp chúng ta nhất định sẽ tiến thêm một bước. Thống nhất thế giới ngầm của Nam Hải. Đến lúc đó, chúng ta chính là gia tộc đứng đầu danh xứng với thực của thành phố Nam Hải này. Diệp Sùng Minh nghĩ tới cảnh tượng trong tương lai lập tức phấn khởi đứng dậy. Trần Triệu Dương tất nhiên không hề hay biết đến dự định của nhà họ Diệp, cũng không biết rằng ông cụ nhà họ Diệp chuẩn bị xuất quan, lúc này anh đã tới được hội trường. Hội trường nơi đại hội Nam Hải diễn ra không phải ở trong nhà, dẫu sao cũng còn phải tổ chức thi đấu. Trần Triệu Dương không đi tìm Tô Hồng Mị, chung quy anh cũng chỉ là đến xem thôi, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, anh sẽ không tùy tiện hành động. Không ngờ đại hội so tài của thế giới ngầm lại có nhiều người tham gia như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của những người này căn bản không thuộc về thế lực ngầm. Trần Triệu Dương, không nghĩ tới mày lại sẽ xuất hiện ở đây, ha ha, đúng là trời xanh có mắt, lúc Trần Triệu Dương đang dạo vòng quanh, muốn quan sát các cao thủ kia thì một tiếng cười điên cuồng truyền tới. Anh quay đầu nhìn lại, phát hiện Giang Viễn Trinh dẫn theo vài người đang tiến đến trước mặt mình, khuôn mặt mang theo vẻ giễu cợt nhìn anh. Anh không ngờ Giang Viễn Trinh lại có tư cách tham gia loại đại hội này, kết hợp với đám người không thuộc thế lực. Ngầm mà anh thấy trước đó, xem ra tất cả các thế lực của Nam Hải đều có mặt tại đây. Thế nào, còn muốn quỷ à, Trần Triệu Dương biểu cảm hờ hững nhìn Giang Viễn Trinh mà nói. May, vẻ mặt Giang Viễn Trinh thay đổi. Hẳn ta nhớ tới lần mình bị Trần Triệu Dương đánh vào đầu gối, sau đó phải nhục nhã mà quỳ gối. Trần Triệu Dương, mày đừng kiêu ngạo, mày cũng không nhìn xem đây là nơi nào, có tin tao cho người ném mày ra ngoài không? Nói đoạn Giang Viễn Trinh chỉnh trang lại cà vạt, khuôn mặt mang vẻ thách thức. Không tin, Trần Triệu Dương lắc đầu. Chú em Giang, đừng xúc động như vậy, đại hội hôm nay rất quan trọng, tuyệt đối đừng ra tay, nếu không đến lúc đó tôi cũng không thể bảo vệ chú được đâu. Người bên cạnh giang tay ngăn Giang Viễn Trinh đang bừng bừng lửa giận lại. Thằng khốn, coi như mày may mắn, để mày sống thêm một lúc nữa, đợi đại hội kết thúc, mày nhớ mặt tao vào, Giang Viễn Trinh có chút không cam tâm nhìn Trần Triệu Dương nói đầy uy hiếp. Ngu ngốc, Trần Triệu Dương căn bản không quan tâm tới lời đe dọa đó của Giang Viễn Trinh mà trực tiếp rời đi. Khốn kiếp, tôi nhất định sẽ khiến hẳn ta phải trả giá, Giang Viễn Trinh lúc này cần răng nghiến lợi nói. Khi Trần Triệu Dương đang đi dạo loanh quanh thì một bóng người đi tới. Em trai nhỏ, cậu tới đây à? Đến rồi cũng không biết đi tìm chị, có phải là không muốn gặp chị không? Người tới nói với giọng dịu dàng. Người này đương nhiên là Tô Hồng Mị, cô ta của ngày hôm nay khác với vẻ quyến rũ ngày thường, khoác trên mình một bộ quần áo da ôm sát, vóc dáng hoàn hảo của cô ta càng trở nên hấp dẫn hơn. Chị Mị, chị cứ bận việc đại hội của mình đi, tôi chỉ tới thăm thú thôi. Trần Triệu Dương không nghĩ tới Tô Hồng Mị sẽ đến tìm mình, lập tức cười khổ. Được rồi, nếu đã để tôi nhìn thấy cậu vậy thì đi cùng tôi đi,
Tô Hồng Mị nói xong liền trực tiếp khoác lấy cánh tay của Trần Triệu Dương, một nửa cơ thể gần như dựa vào người anh. Bị Tô Hồng Mị ôm như vậy, Trần Triệu Dương tức khắc cảm nhận được một trận thoải mái sảng khoái. Đúng là một yêu tinh, chỉ một thoáng đó đã khiến Trần Triệu Dương gần như không kìm chế nổi. Anh vội vàng rút lại cánh tay đang được Tô Hồng Mị ôm trong ngực, ngộ nhỡ ám phải mùi nước hoa bị Nam Cung Yến phát hiện ra, vậy thì sợ rằng ngày tháng anh có thể cùng cô đầu gối má kể sẽ ngày càng xa hơn. Trong lòng Tô Hồng Mị mặc dù có chút mất mát nhưng không hề biểu hiện ra ngoài. Đây không phải là người đẹp nức tiếng Tô Hồng Mị sao, sao lại chỉ có mấy người thế này? Người cô dẫn theo đâu rồi? Đúng lúc Trần Triệu Dương và Tô Hồng Mị chuẩn bị đi tới nơi khác thì một giọng nói khô khốc truyền tới. Sau đó Trần Triệu Dương nhìn thấy một người đàn ông trung niên có vóc người thấp bé nhưng cánh tay rất dài đi tới, theo sau là một đám người. Hắn ta chính là Lý Tam Đa, từ khi nắm được tin Chân Ngũ không biết vì sao lại bỏ chạy, Lý Tam Đa càng thêm hống hách, hôm qua hẳn còn lôi kéo mất cao thủ mà chị dùng số tiền lớn mời về, Tô Hồng Mị có phần bất lực giải thích với Trần Triệu Dương. Nghe được lời này của Tô Hồng Mị, Trần Triệu Dương mới hiểu ra Lý Tam Đa này, e rằng là tới để thị uy, dẫu sao đã trèo kéo được cao thủ của Tô Hồng Mị vậy tối nay Tô Hồng Mị phỏng chừng phải rơi vào tình huống khó xử rồi. Là kẻ thù không đội trời chung, hắn tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội chế giễu Tô Hồng Mị. Lý Lùn, ông cũng chỉ có chút thủ đoạn vặt vãnh này thôi nhỉ, chỉ hy vọng hai người đó có thể phát huy thật tốt. Nói chung hôm nay cái mạng của hai người họ đã được định trước rồi. Tô Hồng Mị lại không hề sợ sệt, trực tiếp mở miệng phản bác lại. Quả nhiên nghe Tô Hồng Mị nói vậy, không chỉ sắc mặt của Lý Tam Đa vô cùng khó coi mà ngay cả sắc mặt hai tên cao thủ được hẳn ta thu nạp kia cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, đây không phải là trù rùa họ sao? Người đẹp Tô quả là khí thế hừng hực, muốn mạng những người này của tôi, đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ là không biết dưới trướng cô có người có năng lực đó hay? Không, Lý Tam Đa u ám nói. Cái này thì ông không cần phải quan tâm. Ông vẫn là suy nghĩ xem sau khi thua phải làm thế nào đi, Tô Hồng Mị thờ ơ đáp. Khí phách lắm, yên tâm, đợi cuộc so tài bắt đầu, cô sẽ phải vô cùng bất ngờ đấy. Lý Tam Đa căn bản không bị những lời nói này của Tô Hồng Mị chọc tức mà còn thần bí nói. Dứt lời liền nghênh ngang dẫn theo người của mình bỏ đi. Đợi Lý Tam Đa rời khỏi, Tô Hồng Mị mới cau chặt mày bởi cô ta có thể cảm giác được tên Lý Tam Đa này rất tự tin, xem ra là có át chủ bài nào đó. Chị Mị. Chị đừng lo, có tôi ở đây, cho dù hắn ta có con bài chưa lật nào, cứ một đấm knock out là được rồi. Trần Triệu Dương thấy Tô Hồng Mị tâm thần bất định, lập tức vươn tay vỗ vai cô ta nói. May mà có cậu, Tô Hồng Mị gật đầu tỏ vẻ không sao, cô ta biết, lần này nếu như không có Trần Triệu Dương, sợ rằng bản thân thực sự đã bị gạch tên khỏi danh sách. Đúng lúc này, vị trí vốn thuộc về Triệu Ngũ bỗng nhiên truyền tới một trận huyên náo, một nhóm người khí thế vang dội bước vào. Triệu Ngũ không phải chạy trốn rồi sao, sao đột nhiên lại xuất hiện một đám người khác thế chỗ vậy, Tô Hồng Mị có chút khó hiểu, lập tức nhìn về phía người đàn ông đeo kính đang đứng cạnh mình. Chị Mị, sau khi Triệu Ngũ ra rời đi, thế lực của ông ta liền bị người khác từng bước chiếm lấy, chỉ là chúng ta vẫn luôn không tra ra được là ai làm, vừa rồi vừa nhận được tin là nhà họ Diệp ra tay. Người đàn ông kia đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi đáp. Nhà họ Diệp dám ngang nhiên can thiệp vào việc của thế giới ngầm. Điều này e rằng không hợp với phong cách của họ lắm thì phải, Tô Hồng Mị có chút kỳ lạ nói. Nhà họ Diệp dĩ nhiên là nhắm vào tôi, đương nhiên cũng. Không loại trừ khả năng họ thực sự muốn nhúng tay vào, trong lòng Trần Triệu Dương nảy ra một tia sát ý, nhà họ Diệp không ngừng gây rắc rối cho anh, xem ra phải tìm lúc thích hợp để giải quyết một lần cho xong. Tại sao, Tô Hồng Mị có chút ngờ hoặc, Trần Triệu Dương không hề nói với cô ta về mâu thuẫn của mình với nhà họ Diệp. Dù sao thực lực của Tô Hồng Mị hiện giờ cũng không thể đối phó được với nhà họ, rất dễ bị bọn họ ghi thù chuốc oán. Không có gì, chỉ là tôi đã đánh tàn phế Diệp Thiên Phàm mà thôi, Trần Triệu Dương nhàn nhạt nói. Cái gì, là cậu làm à, vẻ mặt Tô Hồng Mị đanh lại khi nghe thấy câu này của Trần Triệu Dương. Mặc dù cô ta không biết ai đã làm Diệp Thiên Phàm bị thương, nhưng cô ta hiểu rõ thái độ của nhà họ Diệp đối với sự việc này, đó chính là không trả thù được thì không bỏ cuộc. Dù gì đó cũng chính là thể diện của bọn họ. Lần này không chỉ bị tát vào mặt mà video còn bị truyền ra ngoài, có thể nói là bị đạp xuống đất mà tát. Chỉ nghe đồn rằng nhà họ Diệp lúc đó phải cúi đầu nhượng bộ, tuy rằng sau này có ra tay trả thù nhưng đều bị người ta bóp chết. Không ngờ, người chống lại nhà họ Diệp lại chính là Trần Triệu Dương.
Điều này khiến Tô Hồng Mị vô cùng ngạc nhiên và càng khâm phục sức mạnh của Trần Triệu Dương hơn, phải biết rằng nhà họ Diệp là gia tộc đứng đầu ở thành phố Nam Hải, thực lực cũng không thua kém gì những thế gia trong thế giới ngầm. Xem ra nhà họ Diệp muốn nhân cơ hội này để đối phó với tôi, Trần Triệu Dương chăm chú nhìn vào đám người nhà họ Diệp. Mà những người đó dường như cảm nhận được điều gì đó, Diệp Sùng Minh và Diệp Sùng Hoan đều đồng loạt nhìn sang. Sau khi hai người nhìn thấy Trần Triệu Dương thì trên mặt nộ ra một cụ cười thâm trầm. Trần Triệu Dương đột nhiên cau mày, phải biết rằng lúc đầu nhà họ Diệp phải bấm bụng chịu đựng, chính là vì căn bản không đấu lại với anh. Trừ khi, ông cụ nhà họ Diệp xuất quan, và lại đã đột phá thành công, nhà họ Diệp mặc dù người nhiều thế lực mạnh, nhưng vẫn chỉ là hoa trong gương. Nhưng nhìn gương mặt Diệp Sùng Minh bây giờ, dường như trở nên vô cùng tự tin. Vậy thì chỉ có một khả năng. Đó là nhà họ Diệp đã đủ sức mạnh để trấn áp anh. Nhà họ Diệp tốt nhất nên biết điều một chút, không thì tôi sẽ cho bọn họ biết thế nào là tuyệt vọng. Trần Triệu Dương nhìn Diệp Sùng Minh, trong lòng không khỏi cảm khái. Cùng lúc đó, ánh mắt anh lơ đễnh nhìn về phía đám người đó. Trần Triệu Dương này thật sự quá kiêu ngạo rồi, sắc mặt Diệp Sùng Hoan có chút khó coi, lập tức nghiến răng nghiến lợi bất mãn. Cứ để cho hẳn kiêu ngạo thêm một thời gian nữa. Không lâu sau muốn nhìn vẻ mặt đó cũng không được nữa đâu, Diệp Sùng Minh lạnh lùng nói. Không sai, phải biết rằng Thái Vinh tuy không phải là thiên tiên, nhưng cũng là bán bộ thiên tiên. Quan trọng nhất là nếu hẳn đánh bại Thái Vinh thì sẽ đắc tội với Giang Môn, đến lúc ấy e rằng không đến lượt chúng ta phải ra tay nữa, Diệp Sùng Hoan gật đầu, mở miệng nói. Hơn 7 giờ một chút, ba lực lượng bắt đầu đi về phía trung tâm của Sơn Trang Cảnh Vân. Trong ba thế lực này, nhà họ Diệp có thể nói là đông đảo nhất, dù sao thì nhà bọn họ cũng đã dung hợp được thế lực của Triệu Ngũ gia, và lại thực lực của Lý Tam Đa cũng không tệ, có thể nói chỉ kém nhà họ Diệp một chút xíu thôi. Thực lực yếu nhất đương nhiên là Tô Hồng Mị, sức chiến đấu xếp hạng cao cơ bản chỉ có một mình Trần Triệu Dương, còn lại đều là một số chiến binh bình thường, còn một vài tên lưu manh. Trần Triệu Dương nhìn lướt qua người nhà họ Diệp và Lý Tam Đa, anh không phát hiện ra cao thủ bên nhà họ Diệp. Nhưng bên Lý Tam Đa lại có một người khiến Trần Triệu Dương có chút ngưng trọng. Có chút thú vị, ở đây lại xuất hiện một võ giả bán bộ thiên tiên, Trần Triệu Dương nhìn người đàn ông có làn da hơi ngăm đen, toàn thân toát ra khí chất lãnh đạm vô tình, đây hẳn là chỗ dựa của Lý Tam Đa. Thái độ của Lý Tam Đa đối với người này rất tôn trọng, hẳn ta không giống người được mời đến mà cứ như đại ca của Lý Tam Đa vậy. Một võ đài cực lớn được dựng lên ở quảng trường trung tâm của Sơn Trang Cảnh Vân. Chiều dài và rộng 50 mét, được làm bằng đá cẩm thạch cứng. Lực lượng của ba bên đứng vây quanh võ đài, mặt chính trên đó có ba chiếc ghế. Chiếc ghế đó dành cho ai ngồi vậy, Trần Triệu Dương? Chỉ vào ba chiếc ghế phía trên và hỏi. Đó là giám khảo của đại lần này, ba người đó là, Cố Kiến Trung Cố Lão, Giang Phong Á nhà họ Giang, Đàm Hạc Minh nhà họ Đàm. Tô Hồng Mị giới thiệu cặn kẽ cho Trần Triệu Dương nghe. Trần Triệu Dương không ngờ ông cụ Gố lại là giám khảo cho đại hội lần này, đây chẳng phải là hội nghị của các thế lực ngầm sao. Ông cụ Cố tham gia có thật sự thích hợp không? Ông cụ Cố tại sao lại tham gia làm giám khảo vậy? Trần Triệu Dương có chút tò mò. Ông cụ Cố ở thành phố Nam Hải mặc dù không phát triển các thế lực, nhưng nghe nói ông ấy xuất thân cao quý, thế nên ở thành phố Nam Hải chúng ta vẫn rất có uy tín. Tô Hồng Mị lại giải thích cho Trần Triệu Dương tường tận về từng người một. Nghe lời của Tô Hồng Mị, Trần Triệu Dương mới hiểu ra, thế nào kỹ thuật của ông cụ Cố lại phi phàm đến vậy. Rất nhanh, ba giám khảo cũng bước lên võ đài. Không cần nói Trần Triệu Dương cũng nhận ra ông cụ Cố, còn hai vị trưởng lão còn lại, theo như Tô Hồng Mị nói thì là Giang Phong Á và Đàm Hạc Minh, hai người này cũng là nhân vật quyền cao chức trọng ở thành phố Nam Hải. Ông cụ Cố vừa nhìn thấy một người rất quen mắt, vừa ngồi vào ghế thì chợt nhận ra đó là Trần Triệu Dương. Xem ra anh cũng đến để tham gia đại hội lần này, nhưng nhìn thế lực của anh thì có chút đáng lo ngại. Ông cụ Cố với tư cách là giám khảo, đương nhiên sẽ không trắng trợn chào hỏi Trần Triệu Dương, nếu không mọi người sẽ nói ông không công bằng. Sau khi ba giám khảo thảo luận xong, quy tắc của đại hội lần này sẽ được quy sửa đổi như sau. Vì muốn chấm dứt sự hỗn loạn trong thế giới ngầm ở thành phố Nam Hải, chúng ta cần tìm một người đứng đầu mạnh mẽ nhất, vì vậy chỉ có một quy tắc, người chiến thẳng sẽ là vua. Sau khi mọi người ngồi vào các vị trí tương ứng, Giang Phong Á đứng lên và nói lớn. Ý gì vậy, tôi không hiểu. Không biết nữa. Ngay sau khi Giang Phong Á tuyên bố xong luật chơi, một số người bắt đầu lên tiếng bần tán, rõ ràng là họ không hiểu lắm về câu nói người thẳng làm vua.
Yên lặng, Giang Phong Á lập tức hét lên. Khi lời nói của ông ta vang lên, cuộc thảo luận của mọi người mới dừng lại. Dù sao thì Giang Phong Á và Đàm Hạc Minh đã hoạt động ở thành phố Nam Hải nhiều năm, cộng thêm thế lực của họ ở đây cũng được hình thành từ ngay ngày đầu, thế nên mọi người vô cùng tin tưởng. Giang Phong Á rất hài lòng với thành quả mà mình đạt được, ông ta lập tức nói, người thắng cuộc chính là vua, là người có thể đứng đến cuối cùng, cũng là người có thể thống trị toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Nam Hải. Cái gì? Nghe xong lời của Giang Phong Á, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó lập tức láo loạn. Vậy không phải là đại loạn sao? Hừ, cái gì mà người thắng sẽ là vua, đây khác gì với đấu trường La Mã chứ? Tôi lại nghĩ biện pháp này rất tốt, không phải là một người có sức chiến đấu mạnh mẽ thì làm sao có thể làm những thế lực ngầm này tin phục chứ? Có người phản đối, đương nhiên cũng có người đồng ý. Sau khi nghe được quy tắc này, Trần Triệu Dương liền bật cười. Anh vốn dĩ còn lo lắng quy tắc sẽ là dạng các bên cử ra vài người, đánh một vài ván, thẳng vài trận. Nói cho cùng thì nhân lực trong tay Tô Hồng Mị là thiếu hụt nhất, mà quy tắc hiện giờ chính là kiểm tra sức chiến đấu cao cấp. Sắc mặt nhà họ Diệp và Lý Tam Đa lại đột ngột thay đổi, đặc biệt là nhà họ Diệp, phải biết rằng nhà họ Diệp cũng chỉ có mình ông cụ là có lực chiến đấu cao siêu, những người khác căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng bản thân nhà họ Diệp sẽ không tham gia loại so tài này. Huống hồ là ông cụ Diệp. Lý Tam Đa lại cười khổ trong lòng, xem ra lần đại hội này thực sự là không dễ dàng vượt qua. Nếu như hắn ta không mời Thái Vinh tới thì sợ rằng bản thân sẽ phải chịu tổn hại nghiêm trọng. Mặc dù Giang Môn thâm nhập vào Nam Hải, hắn ta sẽ trở thành một tên bù nhìn, nhưng ít nhất so với việc bị phơi xác. Đầu đường vẫn tốt hơn. Sau khi quy tắc được tuyên bố, mặc dù các thế lực nổi lên rất nhiều tâm tư nhưng không ai dám phản đối quy tắc do ba giám khảo đặt ra. Em trai nhỏ, cậu cảm thấy liệu có được không? Nếu như không được, từ bỏ cũng không sao, Tô Hồng Mị lập tức nhìn hướng Trần Triệu Dương, giọng nói nhu hòa. Quy tắc này vừa có điểm tốt vừa có điểm xấu nhưng có một điểm vô cùng chắc chắn, chính là tính nguy hiểm vô cùng lớn, chung quy loại chiến đấu hỗn loạn này căn bản không có quy tắc, xuất hiện thương vong là rất bình thường. Cô ta không hy vọng Trần Triệu Dương sẽ xảy ra chuyện. Chị Mị, một người đàn ông không thể thừa nhận rằng mình không được. Nếu chị thực sự muốn biết tôi có được hay không, cứ thử một chút là biết. Trần Triệu Dương vừa nghe Tô Hồng Mị nói vậy, liền khế cười trêu ghẹo. Bị Trần Triệu Dương trêu chọc, Tô Hồng Mị không những không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn quét qua một ánh mắt, ghé vào bên tai anh nói, được, vậy tối nay tới chỗ tôi đi. Bị Tô Hồng Mị buông lời trêu ghẹo bên tai như vậy, Trần Triệu Dương trong giây lát cảm thấy cả người giống như bị một luồng điện xẹt qua, anh vội vàng kéo ra khoảng cách với cô ta. Khụ khụ, chị Mị, không cần đâu, tôi là người đã có vợ. Khuôn mặt Trần Triệu Dương đỏ bừng, rõ ràng anh không thể chịu nổi sự tấn công đầy mê hoặc của Tô Hồng Mị. Trong lòng Tô Hồng Mị lại có phần mất mát, tại sao ông trời lại không để cô ta gặp được một người đàn ông như anh? Nam Cung Yến đúng là thật may mắn. Mặc dù có chút hâm mộ Nam Cung Yến nhưng nhớ tới việc người đàn ông này hiện tại cũng đang vì mình mà liều mạng, tự nhiên cô ta cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người xem ra đều không có ý kiến gì, nếu đã như vậy, xin mời các tuyển thủ thuộc các bên tham gia đại hội lần này tiến lên sân khấu, Giang Phong Á thấy không có ai ra mặt phản đối liền mở miệng nói. Những người đang có mặt nghe được lời này, tất cả đều bắt đầu bố trí nhân lực. Bên Lý Tam Đa lên đầu tiên với 10 tuyển thủ. Mặc dù nói là không có quy tắc nhưng lại có quy định về số lượng người tham gia chiến đấu, mỗi bên tối đa 10 người. Suy cho cùng nếu lượng người quá lớn, cho dù sức chiến đấu có cao thì sợ rằng cũng sẽ có lúc cạn kiệt sức lực. Nhà họ Diệp cũng phái ra 10 người, dù không có sức chiến đấu cao như ông cụ Diệp nhưng nhà họ có tiền. Thời đại này có tiền mua tiền cũng được, chỉ cần đủ tiền, có rất ít chuyện là không làm được. Bởi vậy, 10 người của nhà họ Diệp, toàn bộ đều là võ giả. Hơn nữa rất nhiều người đều là sơ nhập hậu thiên, trong đó còn có hai người đã đạt tới trình độ hậu thiên tiểu thành. Mà Tô Hồng Mị bên này cũng chuẩn bị 10 người, mặc dù cao thủ mà cô ta mời tới đã bị Lý Tam Đa lôi kéo mất, nhưng cũng không thể không chuẩn bị gì. Được rồi, đừng để bỏ họ lên nữa, mình tôi là đủ rồi, để không tăng thêm thương vong, Trần Triệu Dương thấy 10 người mà Tô Hồng Mị đã chuẩn bị này, liền cau mày nói. 10 người này sức chiến đấu hơn hẳn người thường. Nhưng người mà họ phải đối mặt toàn bộ đều là võ giả, nếu tham gia đơn giản chỉ là gia tăng thương vong vô ích mà thôi. Vẫn nên để họ đi cùng cậu, cũng thuận tiện hỗ trợ, nhìn người đối diện, Tô Hồng Mị lại bắt đầu lo âu.
nếu không nắm chắc, tôi sẽ không ôm đồm, yên tâm đi, giao cho tôi, Trần Triệu Dương lắc đầu tỏ vẻ phản đối. Được, mấy người các anh đừng đi nữa, Tô Hồng Mị trầm giọng ra lệnh, sau đó gật đầu. Dù một số người trong lòng không phục nhưng họ vẫn nghe theo lời của Tô Hồng Mi. Ngược lại có hai người tâm phúc của cô ta đã từng được chứng kiến thực lực của Trần Triệu Dương cũng không có ý kiến nào khác. Trần Triệu Dương bước nhanh về phía sân khấu. Lý Tam Đa và nhà họ Diệp thấy phe Tô Hồng Mị lại chỉ có một người, lập tức tất cả đều bật cười. Tình huống gì đây, Tô Hồng Mị bên kia chỉ cử ra một người, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Tôi thấy Tô Hồng Mị căn bản là không có người dùng, việc cử một người lên cũng chỉ là đối phó qua loa mà thôi. Hai, người phụ nữ Tô Hồng Mị này xem ra sắp xong rồi. Ai bảo một người đàn bà như cô ta còn muốn tranh giành vị trí vua thế giới ngầm chứ? Thật không biết một phư vật như Tô Hồng Mị này, cuối cùng sẽ trở thành người phụ nữ của ai đây? Hầu như tất cả mọi người đều bả đầu thảo luận, căn bản không có người nào xem trọng phe của Tô Hồng Mị. Chỉ có ánh mắt hai người Diệp Sùng Hoan và Diệp Sùng Minh nhìn hướng Trần Triệu Dương mang theo một tia ngưng trọng, nhưng sau khi thấy thái vinh của Giang Môn cũng tiến lên, biểu cảm trên mặt hai người họ mới dịu đi một chút. Anh cả, bố lúc nào thì xuất quan, có thể bắt kịp đại hội lần này không? Diệp Sùng Hoan có phần không cam lòng hỏi. Dựa theo chiều hướng hiện giờ, e rằng bên giành được vị trí đầu tiên chắc chắn sẽ không phải là nhà họ Diệp bọn họ. Tôi cũng không biết, nhưng trước đó bố đã truyền lời, nói là vẫn cần một ít thời gian, hoặc là hiện tại bố đã đột phá rồi, chỉ là đang củng cố lại cảnh giới, trong mắt Diệp Sùng Minh lóe lên một tia dữ tợn. Trên sân khấu, mọi người đã ổn định chỗ đứng. Sau khi họ thấy bên Tô Hồng Mị chỉ phái ra một người, toàn bộ đều đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn họ đều muốn nhéo quả hồng mềm là Trần Triệu Dương này. Trong đó đặc biệt là hai người bị Lý Tam Đa lôi kéo đi, lại càng vui mừng không thôi. May mắn là họ được chiêu dụ đi, nếu không chắc chẳng còn mặt mũi nhìn ai mất. E rằng đến lúc đó không chỉ là mất mặt mà ngay cả tính mạng nói không chừng cũng sẽ không đảm bảo nổi. Một đám rác rưởi mà thôi, nhanh cút xuống đi, đừng để tôi phải ra tay, nếu không, tôi sẽ khiến các người biết được thế nào là tuyệt vọng. Đúng lúc này, Thái Vinh mặc đồ đen bước ra với vẻ mặt lãnh đạm. Hắn ta căn bản không có chút hứng thú nào với đại hội lần này, nếu không phải là ông cụ đích thân mở miệng bảo. Hắn ta tới thì hắn ta cũng không muốn tới đây. Xét cho cùng ai ai cũng biết thực lực của võ giả Nam Hải là yếu nhất. Tuy nhiên hắn cũng hy vọng thông qua lần này để chứng minh thực lực của bản thân. Vốn dĩ người của nhà họ Diệp còn muốn đào thải Trần Triệu Dương trước nhưng lời này của Thái Vinh lại khiến họ không thoải mái. Nhóc con, nói trước bước không qua, trong số những người thuộc phe nhà họ Diệp bước ra một cường giả sơ nhập. Hậu thiên, lạnh lùng nhìn Thái Vinh nói. Chỉ là một tên sơ nhập hậu thiên rác rưởi mà thôi, nếu anh đã không phục vậy thì lăn tới đây chịu chết đi. Thái Vinh vẫn là biểu cảm hờ hững như cũ, tùy ý liếc người kia một cái, như đang nhìn rác rưởi. Trần Triệu Dương cũng lắc đầu, phải biết rằng Thái Vinh này, tuy rằng thực lực không bằng anh nhưng cũng là bán bộ tiên thiên, mà tên kia cũng chỉ là sơ nhập hậu thiên. Căn bản không thể giành được phần thắng. Khi võ giả hậu thiên kia nghe thấy điều này, khuôn mặt của anh ta tức khắc đỏ bừng vì tức giận. Phải biết rằng, sơ nhập hậu thiên mặc dù không thể so sánh với tiên thiên nhưng cũng đã tu luyện được ra ám kình, cũng có nghĩa là với thực lực của họ thì người bình thường đã không thể sánh bằng. Hơn nữa, ở ngoài kia anh ta đến đâu cũng nhận được sự hoan nghênh cùng tôn kính, đã lúc nào đã phải chịu tức giận đến vậy. Muốn chết, anh ta đột ngột dậm chân xuống. Cả người giống như một quả đạn pháo mạnh mẽ lao thẳng về phía Thái Vinh. Phiến đá anh ta vừa giẫm lên lập tức nứt vỡ, điều này khiến mọi người trên khán đài phải hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây chính là uy lực của võ giả, dù cho bọn họ đều là người giàu có, nhưng loại sức mạnh này cũng khiến cho bọn họ phải ghen tị không thôi. Những người tham gia phe nhà họ Diệp đều nhìn Thái Vinh với ánh mắt như đang xem kịch, rõ ràng họ đều biết thực lực của võ giả hậu thiên này. Theo bọn họ thì e rằng tên nhãi con ngông cuồng này phải chịu cảnh thê thảm rồi. Cút, đối diện với công kích của người này, Thái Vinh chỉ hơi giơ tay lên, dương nắm đấm đón lấy. Bùm! Trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người, võ giả hậu thiên khí thế hào hùng giống như thần lực vô hạn kia trực tiếp. Bị một quyền đánh bay, nặng nề nện xuống nền đất làm bằng đá phiến. Sàn đá cẩm thạch cực kỳ cứng chắc cứ như vậy bị đụng thành một cái hố hình người. Mà võ giả hậu thiên kia miệng không ngừng nôn ra máu tươi, tiếp đó thì không động đậy nữa. Xoẹt xoẹt. Chứng kiến một màn này, ai nấy đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc, ánh mắt nhìn Thái Vinh bắt đầu trở nên kinh hoàng.
mà trong lòng những người nhà họ Diệp cũng giật thót, không còn ai dám trêu chọc tới Thái Vinh nữa, cho dù hai võ giả hậu thiên tiểu thành kia lúc này cũng là vẻ mặt đầy căng thẳng. Tuy nhiên họ đã nhận tiền của nhà họ Diệp, cũng không dám không ra sức liền bỏ chạy, dẫu sao nhà họ Diệp cũng không dễ chọc tới. Giết, những người bên phía Lý Tam Đa thấy Thái Vinh triển khai ra uy lực thần kỳ thì khí huyết ngút trời, lập tức lao về phía đám người nhà họ Diệp. Trong nháy mắt người của Lý Tam Đa và nhà họ Diệp lao vào hỗn chiến. Về phần Thái Vinh, hắn không có hứng thú với loại chiến đấu này. Mà Trần Triệu Dương cũng không tham gia, anh chắp tay. Sau lưng đứng đó, nhàn nhạt nhìn trận chiến đang diễn ra trên sân. Đương nhiên có người muốn thừa nước đục thả câu, tưởng rằng Trần Triệu Dương là quả hồng mềm, chỉ là ngay. Khi những người này đến gần liền bị một cước của anh đá bay ra ngoài. Thái Vinh vốn đứng ở một bên, hắn ta khá coi thường trận đấu như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương, trong mắt hắn ta lộ ra vẻ tò mò. Bởi hắn ta vậy mà nhìn không thấu người này, mà bình thường nếu như nhìn không thấu thì người đó hoặc là trước kia chưa từng tu luyện hoặc là có thực lực mạnh hơn hẳn ta. Chậm quá, mau kết thúc đi, Thái Vinh nhìn cuộc chiến không thể dứt ra nổi của những người này thì liền cau mày, hắn ta không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Trong khoảnh khắc bóng dáng của Thái Vinh lóe lên, trực tiếp đến trước mặt người của nhà họ Diệp, một chân quét sạch tất cả ra ngoài. Vẻ mặt của Diệp Sùng Minh và Diệp Sùng Hoan cùng những người khác nhất thời trở nên rất khó coi, rõ ràng họ không ngờ tới người đầu tiên bị bật khỏi sân đấu lại là nhà Diệp bọn họ. Anh Thái, chỉ còn lại vài người, chúng ta ra tay thôi, hai người bị Lý Tam Đa dùng số tiền lớn chèo kéo đi lúc này lại muốn khoe khoang thành tích. Suy cho cùng thì số tiền mà hai người họ nhận được cũng nhiều hơn so với những người khác. Nếu bọn họ không gây dựng được chút chiến tích nào, e rằng cũng khó nói. Đừng sốt ruột, hai người đánh trận đầu. Những người khác cũng cùng lên đi, để thăm dò kỹ thuật của hắn ta thế nào, Thái Vinh trầm giọng nói. Nghe được lời này, hai người kia dẫn theo những người khác vây quanh Trần Triệu Dương, ai nấy đều hầm hè nóng lòng muốn thử. Hà tất phải vậy, một đám rác rưởi mà thôi, không bằng hai người chúng ta một ván quyết định thắng bại, thế nào, trên mặt Trần Triệu Dương lộ ra nụ cười. Nhìn Thái Vinh mà nói. Muốn tôi ra tay, vậy thì đánh bại họ đi. Được, vậy đợi tôi 5 giây, Trần Triệu Dương bật cười. Những người kia nghe vậy lập tức bùng cháy lửa giận, điên cuồng công kích về phía anh. Một, thân hình Trần Triệu Dương chợt lóe, một chân hung mãnh đá ra, đồng thời lúc hét lên thì có hai người trực tiếp bị đá bay ra khỏi lôi đài. Hai, khi giọng nói của anh một lần nữa vang lên, hai người nữa đã bị cuốn ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chết lặng. Họ không ngờ tới Tô Hồng Mị chỉ cử ra một người nhưng lại có sức mạnh như vậy, chẳng trách lại chỉ cần một người mà thôi. Lúc này mọi người không dám coi thường người thanh, niên này nữa. Ôi, vẫn ngang ngược như vậy, thật không hổ là người đàn ông mà tôi coi trọng. Tô Hồng Mị thấy dáng vẻ bá đạo vô song của Trần Triệu Dương đôi mắt lập tức lộ ra nét mơ màng. Còn về hai người, cứ ở lại đây đi, Trần Triệu Dương nhìn hai người phản bội kia. Không chút thương xót, một đấm biến họ trở thành người tàn phế. Từng là võ giả vô cùng nở mày nở mặt, so với việc bị giết thì bị người khác phế bỏ càng khó chịu hơn. Ngại quá, người của anh quá tầm thường, còn chưa tới 5 giây, Trần Triệu Dương nhún vai nhìn Thái Vinh nói. Vẻ mặt của Thái Vinh lúc này có chút không vui, không phải vì những người này không đánh bại được Trần Triệu Dương mà bởi nhiều người như vậy đều không thể thăm dò được cảnh giới của anh. Một đám phế vật, Thái Vinh không để tâm tới. Ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương mang thêm phần thưởng thức. Nếu phế vật đều đã được xử lý rồi, có phải là nên đến lượt chúng ta rồi không? Kể từ lần trước cảm nhận được công pháp có phần tiến bộ, Trần Triệu Dương vẫn chưa từng dồn toàn lực ra tay, anh muốn biết thực lực của bản thân hiện giờ rốt cuộc đã đạt tới tầng thứ mấy. Thực lực của tên Thái Vinh này mặc dù không cao nhưng ít nhất cũng sẽ không khiến anh quá nhàm chán. Tôi thấy thực lực của anh không tồi, tôi cho anh một cơ hội thăng tiến. Thái Vinh không vội vã ra tay mà mở miệng nói, phục tùng giang môn, làm việc cho tôi sẽ cho anh. Vinh hoa phú quý mà đời này của anh không bao giờ có thể tưởng tượng được. Cái gì, Lý Tam Đa và người nhà họ Diệp nghe được lời này của Thái Vinh thì sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm. Đặc biệt là nhà Diệp, nếu Trần Triệu Dương thực sự nương nhờ vào giang môn vậy thì e rằng họ sẽ càng không có biện pháp nào đối phó với anh. Mà cả khán phòng và ba vị giám khảo đều sửng sốt. Bởi Giang Môn là một thế lực lớn, không nghĩ tới tên Thái Vinh này lại có thể là người của Giang Môn. Ông cụ Cố có chút lo lắng, bởi theo sự hiểu biết của ông đối với Trần Triệu Dương,
sợ rằng tên nhóc này thà chết cũng sẽ không có khả năng luồn cúi người khác. Này, anh còn đánh nữa hay không? Không đánh thì cút đi, Trần Triệu Dương hơi nhướng mắt, hờ hững nói. Nghe vậy, ông cụ Cố lập tức vỗ trán một cái. Ông biết Trần Triệu Dương sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại nói mà chẳng hề nể nang chút nào như thế, vậy chẳng phải là đắc tội nặng với Giang Môn rồi sao? Thái Vinh đang rất tự tin, nhưng khi nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, sắc mặt của hắn ta lập tức trở nên khó coi. Thằng nhãi, mày có biết câu nói vừa rồi của mày sẽ mang tới rắc rối gì cho mày không? Thái Vinh nói với vẻ mặt âm mưu. Ồ, rắc rối gì, chắc là chọc tới những người như mày chứ gì, Trần Triệu Dương cợt nhả nói. Tao không cho rằng những kẻ như mày là rắc rối, cùng lắm thì chỉ là loại rác rưởi ngoại cỡ mà thôi. Khốn kiếp, nếu mày muốn chết thì tao sẽ cho mày được. Toại Nguyệt, nghe vậy, cơn tức trong lòng Thái Vinh bùng lên. Lại nhải nhiều quá đấy, Trần Triệu Dương hờ hững nói. Chết đi, Thái Vinh cứng đờ mặt lại, sau đó hắn ta lao đi như một tia chớp, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt Trần Triệu Dương, Dương nắm đấm giáng xuống huyệt Thái Dương của anh. Nhanh thật đấy, thấy vậy, những người đứng xem xung quanh đều cất lời trầm trồ. Ngay cả một số người đã học võ lâu năm cũng phải ngạc nhiên, dù sao ngay cả bọn họ cũng không thể có tốc độ nhanh như thế được. Thái Vinh tin rằng cú đấm này của mình có thể đánh bại Trần Triệu Dương, đồng thời khiến anh không đứng lên nổi nữa. Nếu không thể trở thành đệ tử của Giang Môn thì chính là kẻ địch. Từ trước đến nay, tôn chỉ của Giang Môn là tiêu diệt kẻ địch. Trần Triệu Dương ghé người sang một bên, sau đó tung một cú đá thật mạnh vào cạnh eo Thái Vinh, tốc độ nhanh như tia chớp. Thái Vinh không ngờ Trần Triệu Dương lại né được cú đấm của mình nhanh như thế, tiếp đó hắn ta lập tức cảm nhận được nguy hiểm vần quanh. Hắn ta không hề do dự, dùng hai tay chắn cạnh sườn. Bịch! Tiếng va chạm vang lên, hai tay của Thái Vinh chặn lại cú đá của Trần Triệu Dương. Thái Vinh lùi về sau mấy bước liền, còn Trần Triệu Dương thì vẫn đứng im tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều phải giật mình. Bọn họ đều không ngờ là Trần Triệu Dương có thể đương đầu được với Thái Vinh, trông thì có vẻ như Thái Vinh còn yếu thế hơn nữa. Lúc này, vẻ mặt của Diệp Sùng Minh và Diệp Sùng Hoan thay đổi liên tục. Bọn họ biết thực lực của Trần Triệu Dương, nếu Trần Triệu Dương thật sự đánh bại và thậm chí là giết chết Thái Vinh thì có lẽ sẽ là một chuyện tốt. Bởi vì như vậy thì có thể ngăn cản sự phát triển của Giang Môn ở thành phố Nam Hải. Đồng thời, nếu ông cụ Diệp của bọn họ thuận lợi xuất quan thì vẫn có thể áp chế Trần Triệu Dương, như vậy thì bọn họ sẽ thống nhất được thế lực ngầm ở Nam Hải, đến lúc đó bọn họ sẽ là bá chủ của Nam Hải thật rồi. Còn Tô Hồng Mị thì đang vô cùng lo lắng, đến lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hình như thực lực của cậu trai trẻ này lại tăng lên rồi. Vốn dĩ những người đằng sau Tô Hồng Mị đều cảm thấy không cam lòng khi Trần Triệu Dương đi tham gia đại hội một mình, bây giờ nhìn thấy cảnh này, ai cũng phải phục sát đất. Những người lên sàn đấu lúc trước đều có thực lực cao cường, bọn họ mà lên thì chắc là sẽ bị đánh bay xuống dưới nhanh thôi, không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Mới chớp nhoáng như thế mà Trần Triệu Dương và Thái Vinh đã đánh được mấy chục chiêu rồi. Trông Trần Triệu Dương rất thảnh thơi nhàn nhã, còn Thái Vinh thì ngược lại, hơi thở hỗn loạn, vẻ mặt căng thẳng. Nhìn đến đây, Lý Tam Đa lập tức siết chặt bàn tay. Hắn ta không ngờ rằng đã đầu quân vào Giang Môn rồi mà vẫn không thể đạt được tâm nguyện thống nhất thế lực ngầm ở Nam Hải. Chính mày đã ép tao đấy, Thái Vinh biết cứ đánh như vậy thì sớm muộn gì hắn ta cũng thua, thế là hắn ta đụng độ một chưởng với Trần Triệu Dương rồi gắn giọng nói. Ồ, còn tuyệt chiêu gì nữa thì tung ra đi, nếu không thì tao sợ là mày sẽ không còn cơ hội nữa đâu, Trần Triệu Dương hơi sửng sốt, sau đó thản nhiên nói. Ngông cuồng, khuôn mặt của Thái Vinh đỏ lên. Sau đó hắn ta thét dài, khắp người tản ra một khí thế đáng sợ. Anh ta dùng bí kỹ rồi, như thế thì sẽ làm giảm tiềm lực võ học đấy, xung quanh có không ít người học võ, ít nhiều gì cũng nhận ra thứ mà hắn ta đang sử dụng, vì thế rất nhiều người đứng bật lên và nói trong sự khiếp sợ. Anh ta điên rồi sao? Tuy rằng bí kỹ như vậy rất lợi hại, nhưng hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, bởi vì nó sẽ làm tiêu hao tuổi thọ hoặc là tiềm năng võ học. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương hơi khựng lại. Mặc dù thực lực của anh bây giờ là thiên tiên tiểu thành, nhưng cho dù đụng phải thiên tiên đại thành thì anh cũng không sợ. Thế nên anh chẳng hề để ý tới bí kỹ của Thái Vinh. Chiêu này có tên là huyết sát chưởng, nếu mày có thể đỡ được thì coi như tao thua, vẻ mặt của Thái Vinh âm trầm tột độ, bởi vì thi triển ra chiêu này thì có lẽ hẳn ta sẽ phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới khôi phục được. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là thiên phú võ học của hắn ta cũng sẽ giảm đi.
nếu không có các bảo vật bên ngoài tác động vào thì e rằng thực lực của hắn ta sẽ dừng lại ở đây. Nếu mày không đỡ được thì chứng tỏ mày tận số rồi, trên mặt Thái Vinh mang theo nét điên cuồng. Ép hẳn ta phải thi triển ra chiêu này thì chẳng khác nào chặn đứng con đường võ học của hẳn ta, thù này không đội trời chung. Vậy nên hắn ta không hề nghĩ tới chuyện giữ lại mạng sống cho Trần Triệu Dương. Thái Vinh đột ngột tung ra một chưởng về phía Trần Triệu Dương. Dấu ấn bàn tay đỏ lừ hiện lên không trung, bủa vây lấy Trần Triệu Dương. Cảm nhận được sát ý và sự điên cuồng của Thái Vinh, Trần Triệu Dương thản nhiên lắc đầu, ngón tay chậm rãi bản ra một cái. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn dấu ấn bàn tay đỏ rực kia với vẻ mặt không dám tin. Con người có thể thi triển ra thứ này được sao? Đến khi nhìn sang Trần Triệu Dương, đối mặt với chiêu thức khủng khiếp đến thế mà anh chỉ vươn một ngón tay ra. Đang làm trò hề đấy à? Dùng tính mạng để làm trò hề hay sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Hồng Mị siết chặt bàn tay, vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng. Cưng tuyệt đối đừng gặp bất trắc gì đấy nhé. Hoàng Tuyền chỉ. Trần Triệu Dương hô khế một tiếng, ngón tay vô cùng bình thường ấy bản ra. Dấu ấn ngón tay ấy đụng mạnh vào dấu ấn bàn tay của Thái Vinh. Đoàng. Một tiếng vang đinh tai vọng tới, khu vực giữa võ đài nổ tung, làn khói mịt mù lập tức bao phủ bốn xung quanh. Rốt cuộc là ai thăng vậy? Không biết, đã nhìn thấy gì đâu. Tôi thấy Thái Vinh thẳng chắc rồi. Tôi cũng cảm thấy thế, chiêu ấy của Thái Vinh khủng khiếp quá. Nhìn đến đây, tất cả mọi người be đầu suy đoán, hiển nhiên bọn họ đều quan tâm xem rốt cuộc ai là người chiến thắng. Chẳng bao lâu sau, lớp khói dần tản đi, một bóng người xuất hiện trong hố. Mọi người tập trung nhìn sang mới phát hiện ra đó là Thái Vinh. Chỉ có điều lúc này trông Thái Vinh khá thê thảm, quần áo rách tung tóe, máu tươi chảy ra khắp người. Thái Vinh thắng rồi. Tôi biết mà. Thắng nhóc kia đâu. Thấy vậy, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Ông cụ Cố và Tô Hồng Mị lập tức thay đổi sắc mặt, có thể nói rằng trong số những người ở đây, chỉ có bọn họ là thực sự muốn Trần Triệu Dương thắng, nhưng tình hình lúc này khiến tâm trạng của bọn họ vô cùng nặng nề. Khụ khụ. Đúng lúc này, Thái Vinh bỗng ho ra máu, sau đó cơ thể hẳn ta khẽ lung lay rồi quỳ phịch xuống mặt đất. Giám khảo, bây giờ đã tuyên bố ai là người mạnh nhất được chưa? Nhìn đến đây, Lý Tam Đa lập tức mừng rỡ, hắn ta đứng dậy và nói với ba giám khảo. Ông cụ Cố không nói gì cả, chỉ có điều vẻ mặt hơi trầm xuống. Giang Phong Á cũng hơi cao có, dù sao Trần Triệu Dương cũng từng quen biết với nhà họ Giang mà. Lúc này, Đàm Hạc Minh nhìn hai người còn lại, trầm mặc giây lát rồi đứng lên nói, tiếp theo tôi xin tuyên bố, người giành chiến thắng trong đại hội Nam Hải lần này là. Lý Tam Đa lập tức bước tới khu vực giám khảo, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hiển nhiên là hẳn ta cho rằng danh hiệu người mạnh nhất trong đại hội Nam Hải lần này thuộc về mình chắc rồi. Mà ở trên khu vực khán đài, lúc này Giang Viễn Trinh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng hắn ta sắp sợ vỡ mật luôn rồi. Có đánh chết hắn ta thì hắn ta cũng không ngờ rằng một công nhân viên chức bình thường lại có thực lực mạnh đến thế. Nếu thằng nhãi ấy mà đánh hẳn ta thì hẳn ta tiêu đời. May mà thằng đó đi đời nhà ma rồi, nếu không thì hắn ta sẽ phải chạy trốn mất thôi. Đợi đã nào, tuyên bố luôn bây giờ có phải hơi sớm rồi không? Ngay lúc giám khảo sắp tuyên bố kết quả cuối cùng, một giọng nói hờ hững vọng tới. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Sau khi làn khói hoàn toàn biến mất, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu ta chẳng sao hết. Đúng thế, người vừa xuất hiện chính là Trần Triệu Dương. Lúc này quần áo của anh vẫn sạch sẽ chỉnh tề, không hề có vẻ gì là nhếch nhác sau một cuộc chiến khốc liệt cả. Tiêu đời, mình sắp gặp hạn rồi, nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện ấy. Giang Viễn Trinh run lên, chỉ cúi găm mặt xuống. Lúc trước hắn ta muốn Lý Tam Đa giúp mình dạy cho Trần Triệu Dương một bài học, may mà không gây ra hậu quả gì, nếu không thì hắn ta đi tong thật ấy chứ. Sao mày lại không bị thương, trong mắt Thái Vinh chỉ toàn sự kinh hoàng và không dám tin. Hắn ta nhất quyết không tin Trần Triệu Dương vẫn bình yên vô sự sau tuyệt chiêu cuối cùng của mình, điều này không hợp lý chút nào. Trưởng ấy cũng khá đó, tiếc là uy lực hơi kém. Trần Triệu Dương nhìn hẳn ta rồi thong thả nói. Đúng thực là bí kỹ của Thái Vinh khá đáng gờm, vốn dĩ hẳn ta chỉ là thiên tiên nửa vời, nhưng sau khi thi triển bí kỹ, hắn ta đã đạt tới thực lực của võ giả thiên tiên. Nhưng như thế vẫn chẳng là gì với Trần Triệu Dương. Sau khi đụng độ một chiêu với Thái Vinh, Trần Triệu Dương lập tức rời khỏi phạm vi sóng năng lượng tỏa ra, vậy nên mới không bị thương.
nhưng Thái Vinh thì không may mắn được như thế, hẳn ta đứng giữa khu vực bộc phát năng lượng, tất nhiên là sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, Thái Vinh tức đến mức suýt thì hộc máu. Hẳn ta đã dùng đến chiêu thức có thể coi là liều mạng rồi, vậy mà thằng danh này còn nói là uy lực hơi kém, thế thì làm sao không tức cho được. Mày dám cản trở kế hoạch của Giang Môn bọn tao thì sẽ chết thảm làm đấy. Không chỉ mày, mà ngay cả những người bên cạnh mày cũng khó mà thoát được, vậy nên tốt nhất là mày hãy nhận thua luôn bây giờ đi, nếu không thì những gì tao vừa nói đều sẽ trở thành hiện thực. Lúc này Thái Vinh đang vô cùng căm hận Trần Triệu Dương, nếu hẳn ta thất bại trở về thì chẳng thể chứng minh thực lực của mình được. Đến lúc đó, chắc chắn mấy lão già kia sẽ lấy cái cớ này để tước đoạt quyền lực của hẳn ta, ngay cả ông cụ cũng không thể ngăn cản được. Hắn ta tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Mày nói cái gì? Trần Triệu Dương đột nhiên sầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn Thái Vinh. Hơi thở giết chóc tản ra từ người anh. Phải biết rằng khi xưa Trần Triệu Dương chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, đã từng tiêu diệt không ít người. Lúc này sát khí bộc phát ra, ập về phía Thái Vinh. Cảm nhận được sát khí hừng hực trên người Trần Triệu Dương, trái tim Thái Vinh lập tức run lên. Phải giết bao nhiêu người mới có được sát khí như thế này đây? Có thể nói là không ai có thể ngăn cản được ấy chứ. Nghĩ tới Giang Môn đằng sau mình, Thái Vinh bắt đầu lấy lại sự tự tin. Thằng nhãi, tao thừa nhận là thiên phú của mày rất tốt, hơn nữa còn có thực lực mạnh mẽ, nhưng mày phải biết rằng thực lực của mày chẳng là cái thá gì với Giang Môn bọn tao cả. Chỉ vì cái danh bá chủ thế giới ngầm của Nam Hải mà đắc tội với Giang Môn chúng tao thì không sáng suốt chút nào. Vậy nên bây giờ mày nhận thua thì tao sẽ bỏ qua cho. Mày, càng nói, Thái Vinh càng cảm thấy tự tin. Tao bảo mày lặp lại những gì vừa nói một lần nữa, Trần Triệu Dương như cười như không nhìn Thái Vinh. Thằng danh, đừng có không biết điều. Nhận thua mau lên, nếu không thì mày và những người bên cạnh mày đều sẽ gặp vận rủi. Lúc này Thái Vinh đã hoàn toàn bình thường trở lại rồi, không còn sợ hãi gì nữa. Mày có biết không, điều mà tao ghét nhất là lấy người bên cạnh tao ra để uy hiếp tao, và rất không may là mày đã đụng chạm vào điều cấm kỵ của tao rồi. Trần Triệu Dương nhìn Thái Vinh như đang nhìn người chết, anh chậm chậm bước về phía hẳn ta. Ông cụ Cố là người hiểu rõ Trần Triệu Dương nhất, ngay khi nghe thấy lời uy hiếp của Thái Vinh, ông đã biết là sắp có chuyện rồi. Ba người bọn họ đứng cách xa như thế mà vẫn có thể cảm nhận được sát khí trên người Trần Triệu Dương. Không ổn rồi, mau ngăn cản cậu ta đi, ba người đang ngồi trên vị trí giám khảo nhìn nhau, ai cũng sợ tái mặt, vội vàng chạy về phía Trần Triệu Dương. Cậu nhóc, mau dừng tay lại, cậu và nhà họ Giang có chút giao tình, tôi nhất định phải khuyên cậu đừng rước họa vào thân, chúng ta không đắc tội với Giang Môn được đâu, Giang Phong Á là người lên tiếng đầu tiên. Làm gì thế hả, các người muốn ngăn cản tôi sao, thấy ba người họ chặn mình lại, Trần Triệu Dương lập tức đanh mặt lại. Mặc dù anh có chút giao tình với nhà họ Giang thật, đồng thời cũng quen biết với ông cụ Cố, nhưng trong tình huống như thế này, anh sẽ chẳng nể nang ai hết. Trần Triệu Dương, Thái Vinh là người của Giang Môn, không thể có mệnh hệ gì được, ông cụ Cố lại lắc đầu rồi cất lời khuyên bảo. Cậu là Trần Triệu Dương đúng không? Tuy rằng cậu là cao thủ thiên tiên, nhưng cậu tuyệt đối không thể động vào. Người của Giang Môn được, Đàm Hạc Minh cũng bước tới chắn trước mặt Trần Triệu Dương. Ba người là giám khảo, trận đấu còn chưa kết thúc mà đã tới ngăn cản, như thế thì còn gì là công bằng nữa, Trần Triệu Dương sẵng giọng nói. Thấy ba giám khảo đột nhiên bước tới, những người xung quanh lập tức xôn xao lên, hơn nữa Trần Triệu Dương còn nói như thế, làm bọn họ bắt đầu nhìn ba giám khảo bằng ánh mắt khác thường. Hai ông à, tôi quay lại trước đây, ông cụ Cố hiểu tính tình và phong cách làm người của Trần Triệu Dương nên không khuyên bảo nữa, trực tiếp quay lại chỗ ngồi của mình. Đàm Hạc Minh và Giang Phong Á thì lại nghĩ khác. Mặc dù gia tộc của bọn họ cũng khá lớn, nhưng chẳng thể sánh bằng nhà họ Diệp được. Thế nên khi biết Thái Vinh là người của Giang Môn, bọn họ nghĩ, dù thế nào cũng không thể đắc tội với Giang Môn được. Hôm nay, bọn họ là giám khảo của trận đấu, nếu người của Giang Môn chết trước mặt bọn họ, vậy thì bọn họ cũng sẽ bị liên lụy, không ai muốn chuyện đó xảy ra. Cậu ấy không còn sức để đánh nữa, trận đấu đã kết thúc. Rồi, bỏ đi, Đàm Hạc Minh và Giang Phong Á liếc nhìn nhau. Sau đó Giang Phong Á lên tiếng. Ồ, vậy sao, nếu thế thì các ông hãy bảo hắn nhận thua đi, như vậy thì tôi sẽ đi. Còn không thì có nghĩa là hai vị giám khảo ngăn cản trận đấu, cuộc so tài này khó mà làm mọi người tâm phục khẩu phục được. Trần Triệu Dương là ai? Anh là người đứng đầu huyết lang,
nếu ngay cả cạm bẫy ngôn từ như thế này mà cũng không nghe ra được thì sống thật uổng phí. Đúng thế, giám khảo gì mà không công bằng gì cả. Tôi thấy bọn họ muốn bợ đít đây mà. Xuyệt, đừng nói linh tinh, giang môn không dễ dây vào đâu. Bọn họ làm được mà chúng ta lại không nói được à? Nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, những người xung quanh bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn hai giám khảo. Thái Vinh cũng nhìn ra được rằng hai giám khảo đang thiên vị mình, hơn nữa hai giám khảo này còn có danh vọng rất cao ở Nam Hải, chắc chắn là Trần Triệu Dương sẽ chẳng dám làm gì hẳn ta, vậy nên hẳn ta càng thêm tự tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhóc con, mau đầu hàng đi, có kéo dài thời gian nữa cũng vô dụng thôi, Thái Vinh lập tức cười điên cuồng, đồng thời móc từ trong túi ra một thứ giống như viên thuốc nhét vào trong miệng, ngang nhiên be đầu chữa thương. Tránh sang một bên, Trần Triệu Dương đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, chỉ thấy trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo, liên tục nói. Thái Vinh này đã phạm vào điều đại kỵ của anh, cho dù là thiên vương đến cũng không ngăn cản được anh. Lúc này Trần Triệu Dương thấy hai vị giám khảo quyền cao chức trọng kia không có ý nhường đường liền nhẹ nhàng đưa tay ra, trực tiếp đẩy hai người họ sang một bên. Hai người bọn họ đương nhiên biết sức mình có hạn, hành động của Trần Triệu Dương là bộc lộ từ ý tốt, không hề làm bọn họ bị thương. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đành bất lực. Mà hai anh em nhà họ Diệp lúc này đang vui mừng không thôi, Trần Triệu Dương này quả nhiên là đem đến cho họ bất ngờ lớn, tình huống rõ ràng như vậy mà anh còn xông lên. Không sợ sẽ bị giang môn tiêu diệt sao? Mà bây giờ, ngay cả hai vị giám khảo cũng không coi ra gì, mặc dù gia tộc hai người đó không tốt làm nhưng lại có mối quan hệ rộng rãi, sợ rằng khi đắc tội họ rồi thì sẽ khó sống tiếp ở thành phố Nam Hải. Đúng là cái thứ không có não. Lúc này, vẻ mặt của Thái Vinh đột nhiên thay đổi, muốn lùi lại, nhưng toàn thân hắn lúc này không còn chút sức lực nào, căn bản không thể di chuyển được. Mày muốn làm gì? Thái Vinh không ngờ Trần Triệu Dương thật sự bất chấp lời nói của hai giám khảo mà muốn ra tay với mình. Bất cứ ai làm sai đều sẽ phải trả giá, Trần Triệu Dương thờ ơ nói, sau đó đến bên cạnh Thái Vinh, hung hãn đá vào chân hẳn một cái. Răng rắc! Hai chân của Thái Vinh trực tiếp bị Trần Triệu Dương đánh gãy, và lại Trần Triệu Dương cũng không cho hắn cơ hội để hồi phục, dứt khoát cắt đứt kinh mạch của hai chân. Thái Vinh vốn đã sử dụng hết sức lực của mình. Bây giờ bị Trần Triệu Dương đánh gãy hai chân liền kiệt sức mà ngất đi. Nhìn thấy Thái Vinh bị đánh gãy hai chân, Giang Viễn Trinh tự nhiên cũng cảm thấy hai chân mình mềm nhũ, vừa rồi còn châm biếm người ta, lát nữa chắc không phải sẽ đến lượt hắn chứ. Trần Triệu Dương, cậu đánh gãy chân của anh ta rồi, Giang Môn bên kia cậu định đối phó thế nào, bọn họ nhất định sẽ không tha cho cậu. Giang Phong Á nhìn thấy hành động của Trần Triệu Dương không nhịn được mà lên tiếng. Hai, thanh niên trẻ người non dạ. Đúng thật là không biết sợ hãi, Đàm Hạc Minh cũng cảm thán. Mặc dù sự hung hãn của Trần Triệu Dương khiến bọn họ có chút không yên tâm, nhưng nhiều người có mặt như vậy, bọn họ cũng không thể không lên tiếng, không thì uy danh của họ vứt đi đâu. Được rồi, việc tôi làm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, sẽ không liên quan gì đến mọi người cả, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn và Giang Phong Á và Đàm Hạc Minh mà nói. Hai người này tuy không có ý thù địch với anh, nhưng bọn họ vẫn rất kiêng nể thế lực của Giang Môn. Thế nên có chút sợ hãi, dù sao ai ai cũng có gia tộc riêng ở thành phố Nam Hải này. Một khi bị liên lụy, đó sẽ là một cuộc khủng hoảng rất lớn. Ông cụ cố nhìn thấy cảnh này thì chợt thở dài, xem ra. Trần Triệu Dương thật sự đã trở thành cái gai trong mắt Giang Môn rồi. Ông biết rằng, Thái Vinh là môn chủ của Giang Môn, con trai ruột của Thái Tu Viễn. Hơn nữa, Thái Tu Viễn chỉ có một đứa con trai duy nhất, có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan. Đặt lên tay sợ bay mất, quý giá không gì sánh bằng. Bây giờ Thái Vinh bị Trần Triệu Dương đánh phế, Thái Tu Viễn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có lo sợ cũng vô ích. Ha ha, Trần Triệu Dương đúng là một thằng ngu, không những đánh bại Thái Vinh mà còn đánh tàn phế người ta. Theo tôi thấy lần này chúng ta không cần phải ra tay nữa, Diệp Sùng Hoan nhìn thấy cảnh này thì bật cười. Không sai, có điều, chúng ta cũng không ngồi đợi Giang Môn ra tay được. Nếu không sẽ không thu hoạch được gì, dù sao nếu nắm được các thế lực ngầm ở Nam Hải sẽ có rất nhiều lợi ích cho nhà họ Diệp. Diệp Sùng Minh lách đầu, biểu thị ý muốn ông cụ Diệp trực. Tiếp đối phó với Trần Triệu Dương. Được rồi, bây giờ có thể công bố người thẳng cuộc cuối cùng của đại hội này rồi chứ, Trần Triệu Dương không đợi bọn họ lên tiếng mà nói thẳng. Hai người giám khảo cùng thở dài và quay trở lại bàn. Ông cụ cố, sự việc lần này khá phiền phức.
ông xem có nên thông báo kết quả không, Giang Phong Á nói với Cố Kiến Trung. Mặc dù hai người họ khá có uy tín, nhưng so với ông cụ Cố thì căn bản không thể so sánh được, thế nên vẫn tham khảo ý kiến của ông ấy. Hai vị này, tôi cảm thấy, nếu đã là tranh đoạt thế lực của thế giới ngầm thì có đổ máu một chút cũng là rất bình thường, nếu vì nguyên nhân này mà không công bố kết quả, vậy thì không thể thuyết phục được đám đông đúng không? Và lại, điều này sẽ khiến uy danh của chúng ta trở nên suy yếu đi rất nhiều. Ông cụ Cố căn bản không đồng ý với đề nghị của hai người họ nên chỉ có thể thuyết phục. Dù sao Trần Triệu Dương cũng đã khiêu khích đến Giang Môn, có thể giúp anh tăng thêm chút sức mạnh nào hay chút ấy, cách làm việc của ông ấy không bảo thủ như Giang Phong Á. Hơn nữa, lời của ông cụ Cố nói cũng có lý. Dù sao ở cái thành phố Nam Hải này, bọn họ cũng là những nhân vật có máu mặt, không thể vì chuyện này mà bị người ta bắt thóp, hơn nữa Giang Môn cũng chưa chắc đã làm khó bọn họ. Bây giờ tôi tuyên bố, người giành chiến thắng cuối cùng trong đại hội Nam Hải hôm nay là Trần Triệu Dương. Ông cụ Cố không đợi hai người kia kịp lên tiếng mà trực tiếp đứng lên nói lớn. Nghe vậy, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Bọn họ biết rằng bả đầu từ ngày hôm nay, thế lực ngầm của thành phố Nam Hải sẽ có một cuộc cải tổ lớn. Những người bên Tô Hồng Mị đều đứng bật dậy, nhiệt liệt hoan nghênh. Trần Gia Uy Võ! Trần Gia Uy Võ! Có người hét lên điên cuồng, suy cho cùng thì người của thế giới ngầm đều tôn sùng kẻ mạnh, mà Trần Triệu Dương đã cho họ thấy phong thái của cường giả là như thế nào. Lý Tam Đa lúc này ngồi bệt xuống đất, hẳn ta biết, lần này mình thật sự xong đời rồi. Hơn nữa, hẳn ta cũng sắp phải đứng đúng hàng ngũ, nếu hắn lựa chọn Giang Môn, e rằng hiện tại sẽ phải đối diện với cơn giận của Trần Triệu Dương. Thế nên, hắn dự định sẽ đầu hàng trước, đợi khi Giang Môn tiến vào Nam Hải rồi mới chọn đầu quân cho bên đó. Nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh này, tuy rằng cảm thấy có lợi cho mình, nhưng ít nhiều vẫn khiến họ có chút không vui. Đi thôi, Diệp Sùng Minh căn bản không có tâm tình ở lại đây, lập tức đứng dậy cùng mọi người đi ra ngoài. Gia chủ nhà họ Diệp xin dừng bước, ngay lúc người của nhà họ Diệp chuẩn bị rời sân, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Sao nào, Trần gia còn chuyện gì khác sao, Diệp Sùng Minh châm chọc nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Trần gia. Diệp gia chủ, hình như ông quên mất chuyện gì đó thì phải, thân hình Trần Triệu Dương lóe lên. Trực tiếp xuất hiện trước mặt người nhà họ Diệp. Tôi chả nhớ gì cả, đừng có cản đường, Diệp Sùng Minh lạnh lùng quát. Hừ, huyết hồ, ông thật sự không biết cái tên này sao, Trần Triệu Dương nói. Cái gì? Khi nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, vẻ mặt Diệp Sùng Minh và Diệp Sùng Hoan đột nhiên trở lên vô cùng khó coi. Hèn gì không có chút tin tức nào của huyết hồ, bọn họ cứ tưởng rằng huyết hồ vẫn chưa ra tay, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì e rằng bọn họ đã thất bại rồi. Khán giả xung quanh lúc này đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm vào bọn họ, hiển nhiên còn có tin tức bùng nổ gì nữa đây. Cái gì mà huyết hồ, chúng tôi không biết, Diệp Sùng Minh đương nhiên giả ngu, muốn lập tức rời đi. Không biết à, rất sốt, Trần Triệu Dương lấy điện thoại di động trong túi ra, phát một đoạn video. Đó là đoạn video mà Trần Triệu Dương tra tấn, Jerry, từ nội dung của đoạn video có thể thấy, Jerry đã cực kỳ sợ hãi. Là nhà họ Diệp. Bên trong truyền ra một giọng nói, tiếp đó Trần Triệu Dương liền tắt máy. Thật ra lúc đầu, Jerry không có ý định nói ra ông chủ của nhiệm vụ lần này, giọng nói đó là Trần Triệu Dương đã thêm vào sau đó. Cho nên, lúc đầu ông chủ động làm hòa với tôi chỉ là giả thôi đúng không? Trần Triệu Dương thu điện thoại lại, bình tĩnh nói. Thằng nhóc, cậu đừng kiêu ngạo quá, cậu không biết rằng bố tôi chuẩn bị xuất quan sao, ông ấy đã đột phá đến Thiên Tiên Đại Thành rồi. Đừng tưởng rằng cậu có được địa vị vua của thế giới nhầm thì có thể không coi ai ra gì. Diệp Sùng Hoan không chịu được giọng điệu chất vấn của Trần Triệu Dương, lập tức hét lên. Nghe thấy lời nói của Diệp Sùng Hoan, Trần Triệu Dương có chút sửng sốt. Của nhiên anh đã đoán đúng, ông cụ nhà họ Diệp sắp đột phá rồi, nhà họ Diệp nghĩ rằng bản thân có đủ thực lực để trấn áp anh. Sau đó thì sao, Trần Triệu Dương nhìn Diệp Sùng Hoan thờ ơ hỏi. Cậu! Nghe thấy lời này của Trần Triệu Dương, sắc mặt của anh em nhà họ Diệp càng trở nên méo mó. Cậu muốn thế nào? Diệp Sùng Minh ngăn Diệp Sùng Hoan đang muốn nói tiếp lại, hỏi anh. Cũng không có gì quá đáng cả, nghe nói, các người đã chi 200 triệu cho huyết hồ, tôi cũng không cần nhiều, 2 tỷ là được. Trần Triệu Dương giống như đang ban đặc ân gì đó cho họ vậy, hời hợt nói. Ức hiếp người quá đáng, người nhà họ Diệp nghe thấy câu nói này của Trần Triệu Dương lập tức náo động.
tất cả tức giận hắn học nhìn vào Trần Triệu Dương. Đám người xung quanh hóng hớt thì lại càng sững sờ hơn, mở miệng là đòi 2 tỷ, cho dù là doanh nghiệp lớn như nhà họ Diệp cũng không thể nói muốn lấy là lấy ngay được, 2 tỷ chứ có phải 20 tệ đâu. Tôi bắt nạt nhà ông đấy, làm sao? Có ý kiến gì à? Trần Triệu Dương bước lên trước một bước, khí tức bộc phát, hung hãn lao thẳng về phía nhà họ Diệp. Diệp Sùng Hoan và Diệp Sùng Minh là những người đầu tiên chịu đựng cơn bạo kích này, một tiếng trầm đục vang lên, máu bên trong cơ thể họ bắt đầu sôi sục. Thực lực của hai người cũng chỉ ở mức hậu thiên đại thành, đến thiên tiên cũng không phải, làm sao có thể chịu đựng được áp lực của Trần Triệu Dương. Về phần những người còn lại, đương nhiên càng không chịu nổi, tất cả bị đánh lui về sau vài bước. Được lắm, muốn tiền thì 3 ngày sau đến nhà họ Diệp lấy, chỉ sợ cậu không dám thôi, Diệp Sùng Minh biết, hôm nay. Nếu không cho Trần Triệu Dương một lời giải thích, e rằng bọn họ không thể rời khỏi đây. Bọn họ không muốn giống như Thái Vinh, bị Trần Triệu Dương trực tiếp đánh đến tàn phế, đến lúc ấy cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Được, Trần Triệu Dương lập tức gật đầu, sau đó đứng sang một bên nhường đường. Đi, sắc mặt Diệp Sùng Minh vô cùng khó coi, dù sao ở đây nhiều người như vậy, thể diện nhà họ Diệp coi như mất sạch rồi. Mặc dù người nhà họ Diệp đều có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến thực lực của Trần Triệu Dương bọn họ chỉ có thể bấm bụng chịu, nuốt hận vào trong. Tuy nhiên, thông qua gia chủ bọn họ cũng biết được rằng, ông cụ Diệp sắp xuất quan rồi, và lại thực lực còn được nâng lên rất nhiều. Điều đó không có nghĩa là nhà họ Diệp sắp thay xương đổi cốt sao. Dù gì thì tại thành phố Nam Hải này, đừng nói đến thiên tiên đại thành, thiên tiên võ giả cùng lắm cũng chỉ có vài người. Những người xung quanh lúc này đều vô cùng phấn khích. Bọn họ đương nhiên đã đánh hơi thấy một tin tức bùng nổ. Nhà họ Diệp có thể nói là lãnh chúa bá đạo nhất ở thành phố Nam Hải này, bây giờ lại có người muốn thách thức vị trí của họ, quả thực là kích thích quá đi thôi. Vừa rồi bọn họ đương nhiên đã nhìn thấy, đến gia chủ của nhà họ Diệp cũng phải cúi đầu trước Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, vừa nãy cậu bốc đồng quá rồi, đúng vào lúc này, ông cụ cố vẻ mặt tràn đầy lo lắng bước tới trước. Mặt Trần Triệu Dương. Còn về hai người Giang Phong Á và Đàm Hạc Minh, sớm đã rời đi từ lâu ngay sau khi ông cụ cố công bố kết quả. Cho dù tôi không tìm họ thì ông nghĩ họ có tha cho tôi không, đối diện với ông cụ cố, Trần Triệu Dương không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi nữa. Tôi đang nói về Thái Vinh của Giang Môn, phải biết rằng Thái Vinh là con trai của Thái Thu Viễn, con người này không hề đơn giản, từ khi ông ta thành lập ra Giang Môn đến nay, đã rất nhiều năm rồi không có ai dám khiêu chiến với họ cả. Ông cụ cố cũng đoán rằng Trần Triệu Dương sẽ có phản ứng như vậy, có chút bất lực. Cảm ơn cố lão, cho dù là như vậy, lần sau có gặp chuyện tương tự thì tôi vẫn cứ đánh tàn phế hắn, Trần Triệu Dương căn bản không biết thỏa hiệp là gì. Được rồi, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu, xem có thể tìm chút quan hệ giúp hòa hoãn hay không, ông cụ cố. Buồn rầu nói, cảm ơn cố lão, đối với tình cảm này của ông cụ cố, Trần Triệu Dương vẫn luôn biết trân trọng. Ông cụ cố nói xong thì xoay người rời đi. Chị Mị, tôi đi trước nhé, những chuyện còn lại chị tự giải quyết, Trần Triệu Dương không dành về việc tạo dựng quan hệ lắm, bèn giao lại mọi chuyện cho Tô Hồng Mị. Nhìn thấy Trần Triệu Dương rời đi, ánh mắt của Tô Hồng Mị hiện lên một tia buồn bã. Bản thân cô ta chẳng lẽ không đáng để anh yêu sao? Nhưng chẳng mấy chốc, cô ta đã vững vàng trở lại, có thể giúp Trần Triệu Dương chút việc, ít nhất thì cô ta còn có cơ hội gặp lại anh. Những người của thành phố Nam Hải vốn muốn tạo quan hệ với anh nhưng người ta đã rời đi rồi. Tuy nhiên họ đều biết rằng người phát ngôn của Trần Triệu Dương là Tô Hồng Mị, thế nên họ đều tìm đến cô ta. Tiếp đó, Tô Hồng Mị không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác, cô ta bắt đầu nghĩ cách làm thế nào dung hòa các thế lực khác nhau. Trần Triệu Dương làm xong mọi việc liền trực tiếp rời đi. Sau khi ra ngoài anh mới phát hiện, ở đây không có taxi. Nếu biết sớm thì anh đã mượn xe của Tô Hồng Mị rồi. Đi bộ đã hàng dặm, Trần Triệu Dương cũng không thấy bóng dáng chiếc xe taxi nào, điều này làm anh thề rằng, sau khi quay về nhất định phải mua một chiếc xe. Đại ca, sao anh lại ở đây? Đúng lúc này, có một chiếc xe ô tô đi từ phía sau đến, chỉ có điều rất nhanh đã dừng lại, Giang Tử Phong từ trong xe thò đầu ra. Tốt quá, ở đây đến một chiếc taxi cũng không có nữa, nhìn thấy Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương lập tức thở phào một hơi. Anh thật không muốn cứ như vậy mà đi bộ về nhà. Đại ca, ở đây đương nhiên không bả được taxi rồi. Em nghe nói gần đây có một đại hội, đáng lẽ muốn vào xem nhưng kết quả là lúc em đến,
người ta nói đã kết thúc rồi, Giang Tử Phong có chút thất vọng nói. Có gì đáng xem cơ chứ, đi thôi, Trần Triệu Dương chán nản nói. Quả thực, đại hội lần này vốn dĩ có một vài đối thủ khá ok, kết quả trừ Thái Vinh ra, những người khác đã khiến anh quá thất vọng. Hai, thật là tẻ nhạt, đúng rồi, đại ca, anh lợi hại như vậy, có thể dạy em luyện võ với không, Giang Tử Phong bỗng nhiên hỏi. Cậu không phải chỉ cảm thấy hứng thú với đánh bạc à? Từ lúc nào lại muốn luyện võ vậy? Trần Triệu Dương có chút tò mò nhìn Giang Tử Phong hỏi. Khụ khụ, gần đây em đang theo đuổi một cô gái, cô ấy thích luyện võ, Giang Tử Phong ngại ngùng đáp. Tôi thấy không phải là cô ta yêu thích võ thuật mà là cậu đánh không lại cô ta đúng không? Trần Triệu Dương nhìn chăm chằm Giang Tử Phong nói. À, đại ca, rõ ràng như vậy à? Nhìn thấu không nói ra, đại ca, em đã đủ xui xẻo rồi, đừng đả kích em nữa. Giang Tử Phong bỗng chốc mất hết tinh thần, không ngờ lại bị đại ca liếc mắt liền nhìn thấu. Đó là bởi vì trên tay cậu vẫn còn dấu vết thương, Trần Triệu Dương chỉ vào vết bầm tím trên cánh tay cậu ta, bất lực nói. Đại ca, anh có thể dạy em không? Khuôn mặt Giang Tử Phong khổ sở van nài. Dạy cậu cũng không phải là không được, nhưng cậu phải hiểu rằng, một khi cậu cùng tôi tu luyện thì cũng có nghĩa là cậu không còn là người bình thường nữa. Đến lúc đó, rất nhiều việc cậu sẽ không được tự do làm theo ý mình nữa, muốn rút lui cũng không được. Trần Triệu Dương có phần chần chừ, nhưng nhớ tới lần đó bản thân đơn độc đi tìm Diệp Thiên Phàm, chỉ có hai người ông cụ Cố và Giang Tử Phong đứng ra giúp anh, từ giây phút đó anh đã chấp nhận Giang Tử Phong rồi. Đại ca, em nguyện ý, Giang Tử Phong nghe được Trần Triệu Dương có ý không kiên trì nữa, lập tức vui mừng khôn xiết, cuống quýt gật đầu. Cậu ta vốn là một cậu chủ viết không hay. Nắm cầy không thạo của gia tộc, với năng lực hiện giờ của mình, nhà họ Giang sau này căn bản không có phần của cậu ta. Mà sự xuất hiện của Trần Triệu Dương, khiến cậu ta nhìn thấy được một tia hy vọng, chỉ cần ôm chặt đùi của anh, bản thân nhất định sẽ đạt được thành tựu nào đó trong tương lai. Thực ra Trần Triệu Dương thu nhận Giang Tử Phong cũng không phải bởi vì nghĩa khí mà vì anh có thể cảm nhận được, Giang Tử Phong có thiên phú tu luyện, chỉ cần được gia tăng bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện. Đại ca, anh muốn về nhà sao? Sau khi Trần Triệu Dương đồng ý, khuôn mặt cậu ta vẫn tràn ngập sự phấn khích. Về nhà, đừng phấn chấn như vậy, chú ý lái xe, thấy tên nhóc con này có chút quá khích, Trần Triệu Dương chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Vâng ạ, Giang Tử Phong hoàn toàn không có ý tứ bình tĩnh, ngược lại càng thêm hưng phấn. Trần Triệu Dương cũng lười quan tâm tới cậu ta, lập tức nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Trở về biệt thự đã là hơn 9 giờ. Trần Triệu Dương tống Giang Tử Phong đang vô cùng phấn khởi về, sau đó anh rảo bước về phía trước. Vừa bước tới biệt thự, anh liền nghe thấy trong biệt thự vang lên một tràng cười nói vui vẻ. Có vẻ như sự xuất hiện của Từ Tịnh Nhã đã đem tới cho Nam Cung Yến không niềm vui, điều này khiến anh có chút do. Dự, vốn dĩ tối nay anh muốn lật bài với Từ Tịnh Nhã, xem cô ta rốt cuộc là ai, nếu là mối đe dọa với Nam Cung Yến thì anh nhất định sẽ giải quyết tận gốc. Nhưng bây giờ xem ra, trước mắt vẫn chưa cần làm vậy. Dù sao có anh ở đây, chỉ cần người đó không ở trên mức thiên tiên thì anh vẫn đối phó được. Trần Triệu Dương lập tức bước vào biệt thự, vừa lúc nhìn thấy hai người mặc quần áo tập yoga, đang cùng nha tập luyện ở phòng khách, vừa tập vừa tán gẫu. Ôi trời, thật là phúc lợi béo bở. Thấy vóc dáng có thể gọi là hoàn mỹ của hai người họ, mắt Trần Triệu Dương cứ như sắp lọt tròng đến nơi. Phải biết rằng, Từ Tịnh Nhã vẫn luôn mặc trang phục rất kín đáo, không ngờ sau khi mặc đồ tập yoga, lại mê người như vậy. Nam Cung Yến thì càng không cần nói, bộ quần áo yoga bó sát tôn lên vóc dáng của cô ấy một cách hoàn hảo, quả là một kiệt tác của Chúa. À, anh về bao giờ thế? Ngay lúc Trần Triệu Dương nhìn tới sắp chảy nước miếng, Từ Tịnh Nhã quay đầu lại, lập tức thét chói tai một tiếng, nhanh chóng dùng tấm thảm tập yoga che người mình lại. Nam Cung Yến nghe thấy lời này của Từ Tịnh Nhã, vội vàng quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng, lưu manh chết tiệt, còn không nhanh ra ngoài. Anh đã nhìn thấy gì đâu, thật đó, hai người tiếp tục đi, coi như anh không tồn tại là được, Trần Triệu Dương dứt lời trực. Tiếp đến bên sofa, tự mình rót một chén trà, thoải mái nhìn hai người họ nói. Khốn kiếp, nếu như anh còn không ra ngoài, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Nam Cung Yến thấy dáng vẻ vô sỉ này của Trần Triệu Dương thì hận tới cắn răng nghiến lợi. Thật là quá mất mặt, lại còn là trước mặt bản thân của mình nữa. Anh muốn xem như vậy cơ à, trong lòng Từ Tịnh Nhã vừa động, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ mọng hỏi.
Thế nào, cô bằng lòng muốn cho tôi nhìn, Trần Triệu Dương có phần mong đợi hỏi lại. Đương nhiên là có thể, tôi cho anh xem đến chán mắt luôn. Nói xong, Từ Tịnh Nhã hạ xuống tấm thảm tập đang che chắn trước người, để lộ thân hình hoàn hảo không thể so. Sánh được mà bộ trang phục yoga phát họa lên, sau đó, cô ta bước trần đôi chân trắng nõn như ngọc của mình về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, vợ mình còn đang ở bên cạnh, bản thân lại đi nhìn chăm chăm người phụ nữ khác, đây không phải là tự tìm cái chết sao. Tôi hơi mệt, lần sau xem tiếp, nói xong, mặt của Trần Triệu Dương lập tức đỏ bừng, bối rối bỏ chạy. Vốn dĩ Nam Cung Yến có chút không vui, bản thân làm như vậy không phải là đang quyến rũ chồng của cô sao. Hừ, tên lưu manh chết tiệt đó mới không phải là chồng của mình. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ nhếch nhác trốn chạy của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến lại vô cùng hài lòng. Tiểu Yến, mình phát hiện ra, chồng của cậu là một tên háo sắc nhưng lại không có lá gan đó, đúng là thú vị, Từ Tịnh Nhã bật cười khúc khích nhìn Trần Triệu Dương tháo chạy. Anh ta là vậy đó, đừng thấy anh ta gặp ai cũng nói lời ngon tiếng ngọt nhưng nếu thực sự có người phụ nữ nào bổ nhào tới, anh ta chắc chắn sẽ tránh đi, Nam Cung Yến nhẹ nhàng nói. Mình lại không cho là như vậy. Đàn ông ấy à đều là đứng núi này trông núi nọ. Huống hồ anh ta còn chưa ăn được cậu, nói không chừng sẽ ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Từ Tịnh Nhã lại lắc đầu, không đồng ý nói. Hơn nữa, vừa rồi cậu không lẽ không ngửi được mùi nước hoa à? Nước hoa này chắc chắn không phải là của một trong hai chúng ta, nếu không phải của chúng ta, cậu cảm thấy sẽ là ai đây? Nam Cung Yến vốn còn muốn phản bác lại, nhưng sau đó Từ Tịnh Nhã lại tung ra một đòn tuyệt sát. Trái tim Nam Cung Yến thắt lại, bởi cô cũng đã ngửi thấy mùi nước hoa có phần quen thuộc đó. Là cô ta, bỗng nhiên một người lướt qua suy nghĩ của. Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Tô Hồng Mị, lễ nào tối nay anh ấy ra ngoài là để tìm Tô Hồng Mị. Hèn gì ngày hôm đó cô ta tìm đến nhà, còn nói chuyện tiền nong gì đó. Nhớ tới đây, cảm giác tủi thân dần dâng lên trong lòng phải biết rằng cô đã từ từ chấp nhận sự tồn tại của Trần Triệu Dương. Nhưng Trần Triệu Dương lại làm ra loại chuyện này, lẽ nào? Anh vẫn luôn lừa dối cô. Từ Tịnh Nhã vốn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Nam Cung Yến gần như sắp khóc, cô ta lập tức hoảng sợ. Tiểu Yến, đừng suy nghĩ linh tinh, có lẽ sự việc không giống như chúng ta tưởng tượng đâu, có lẽ anh ta thật sự có việc gì đó ở bên ngoài, Từ Tịnh Nhã nhanh chóng khuyên nhủ. Đương nhiên Trần Triệu Dương không biết ở bên ngoài hai người Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đang nghi ngờ mình. Anh ở trong phòng bắt đầu tu luyện, cũng không biết vì sao trong quá trình tu luyện lại gặp phải một vài khó khăn, căn bản không có cách nào tiến vào trạng thái nhập định. Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì, Trần Triệu Dương mở mắt lẩm bẩm một mình. Nếu như đã không thể nhập định, anh cũng không tiếp tục tu luyện. Suy cho cùng trên con đường tu luyện, quan trọng nhất vẫn là đạo pháp tự nhiên. Anh bước ra khỏi biệt thự, bầu trời lúc này vẫn còn tối đen, cả trời đất dường như chìm vào tĩnh lặng. Đối diện với không gian tĩnh mịch, Trần Triệu Dương như cảm nhận được điều gì đó, liền đi về hướng đông. Sao lại biến mất rồi, nét mặt anh thay đổi, lúc anh vừa rời khỏi biệt thự, liền cảm nhận được một luồng năng lượng không ổn định truyền đến từ phía đông, nhưng khi lần theo năng lượng này tới đây thì tự nhiên lại biến mất. Trần Triệu Dương không cho rằng đó là ảo giác của mình, anh mở ra thấu thị, quét tìm ở khu vực xung quanh. Nhưng khi quét qua một vòng vẫn không phát hiện ra điều gì khiến anh có chút thất vọng. Sau đó Trần Triệu Dương tiếp tục đi về hướng đông, loại cảm giác đó lại một lần nữa kéo tới. Đây đã là phần cực đông của thành phố Nam Hải, có tên là Hồ Lộc Minh, nó là một hồ nước nằm trên đỉnh núi cao. Người ta đồn rằng từng có bầy hạc và hươu tề tựu kêu hót bên hồ nên hồ này mới được đặt tên là Hồ Lộc Minh. Hơn nữa Hồ Lộc Minh này còn có phong cảnh tuyệt đẹp, đã từng có nhà phát triển đầu tư một số tiền khổng lồ để biến nó thành một khu biệt thự. Nhưng đáng tiếc, khi dự án sắp được hoàn thành thì nhà đầu tư đó lại thân bại danh liệt. Về sau dự án này đổi chủ vài lần, nhưng ai cũng có kết cục giống như nhà đầu tư kia, cuối cùng mảnh đất này trở thành khu cấm địa, không ai dám tiếp quản. Mặc dù thời gian Trần Triệu Dương tới Nam Hải không được tính là quá dài, nhưng khi làm việc tại bộ phận quan hệ công chúng của công ty anh cũng đã từng nghe qua về việc này. Hồ Lộc Minh, xem ra không đơn giản chút nào, Trần Triệu Dương từ xa nhìn lại. Phát hiện linh khí xung quanh toàn bộ hồ này vô cùng dày đặc, có thể nói là rất hiếm gặp. Theo lý mà nói, linh khí ở đây nồng đậm như vậy hẳn phải là một vùng đất quý giá mới đúng, sao lại có chuyện đem lại vận xui cho người tiếp quản chứ?
mà vừa rồi trong lòng anh có cảm giác Hồ Lộc Minh này có lẽ có bí mật nào đó. Trần Triệu Dương trước nay đều không tin vào ma quỷ, trước kia anh vẫn luôn muốn đến xem xét nhưng đều không có cơ hội. Bây giờ vừa hay tới nơi này, nếu không tìm được đáp án anh đương nhiên sẽ không cam lòng. Tức khắc anh chạy nhanh lên đỉnh núi, cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào, linh khí ở đây quả thật rất dồi dào. Khi lướt ngang qua một khu biệt thự, anh còn có chút cảm khái, bởi vì một số biệt thự ở khu này đã được thi công xong, kiến trúc xây dựng xa hoa bắt mắt, có thể nói, khu biệt thự hoa lệ nhất của thành phố Nam Hải cũng không thể sánh bằng biệt thự nơi đây. Nếu không phải vì những lời đồn đại bí ẩn kia, e rằng nơi đây đã có vô số người giàu có đến ở. Thật đáng tiếc. Chỉ là anh không có hứng thú với những biệt thự được xây dựng xa hoa này nên trực tiếp đi về phía Hồ Lộc Minh. Khi đến bên hồ, Trần Triệu Dương liền mở thấu thị quét về phía hồ. Hả, anh quét một vòng nhưng không phát hiện gì, diện tích hồ không nhỏ, anh chỉ quét qua một bên. Trần Triệu Dương đến trước một thân cây vừa một người ôm, một tay đánh gãy ngang thân cây sau đó lại dùng chân đá cái cây đó xuống dưới hồ. Chỉ thấy thân hình Trần Triệu Dương lúc này lóe lên, nhảy vọt lên thân cây đó. Trong tay nắm một cành cây dài, anh chậm rãi trèo cành cây trong tay, thân cây cứ như vậy mang theo anh đi ra giữa hồ. Không bao lâu anh đã đến giữa hồ, trên đường tới đây, thấu thị của anh không ngừng quét tìm, nhưng vẫn như cũ không phát hiện ra điều gì bất thường. Hừ, khi Trần Triệu Dương có chút thất vọng định quay lại, bỗng có một tia sáng bạc xẹt qua, anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Khi nhìn lại lần nữa, anh thấy ánh sáng bạc kia vậy mà chuyển sang màu xanh lục, việc này khiến anh kinh ngạc. Không thôi. Trước mắt anh là một hòn đá này còn có thể thay đổi sắc màu, chỉ vài giây ngắn ngủi nó đã thay đổi thành 7 màu sắc khác nhau. Trần Triệu Dương biết, xem ra anh gặp được bảo bối rồi, chỉ là hòn đá này lại nằm ở lớp bùn sâu dưới đáy hồ. Trần Triệu Dương đương nhiên sẽ không bỏ mặc bảo bối mà tay không ra về, anh tức khắc cởi bỏ quần áo, lặn xuống đáy hồ. Nước hồ trong veo, cho dù Trần Triệu Dương không dùng thấu thị, cũng có thể thấy rõ. Sau khi anh lặn được tới đáy hồ, phát hiện bên cạnh hòn đá 7 màu này có một gốc hoa sen. Điều này khiến trong lòng anh chấn động, bởi anh rất có tự tin với thấu thị của mình, nhưng anh vậy mà không hề phát hiện ra gốc hoa sen này. Trần Triệu Dương không vội vàng đào đá đi, mà đến bên cạnh gốc hoa sen kia, lại một lần nữa triển khai thấu thị. Lần này, anh cuối cùng cũng thấy được, chỉ là dưới góc nhìn của thấu thị, gốc hoa sen này tỏa ra ánh sáng rực rỡ 5 màu, không đúng. Có lẽ là 6 màu, tia sáng thứ 6 không rõ ràng lắm. Đại não Trần Triệu Dương cấp tốc hoạt động, rất nhanh, tên một loài bán sinh vô cùng đặc biệt xuất hiện trong đầu anh. Thất thải mộc thạch, thất, bảy, thải, màu sắc, mộc, cây, gỗ, thạch, đá. Trần Triệu Dương không ngờ tới thế gian này lại thực sự tồn tại thứ này, nói đúng ra đây không phải là hai vật mà là một loại. Chỉ là trước khi chúng trưởng thành sẽ xuất hiện dưới hai loại hình thái, sau khi trưởng thành. Chúng sẽ quấn quanh và thôn tính lẫn nhau, cuối cùng sinh ra một thứ là cây không phải cây, đá không phải đá. Mà thứ này có một tác dụng chính là phá vỡ chướng ngại. Cái gọi là phá vỡ chướng ngại chính là nói, khi võ giả đột phá thì sử dụng. Thất thải mộc thạch sinh trưởng ở đâu đều sẽ khiến linh khí nơi đó tăng vọt, chỉ cần vào ngày thất thải mộc thạch trưởng thành, dùng biện pháp đặc biệt để tập hợp linh khí lại, thì nơi này nhất định sẽ trở thành thánh địa tu luyện. Tiếc là chưa trưởng thành. Hèn chỉ kết cục của những người gần đây đều không tốt đẹp gì, Trần Triệu Dương lúc này cuối cùng mới hiểu, Hồ Lộc Minh này tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bởi trước khi hai thứ này trưởng thành, nó sẽ phát ra một mùi hương đặc biệt gây ảnh hưởng tới những người ở gần chúng. Về phần Trần Triệu Dương tất nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì vì anh là một võ giả, hơn nữa còn là một thần y. Trần Triệu Dương lập tức trở lại thân cây mặc quần áo chỉnh tề. Xem ra phải mua lại Hồ Lộc Minh này. Cũng không biết có thể mua được hay không. Trần Triệu Dương biết, loại đồ tốt này có thể gặp nhưng không thể cầu, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua. Được. Do đó, anh đã quyết định bất luận thế nào cũng phải mua lại, anh cũng không vội vàng trở về mà ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện trên thân cây ở trung tâm hồ. Tu luyện ở một nơi có linh khí nồng đậm như vậy rất dễ dàng giúp anh tiến vào trạng thái nhập định. Khi tia khí tím đầu tiên của buổi sáng sớm mọc lên từ phía đông, Trần Triệu Dương điên cuồng vận chuyển công, pháp, linh khí xung quanh theo khí tím của buổi sớm mai không ngừng tràn vào cơ thể anh. Thật là kỳ diệu, sau buổi tu luyện tối qua cảnh giới có chút nới lỏng, nếu như lúc này đột phá cảnh giới, cũng không phải là không thể, chỉ là cưỡng ép đột phá không phải là một chuyện tốt, thuận theo tự nhiên đi.
anh biết bản thân không thể cưỡng chế đột phá, nhất định phải có nền tảng vững chắc, nếu không nền móng sẽ không vững. Ông già kia lúc đầu cũng đã từng nói qua, nên cố gắng hết sức áp chế chân khí trong cơ thể càng nhiều càng tốt, khi không thể áp chế được nữa thì mới đột phá, như vậy sẽ có lợi rất lớn đối với thực lực của bản thân. Chỉ là trong môi trường linh khí dồi dào như nơi đây, anh muốn áp chế có đôi chút khó khăn. Có lẽ có thể tôi luyện cơ thể, Trần Triệu Dương bỗng nhiên nhớ ra một phương pháp được ghi chép lại trong Thuần Dương Vô Cực Công. Anh lập tức vận chuyển chân khí trong thân thể, bắt đầu phản kích ngược lại lên thân thể mình. Ui, đau quá! Anh không ngờ phương thức tôi luyện thân xác này lại đau đớn đến như vậy, cơn đau đó giống như một đoàn người đang cầm kim, đâm liên tục vào cơ thể anh từ trong ra ngoài. Không lâu sau da thịt anh be đầu rướm ra máu tươi, quần áo trên người anh dần dần bị nhuộm đỏ. Linh khí liên tục tiến vào cơ thể, lúc này cũng bắt đầu phục hồi những tổn thương bên trong cơ thể anh vì tôi luyện mà sản sinh ra, một mặt tàn phá, một mặt chữa trị, loại thống khổ này quả thực không phải người thường có thể chịu đựng được. May mắn thay, khí tức màu tím đầu tiên nhanh chóng tiêu tán, quá trình tôi luyện thân xác của Trần Triệu Dương cũng dừng lại. Anh mở mắt, trong giây lát cảm nhận trạng thái cơ thể. Mình, lập tức vui mừng khôn xiết. Không ngờ phương pháp tôi luyện thân xác này lại, anh có thể cảm giác được, cường độ thân mạnh mẽ như vập xác của mình đã tăng lên ít nhất 30%. Nhưng anh cũng biết vì đây là lần đầu tiên tôi luyện, do đó mới có hiệu quả lớn như vậy. Xem ra anh lại nằm trong tay một phương pháp có thể gia tăng sức mạnh nữa rồi. Sau khi nhìn lại thất thải mộc thạch với ánh mắt mang theo chút tiếc nuối, Trần Triệu Dương lập tức giẫm lên thân cây quay trở lại bên bờ hồ. Lúc Trần Triệu Dương quay về biệt thự, đã là hơn 7 giờ, khiến anh vô cùng kinh ngạc là, hai người Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã lại đang dùng bữa ở phòng khách. Anh vốn còn tưởng rằng hai người họ đã tới công ty hoặc đi dạo phố, bởi vậy anh mới không che giấu cứ như vậy mặc một thân quần áo thấm ướt máu mà trở về. À, dù tối qua Nam Cung Yến cực kỳ tức giận nhưng khi cô thấy toàn thân Trần Triệu Dương đều là máu thì trong lòng lại vô thức lo lắng. Anh sao thế, sao cả người đều bê bết máu vậy? Nam Cung Yến vội vã bỏ bữa sáng xuống chạy đến trước mặt Trần Triệu Dương, tóm chặt lấy tay anh gặng hỏi. Từ Tịnh Nhã cũng nhanh chóng bước tới, cô ta không nghĩ tới toàn thân Trần Triệu Dương là máu, liên tưởng tới cuộc điện thoại mà cô ta nhận được vào ngày hôm kia, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Có phải là người của nhà họ Phòng tới Nam Hải rồi không? Xin lỗi, Trần Triệu Dương, đều là lỗi của tôi, nếu không phải là tôi tới tìm Tiểu Yến thì anh cũng sẽ không bị như vậy. Giọng nói của Từ Tịnh Nhã mang theo tia nghẹn ngào nức nở. Người của nhà họ Phòng quả nhiên là tới tìm cô, Trần Triệu Dương nghe vậy thì lập tức hiểu được tại sao người đàn ông mặc quần áo màu xanh chiều qua lại giám sát nơi này của họ. Từ Tịnh Nhã càng cảm thấy hổ thẹn khi nghe những lời của Trần Triệu Dương, điều này chứng tỏ, người của nhà họ Phòng chắc chắn đã đến, hơn nữa còn tìm tới Trần Triệu Dương. E rằng họ tưởng rằng Trần Triệu Dương chính là người tình kia của cô ta, nếu không cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Hai người đang nói gì vậy, Nam Cung Yến nghe được bản thân của mình và Trần Triệu Dương nói chuyện thì càng không hiểu ra sao, lập tức hỏi. Được rồi, hai người đừng lo lắng, tôi không sao chỉ là quần áo nhuốm máu mà thôi, tôi không bị thương, Trần Triệu Dương bình tĩnh trả lời câu hỏi của Nam Cung Yến. Thật sao, Nam Cung Yến vẫn không tin, dù sao dáng vẻ của Trần Triệu Dương thực sự quá thê thảm, toàn thân đều là máu khiến quần áo cũng bị nhiễm đỏ. Xem ra tôi không cởi quần áo thì hai người không tin phải không, Trần Triệu Dương bất lực, vốn còn muốn trở về tắm rửa, nhưng bộ trang phục trên người này thật sự rất khó. Chịu. Dứt lời anh trực tiếp cởi bỏ quần áo đang mặc. Thực sự là không bị thương, nhưng tại sao làn da của anh lại tốt như vậy? Chỉ là khi hai người nhìn thấy thân trên của anh, ánh mắt lập tức tỏa sáng. Làn da của Trần Triệu Dương lúc này không còn là màu đồng nữa mà thay vào đó là một màu trắng nõn. Hơn nữa còn mang theo cảm giác óng ánh long lanh, mịn màng hơn da em bé. Trần Triệu Dương liền trợn tròn hai mắt, anh không ngờ bản thân tôi luyện thể xác một hồi lại khiến làn da biến thành thế này. Toi rồi, da màu đồng của tôi ơi, tôi làm sao còn dám gặp người khác nữa đây, Trần Triệu Dương kêu ai oán. Phải biết rằng, anh vẫn lấy làm kiêu ngạo với vóc dáng và làn da màu đồng của mình, nhưng hiện tại, tất cả đã biến mất. Thật là mịn màng. Đúng vậy. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn có làn da này. Ngưỡng mộ chết mất thôi. Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã lúc này căn bản không nghe thấy tiếng than thở đó, hai người họ vươn tay. Vuốt ve thân trên của anh, trong mắt ngập tràn sự ghen tị. Cô, hai người các cô đúng là đồ lưu manh,
Trần Triệu Dương không ngờ hai người lại bạo dạn như vậy, việc này khiến anh bị dọa nhảy dựng, vội lấy quần áo che lại cơ thể. Rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Thấy dáng vẻ hoảng hốt tháo chạy này của anh, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã Lập, tức hiện lên răng mây hồng, sau đó cả hai cùng phá lên cười điên cồng. Ôi chao, chồng của cậu vậy mà còn xấu hổ, hơn nữa, cậu còn không biết anh ta có làn da tốt như. Từ Tịnh Nhã lên tiếng hỏi với một tia nghiền ngẫm tìm tòi. Hừ, cậu tưởng rằng mình muốn à, còn không phải là do bố mình ép mình cùng tên lưu manh này kết hôn. Nam Cung Yến đỏ mặt thở phì phì nói. Chỉ là khi nói tới đây, trong lòng cô lại không có ý chán ghét nào, ngược lại còn có chút ngọt ngào. Ôi, chua chết mất thôi, người đàn ông tốt như vậy, nếu như cậu không muốn vậy thì cho mình đi, mình cảm thấy anh ta rất tốt. Từ Tịnh Nhã trợn mắt nói ngay. Được, nếu cậu đã muốn thì lấy đi, miễn là anh ta đồng ý, Nam Cung Yến trừng mắt nhìn Từ Tịnh Nhã mà nói. Được rồi, đừng gây rối nữa. Lát nữa mình nhất định phải hỏi chồng cậu tại sao da của anh ta lại đẹp như vậy. Có phải là có bài thuốc gia truyền bảo dưỡng gì hay không? Đúng, anh ta nhất định là có bí phương, mình nhớ khi anh ta mới tới Nam Hải không phải như thế này. Chắc chắn anh ta đã dùng thứ gì đó, cậu nhất định phải hỏi anh ta nhé, Nam Cung Yến gật đầu. Thực ra làn da của cô và Từ Tịnh Nhã đã rất đẹp rồi, nhưng phụ nữ mà, ai lại ngại mình quá xinh đẹp đâu. Trần Triệu Dương tất nhiên không biết những chuyện này, anh lúc này đang ở trong phòng tắm tự làm nhảm. Đúng là hai nữ lưu manh, lại lén lút sờ soạng người ta. Không được, không thể để bọn họ miễn phí chiếm được tiện nghi này, phải nghĩ cách giành lại mới được. Vừa nói anh vừa bắt đầu phác họa tưởng tượng đẹp đẽ. Sau khi tắm xong, cả người anh sảng khoái, nhưng lập tức nhớ tới, vừa rồi anh vội vàng hoảng loạn chạy vào nên hoàn toàn quên mất việc lấy quần áo để thay. Trần Triệu Dương lập tức dùng thấu thị nhìn ra bên ngoài, phát hiện hai người Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đang đợi anh ngoài phòng tắm. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng hai người phụ nữ này rời đi rồi thì mình có thể về phòng nghỉ ngơi. Nhưng giờ thì sao, kế hoạch đã hoàn toàn tan vỡ. Khụ khụ, dì nhở, bà xã, em có thể qua phòng lấy giúp. Anh bộ quần áo không? Làm ơn đi mà, Trần Triệu Dương bước đến cửa phòng tắm, hé mở cánh cửa, thò đầu ra ngoài nói với vẻ nịnh nọt. Nhờ và có khác, giọng điệu đột nhiên thay đổi hẳn. Hai người kia vốn dĩ còn đang thảo luận về việc làm thế nào để được Trần Triệu Dương truyền cho công thức chăm sóc da bí mật ấy, khi nghe anh nói xong, họ lập tức nhìn nhau và nhận ra ý tứ của đối phương. Được thôi, không vấn đề gì, nhưng tôi có một điều kiện nhở, Nam Cung Yến đứng dậy cười tít mắt nói với Trần Triệu Dương. Điều kiện gì thế, em yên tâm, không cần biết là điều kiện gì anh đều đồng ý với em, cho dù em có bắt anh lấy thân đền đáp. Anh cũng nguyện lòng, Trần Triệu Dương có chút cảnh giác nhìn về phía Nam Cung Yến, nhưng lời nói ra lại không hề đứng đản chút nào. Hừ, ai thèm quan tâm đỡ ến tấm thân ấy của anh, Nam Cung Yến nghe thấy câu này của Trần Triệu Dương thì gương. Mặt đỏ bừng vì tức giận, lập tức muốn phát điên lên thì bị Từ Tịnh Nhã đứng bên cạnh ngăn lại. Chỉ cần anh nói cho chúng tôi biết công thức bí mật chăm sóc làn da của mình, tôi sẽ đi lấy quần áo giúp anh, Nam Cung Yến bị Từ Tịnh Nhã lôi kéo, nhanh chóng tỉnh táo. Lại và nói. Nghe đến đây, Trần Triệu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại có chút đau khổ. Cơ thể anh được như thế này là do tối qua tôi luyện thể xác, không lẽ để hai người bọn họ tu luyện như anh sao? Chuyện này không thể nào, phải biết rằng anh đã phải chịu bao khổ cực mới luyện đến trình độ hôm nay, còn có những lần suýt không chịu đựng được. Hai mỹ nữ quyến rũ động lòng người này làm sao có thể vượt qua được chứ? Hơn nữa, họ cũng không đủ thời gian và kiên trì. Đúng rồi, công thức, đột nhiên, Trần Triệu Dương nhớ ra một công thức làm đẹp cổ xưa, đúng lúc có thể đem ra dùng. Phải biết rằng, những gì anh học được từ ông già kia không đơn giản chỉ là tu luyện mà còn có y thuật, từ nhỏ anh đã bị ông ấy ép phải học thuộc nhiều loại sách y thuật khác nhau, những cuốn sách y này rất nhiều đều thất truyền rồi, trong đó đương nhiên có vô vàn công thức bí mật. Mà công thức dưỡng da làm đẹp này chỉ là một nhánh nhỏ, tùy ý chọn lấy một cách. Chắc chắn sẽ mạnh hơn gấp trăm lần các loại mặt nạ hay mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền trên thị trường hiện nay. Không vấn đề gì, anh đồng ý với em, Trần Triệu Dương gật đầu, mặc dù bị hai người họ uy hiếp, nhưng Trần Triệu Dương cũng không cảm thấy phản cảm, người phụ nào mà chẳng thích đẹp chứ. Nam Cung Yến lập tức chạy đến phòng của Trần Triệu Dương, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh. Lúc đầu, cô cứ nghĩ rằng phòng của Trần Triệu Dương hẳn là rất bẩn thỉu bừa bộn, những đôi tất hôi thối bày khắp phòng. Tỏa ra mùi nồng nặc.
Nhưng khi đi vào, cô phát hiện phòng của anh không chỉ sạch sẽ gọn gàng, không có mùi gì đặc biệt còn thoang thoảng mùi thơm. Mùi hương này không phải là hương nước hoa, nó càng giống với mùi vani hơn, thơm nhẹ, không quá nồng, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Không ngờ tên lưu manh thối này lại tinh tế như vậy, Nam Cung Yến hít sâu vài hơi rồi bắt đầu tìm quần áo của Trần Triệu Dương. Có cần lấy quần trong không nhỉ? Sau khi Nam Cung Yến tìm được một bộ quần áo, cô đột nhiên suy nghĩ. Cuối cùng Nam Cung Yến cắn răng giúp Trần Triệu Dương lấy một chiếc quần trong, có điều chiếc quần đó được kẹp trong đống quần áo kia, cô không muốn bị Từ Tịnh Nhã nhìn thấy. Cứ coi nó như một phần thưởng nhỏ cho công thức làm đẹp bí mật đi, mặt Nam Cung Yến đỏ bừng, trong lòng không ngừng tìm lý do cho hành động của mình. Này, quần áo của anh đây, Nam Cung Yến đưa quần áo cho Trần Triệu Dương, sau đó đóng cửa lại cho anh. Trần Triệu Dương nhanh chóng mặc quần áo vào, sau khi đi ra, Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã hai người nhìn chăm chăm vào vùng da trên cánh tay Trần bên ngoài của anh khiến Trần Triệu Dương nổi da gà. Được rồi, bây giờ anh viết công thức cho em ngay, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt như vậy nữa được không? Trần Triệu Dương lập tức đầu hàng, vội vã nói. Cùng lúc đó, hai người phụ nữ tự nhiên cũng theo phía sau anh đi về phía thư phòng. Trong phòng, Trần Triệu Dương rất nhanh đã viết xong. Chỉ là, khi hai người họ nhìn thấy công thức bí mật do Trần Triệu Dương viết, họ như chết lặng vì nhìn thế nào cũng không hiểu. Anh cho chúng tôi công thức này có tác dụng gì chứ? Chúng tôi cũng không thể sử dụng nớ, Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã cảm thấy mình bị lừa. Ngay lập tức, hai người họ bắt đầu đe dọa dụ dỗ Trần Triệu Dương. Dưới sự dụ dỗ của hai mỹ nhân, Trần Triệu Dương đồng ý giúp họ làm một số loại thuốc làm đẹp và mặt nạ dưỡng da. Tinh tinh tinh. Đúng lúc này, điện thoại của Nam Cung Yến đột nhiên vang lên. Khi cô chậm chạp cầm chiếc điện thoại lên, nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ lo lắng. Sao vậy? Trần Triệu Dương và Từ Tịnh Nhã đồng loạt hỏi. Công ty có chuyện rồi, có người gây rắc rối, tôi phải đến công ty một chuyến. Nam Cung Yến nói xong liền nhanh chóng chạy về phòng, mặc quần áo chỉnh ề rồi đi xuống lầu. Anh lái xe, em ra cửa đợi anh, Trần Triệu Dương không đợi cô đồng ý, cầm chìa khóa xe đi xuống gara. Tiểu Yến, tớ cũng cùng cậu đến công ty, đừng lo lắng quá, có lẽ mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu, Từ Tịnh Nhã không nói nhiều, đi theo Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến trở lại công ty. Lúc đến đó, toàn bộ công ty trông vẫn rất bình thường. Chuyện như vậy đương nhiên không thể công khai mà chỉ có thể giải quyết một cách bí mật. Trần Triệu Dương không quay lại phòng quan hệ công chúng mà theo Nam Cung Yến đến phòng họp. Tiểu Yến, cô làm chủ tịch kiểu gì vậy? Hôm qua không đến công ty, hôm nay đến giờ này mới vác mặt tới. Cô điều, hành công ty như thế không xảy ra chuyện mới lạ. Ngay khi Nam Cung Yến ba người vừa bước vào phòng họp, một đám người nhao nhao đứng dậy, trong đó có một người khoảng 60 tuổi trực tiếp nói. Nam Cung Yến không ngờ rằng cô chưa kịp hiểu ra có chuyện gì xảy ra với công ty thì nội bộ công ty đã xuất hiện mâu thuẫn rồi. Ông Trương, hai ngày nay tôi có việc bận, đúng là không có đến công ty, nhưng công ty không thể rơi vào khủng hoảng chỉ vì tôi không đến đấy chứ. Công ty chúng ta không đến nỗi yếu đuối như vậy. Nam Cung Yến cau mày, ngay lập tức lớn tiếng phản bác. Hừ, cho dù không phải là nguyên nhân này, vậy thì cũng là do cô đắc tội với người ta, cho nên mới bị bọn họ trả đũa. Đúng vậy, động vào ai không động, cứ phải động vào. Nhà họ Ngụy người ta đã lên tiếng rồi, nếu không giao nộp người, công ty chúng ta sẽ phải phá sản. Dựa theo lời những người này, Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương cuối cùng cũng biết được nguyên nhân sự việc đến từ nhà họ Ngụy. Trần Triệu Dương lúc đầu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhà họ Ngụy không phải rất lợi hại sao, anh đánh tàn phế Ngụy Cường đã lâu như vậy rồi mà bên đó không có động tĩnh gì, hóa ra là dùng chiêu này. Nhưng Từ Tịnh Nhã lại cảm giác có chút quen tai, nhà họ Ngụy này không phải là nhà họ Ngụy của Vân Hải đó chứ. Nếu nó là sự thật, vậy sự việc quả thực có phần khó giải quyết. Các vị, chuyện không như mọi người nghĩ đâu, có thể nói trước cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không, Nam Cung Yến lập tức nói với họ. Chủ tịch Nam Cung, nhà họ Ngụy này thế lực bành trướng, nếu cô biết được là ai đắc tội với người nhà họ thì nhanh chóng giao nộp, đừng khiến mọi người bị vạ lây. Đúng vậy. Nhà họ Ngụy đã nói rồi, muốn cô làm con dâu nhà họ, một chuyện tốt như vậy, âu cũng là trong cái rủi có cái may. Đúng vậy, nhà họ Ngụy là gia tộc lớn tại Vân Hải. Tất cả câm miệng cho tôi, Trần Triệu Dương nhìn họ. Càng nói càng quá đáng, sắc mặt anh cũng bắt đầu trở nên khó coi,
lập tức vỗ bàn hét lớn. Anh vừa cất lời, tất cả bọn họ liền tịt ngòi, nhưng sau khi nhìn thấy người đang vỗ bàn là người mà họ không hề quen biết, họ thoáng sửng sốt. Cậu là ai, thân là thủ lĩnh, người đầu tiên chất vấn đương nhiên là ông Trương. Tôi á, tôi vốn chỉ là một nhân viên của phòng bảo vệ, nhưng bây giờ đang làm tại phòng quan hệ công chúng, Trần Triệu Dương cây ngay không sợ chết đứng đáp. Trương Dũng lúc đầu còn tưởng rằng Trần Triệu Dương là cậu ấm của nhà nào, nhưng nghe được câu trả lời của anh thì ông ta liền tức giận đùng đùng. Một tên bảo vệ nhỏ nhoi như cậu có tư cách gì xuất hiện ở đây? Cút ra ngoài cho tôi, Trương Dũng đứng bật dậy, giận dữ hét lớn. Ông già, đừng nóng giận như vậy, tức giận hại thân, bệnh tim tái phát thì không tốt đâu, Trần Triệu Dương lại không quan tâm, lập tức kéo ghế ngồi xuống, chân còn bắt chéo gác lên bàn. Thấy dáng vẻ này của anh, mọi người trong phòng họp, đều nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ, hiển nhiên họ vô cùng bất mãn. Cả người Trương Dũng run rẩy vì tức giận, vội vàng lấy trong túi ra một lọ thuốc trợ tim cấp tốc, sau khi uống xong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ông ta thực sự bị Trần Triệu Dương chọc tức tới tái phát bệnh tim. Đừng quan tâm tôi là ai, dù sao tôi cũng là người của công ty, tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, Trần Triệu Dương phất tay điềm nhiên như không nói. Kể từ khi biết nhà họ Ngụy của Ngụy Cường ra tay, anh liền biết rằng mình phải quản việc này. Đây vốn là một lần đối ngoại, nhưng những người được gọi là lão thành của công ty lại bả đầu xích mích nội bộ trước. Anh suy nghĩ rất đơn giản, muốn thăng giặc ngoại xâm thì trước hết phải thẳng giặc nội xâm, trước tiên phải dẹp yên những người có tư tưởng chống đối nếu không việc. Gì cũng vướng tay vướng chân. Nam Cung Yến mặc dù không biết Trần Triệu Dương làm như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu hay không nhưng giờ đây cô đang rất hoảng sợ. Chỉ có thể nghe theo lời của anh. Công ty không phải nơi loại chó mèo nào cũng có thể lên tiếng. Cậu đợi đó cho tôi. Lập tức, một thanh niên lấy điện thoại di động trong túi ra. Alo, phòng bảo vệ phải không? Mấy người mau tới đây, có người đang kiếm chuyện ở phòng họp. Sau khi người đó gọi điện xong thì lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương. Cậu toi đời rồi, một tên côn đồ điên khùng như cậu căn bản không có tư cách ở lại công ty chúng tôi. Nhân lúc người của phòng bảo vệ chưa tới nhanh cút đi. Nếu không qua một hồi sẽ rất khó coi đó, người đó chế nhạo. Ồ, tôi ngược lại muốn xem, người của phòng bảo. Vệ sẽ đuổi tôi đi hay không, nghe vậy Trần Triệu Dương lại bật cười. Để phòng bảo vệ bắt anh lại, đúng là nực cười. Chẳng bao lâu, Dương Lệ mặc trên mình bộ quần áo răn di dẫn theo vài người của phòng bảo vệ bước tới. Mấy người các người nhanh tống người này ra ngoài cho tôi, cậu ta ở đây muốn phá đám cuộc họp. Trương Dũng lúc này đứng lên, nói thẳng với Dương Lệ. Khi Dương Lệ và những người khác nhìn thấy người mà Trương Dũng đang chỉ vào vậy mà là Trần Triệu Dương, họ lập tức chết lặng. Thật ngại quá, cậu ấy là người của công ty, bởi vậy tôi không có quyền bắt cậu ấy. Dương Lệ thấy bầu không khí ở đây có chút kỳ quái, tất nhiên không thể trực tiếp bê người lại. Huống hồ, người này còn là Trần Triệu Dương. Đội trưởng Dương, tôi là phó chủ tịch của công ty, lời tôi nói lẽ nào cô không nghe theo à? Trương Dũng lúc này tức giận đến cực điểm, ngay cả quyền lợi chỉ huy đội bảo vệ ông ta cũng không có nữa rồi. Phó Chủ tịch Trương, công ty có đến vài vị Phó Chủ tịch, trong tình huống này, tôi chỉ có thể nghe theo Chủ tịch thôi, Dương Lệ buông tay nói. Đối với lời này của Dương Lệ, Trần Triệu Dương trực tiếp giơ lên ngón cái. Nhận được phản hồi của Trần Triệu Dương, Dương Lệ đương nhiên rất vui. Cô, Trương Dũng thoáng chốc nghẹn lời, ông ta tất nhiên biết điều này, nhưng vẫn rất tức giận. Chủ tịch Nam Cung, đuổi người này ra ngoài nếu không đừng trách mọi người không khách khí, Trương Dũng đưa ánh mắt nhìn hướng Nam Cung Yến, hung ác nói. Nam Cung Yến nghe vậy, lập tức cau chặt mày, sắc mặt cũng có phần khó coi. Những người này căn bản không coi cô là chủ tịch. Xin lỗi, tôi không có tư cách khai trừ anh ấy là người mà chủ tịch hội đồng quản trị đích thân mời tới, do đó, các người thích làm gì thì tùy, Nam Cung Yến nói với vẻ bất lực. Cô lúc này đã không suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn giao những việc này lại cho Trần Triệu Dương, cô muốn nhìn xem, anh có thể nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết nguy cơ hiện giờ của công ty họ. Rất tốt, nếu đã như vậy, vậy chúng tôi không làm phiền nữa, lão già tôi trong người có bệnh, cần phải tu dưỡng một khoảng thời gian, tạm biệt, Trương Dũng thấy uy hiếp cũng vô dụng, chỉ có thể bức cung thoái vị. Chủ tịch, tôi đột nhiên nhớ ra, trong nhà còn có việc, tôi cũng phải nghỉ phép vài ngày. Nhà tôi cũng có việc. Nhà tôi cũng vậy. Lời Trương Dũng vừa vang lên những người khác liền bắt đầu theo gót ông ta xin nghỉ phép, mười mấy người trong phòng họp thì có đến 8 người đứng dậy xin phép Nam Cung Yến nghỉ.
Nam Cung Yến từ trước tới nay không biết công ty lại có nhiều người đứng ở phe chống đối mình như vậy, hiện giờ công ty gặp phải nguy cơ, những người này không ra sức suy nghĩ phải làm thế nào giúp công ty vượt qua khủng hoảng mà còn muốn dậu đổ bình leo. Thấy sắc mặt Nam Cung Yến xám xịt, trong lòng Trương Dũng và những người khác liền âm thầm vui mừng, bọn họ biết, một khi họ thực sự rời khỏi công ty thì công ty nhất định sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Ngày thường Trương Dũng lôi kéo không ít người, những người này đều giữ chức vụ chủ chốt trong bộ phận quan trọng của công ty, một khi họ gặp phải chuyện gì, chắc chắn công ty sẽ phải chịu tổn hại lớn. Các người thực sự muốn dồn đến đường, cùng như này sao, trong lòng Nam Cung Yến miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Trước kia, cô vẫn luôn tưởng rằng bản thân giữ chức chủ tịch này rất thành công, nhưng không nghĩ tới, lại có một nửa số người không phục. Thành thực mà nói, nỗi đau bị phản bội ít hơn nhiều so với sự thất bại dẫn vặt trong lòng. Trần Triệu Dương không ngờ việc này lại khiến Nam Cung Yến buồn như vậy, điều này khiến ánh mắt anh nhìn đám người kia lập tức trở nên u ám. Đi, có thể, nhưng tôi nghĩ các người nên đợi một lúc, bởi về nhà không phải là cách thức mà các người rời khỏi đây. Trần Triệu Dương lập tức dậm chân, ghế trượt tới cửa, đem cửa chặn lại. Sau khi làm xong, anh đút tay vào túi và bắt đầu thuần thục thao tác trên điện thoại. Ý cậu là gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn giam lỏng chúng tôi sao? Thật là nực cười, cậu nghĩ bây giờ là thời đại nào? Đi, tôi ngược lại muốn nhìn xem cậu ta có dám ngăn chúng ta lại hay không? Ngay lập tức một vài thanh niên nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi cùng lao về phía cửa. Cút ra cho tôi! Trần Triệu Dương lập tức đá ra một cước khiến hai tên mạnh miệng nhất kia trực tiếp bay tới một đầu khác của phòng họp, cơ thể nặng nề đập lên tường mới có thể dừng lại. Mấy người vốn dĩ muốn tiếp tục xông lên phía trước chứng kiến một màn này liền ngừng lại bước chân. Ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương bắt đầu trở nên kinh hoàng, bọn họ căn bản không ngờ tới người thanh niên trông có vẻ điềm đạm nho nhã gầy gò kia lại ra tay hung tàn như vậy. Nhãi con, cho dù cậu nhốt tất cả chúng tôi ở đây, cậu nghĩ công ty sẽ được cứu sao? Trương Dũng lúc này mới đứng lên, nhìn chăm chằm Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Công ty có được cứu hay không thì tôi không biết nhưng tôi biết muốn cứu một chiếc thuyền bị dò nước, chỉ có đem lỗ hổng đó chặn lại mới được, Trần Triệu Dương vừa nói, vừa có thâm ý khác nhìn mấy người bọn họ. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, lại thêm ánh mắt này. Của anh, toàn bộ đều bắt đầu trốn tránh. Thấy vậy, Trần Triệu Dương càng thêm trách chẳng. Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã không biết Trần Triệu Dương đang cùng Trương Dũng chơi trò bí hiểm gì, nhưng họ biết đây là cuộc đối đầu giữa anh và Trương Dũng, xem dáng vẻ này có lẽ Trần Triệu Dương đang chiếm thế thượng phong. Tinh tinh! Đúng lúc này, điện thoại trong túi Trần Triệu Dương bỗng nhiên vang lên. Sau khi rút ra điện thoại, Trần Triệu Dương lại lắc đầu lẩm bẩm, 1 phút 30 giây, chậm mất 10 giây, xem ra sức ỉ của nhóm người này tăng lên rồi. Trương Dũng và những người khác đương nhiên không biết tại sao Trần Triệu Dương lại nói chuyện một mình, nhưng lúc này họ cũng không còn hoảng sợ nữa, dù sao. Trần Triệu Dương có nhốt họ ở đây cũng không có ích lợi gì. Chủ tịch xinh đẹp à, em nói xem, nếu như có người biển thủ công quỹ, còn bán cơ mật của công ty, thì phải xử lý như thế nào? Trần Triệu Dương đột nhiên nhìn hướng Nam Cung Yến hỏi. Theo các luật và quy định liên quan, hành vi bán cơ mật công ty, biển thủ công quỹ đã vi phạm luật hình sự và sẽ phải nhận hình phạt với thời hạn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp. Lúc này, Dương Lệ liền đứng lên nói. Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra cuộc họp. Ngày hôm nay là một cuộc họp bức cung, mà Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến và những người khác thuộc về một bên, bên còn lại là Phó Chủ tịch Trương Dũng và người của ông ta. Lúc này chính là thời điểm chọn hàng ngũ để đứng, Dương Lệ không chút do dự đứng về phía nhóm người Nam Cung Yến. Không phải vì cô là chủ tịch, mà là vì Trần Triệu Dương. Không sai, mặc dù Dương Lệ thường xuyên nổi cáu với Trần Triệu Dương nhưng đối với anh, cô vẫn vô cùng tin tưởng.